chính là yêu linh phần huyết đan. Triệu Huyễn Diệp rung động, lão tổ chính là lão tổ, một chút liền có thể nhìn ra. Tiểu lão đầu mà khẽ nhíu mày. Đưa hắn cho ta. Ngài có thể cứu. Đã cứu được ba người. Cái gì? Khương Phàm và giới chủ đều ở bên trong, vừa mới ổn định. Tiểu lão đầu tiếp nhận Triệu Thế Hùng, sau khi ra lệnh bọn thủ vệ lui ra toàn bộ, liền bước nhanh xông vào sơn động. Triệu Huyễn Diệp cùng Hung Linh Hầu cố nén xúc động đi theo vào, ở lại trong u cốc. Có ý gì, làm sao Khương Phàm lại ở bên trong? Cũng đều bị Tác Ngọc Đường tính kế sao? Lão già này nổi điên sao? Sâu trong giới tâm xí thiên giới. Cự Long đang không ngừng liên tục phóng thích ra hỗn độn nguyên lực, rót vào thanh đồng tiểu tháp đang lơ lửng ở trên không. Nhưng, năng lượng trứng ngọc cần vượt xa tưởng tượng của nó, tiếp tục đã nửa ngày, ngoại trừ tiểu nhân nhi, bên trong trứng ngọc ngẫu nhiên đong đưa mấy lần ra, thì không chỉ có không có phá xác, ngay cả con mắt cũng đều không có mở ra. Mà chiến kích và tinh thuẫn đã cùng dương biệt, Lý Dần bắt đầu dung hợp ở tầng thứ ba của thanh đồng tiểu tháp, uy thế thả ra càng ngày càng mãnh liệt. Cái này cũng khiến cho Cự Long hiếu kỳ, tiếp tục phóng thích ra hỗn độn nguyên lực. Xin mời Cự Long cứu vớt truyền nhân xí thiên giới ta. Tiểu lão đầu đi đến giới tâm, cao giọng xin chỉ thị. Kỳ thật hắn có chút tâm thần bất định, không biết luân phiên mạo phạm thì có thể khiến cho Cự Long phản cảm hay không. Nhưng Triệu Thế Hùng là truyền nhân thiên phẩm mà giới chủ đều chú ý, là vũ khí cường đại để tương lai khiêu chiến hoàng đạo, không thể chết ở chỗ này. Để hắn ngoài ý muốn chính là, Cự Long cũng không có cự tuyệt, rất tự nhiên tiếp quản ý thức Triệu Thế Hùng, dẫn dắt hỗn độn nguyên lực, gột rửa huyết mạch Triệu Thế Hùng, xua tan dược hiệu. Sau đó không lâu, huyết viêm sôi trào xung quanh Triệu Thế Hùng đã dần dần bình tĩnh, lâm vào hôn mê, lơ lửng ở không trung. Nhưng bất luận là Khương Phàm, Dạ An Nhiên, hay là giới chủ, Triệu Thế Hùng, cũng chỉ là cảm xúc ổn định, cảnh giới còn đang tấp nập ba động, không có hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm. Nếu không được hỗn độn nguyên lực gột rửa huyết mạch, không thể nghi ngờ chính là đại cơ duyên, trong cái rủi có cái may. Đối với Dạ An Nhiên, hỗn độn nguyên lực cổ lão có thể cực lớn đẩy mạnh ngũ hành thụ trưởng thành, ổn định thế giới ngũ hành trong khí hải. Đối với Khương Phàm, hỗn độn nguyên lực chiếm cứ tại chỗ xương cột sống, kích thích thần cốt khôi phục, bắt đầu cùng toàn bộ xương sống dung hợp toàn diện, phóng xuất ra tinh huyết kim hoàng minh mông. Đối với giới chủ, hỗn độn nguyên lực có thể để nàng tỉnh lại lực lượng kiếp trước tốt hơn. Đối với Triệu Thế Hùng, thức tỉnh toàn diện huyết mạch cùng kỳ, có thể tăng cường uy lực huyết viêm cực lớn. Bọn hắn đang hôn mê, cũng đang thay đổi mạnh hơn. Tiểu lão đầu nhìn thấy Triệu Thế Hùng cũng đã an tĩnh lại, nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt lại rơi xuống trên thân con Chu Tước Dương cánh kia, vẻ mặt vô cùng phức tạp. Chu Tước Linh Văn, Khương Phàm ơi Khương Phàm, người vậy mà lại cất giấu bí mật như thế này. Trách không được có thể sáng tạo kỳ tích, không để cường tộc các phương vào mắt, thì ra ngươi sinh ra đã bất phàm. Tiểu lão đầu yên lặng rung động cũng rất khó tiếp nhận. Bởi vì hắn không thể không liên tưởng đến trận kiếp nạn thương huyền ngàn năm trước kia. Liên quan tới đoạn sử thi ầm ầm sóng dậy kia của thương huyền, hắn không có tự mình trải qua, nhưng bên trong xí thiên giới có ghi chép, mặc dù chỉ có một chút đoạn ngắn. Sau khi giới chủ luân hồi sống lại, thời điểm hắn giới thiệu qua lịch sử sau khi nàng chết 3.000 năm, cũng đã đặc biệt giới thiệu qua đoạn thời kỳ kia. Một nam tử truyền kỳ, mang theo một nữ tử truyền kỳ, tụ tập vô số thiên kiêu nhân kiệt thương huyền, phát khởi lực khiêu chiến với cố hữu cách cục thương huyền. Dã tâm của bọn hắn bừng bừng, bọn hắn cường thế lại bá đạo. Bọn hắn khí thế như hồng, bọn hắn đánh đâu thắng đó. Bọn hắn dùng thời gian mấy chục năm ngắn ngủi, nam chinh bắc chiến, lôi kéo khắp nơi. Cuộc khởi mạnh mẽ tại đại địa trung vực, cuối cùng lao thẳng đến thiên khải chiến trường, trở thành đệ nhất hoàng đạo thương huyền, trở thành chủ nhân thương huyền, trở thành thế lực duy nhất bên trong thương huyền qua thời gian vô tận có can đảm đại biểu đế tộc thương huyền hò hét khắp tám phương. Lúc đó xí thiên giới cũng ra đời một vị thiên tài tuyệt thế, may mắn đi theo vị truyền kỳ kia, khiêu chiến thiên hạ, sáng tạo lịch sử, còn sau khi thần triều có thế chân vạc đã phong vị dương vương, danh chấn thương huyền. Nhưng cục diện thương huyền rắc rối phức tạp, bọn hắn quật khởi đã chạm tới lợi ích của vô số người. Ngay lúc đó thần triều đã vô cùng cường đại, nhưng cuối cùng vẫn phải buông tay đánh cược một lần, cũng không có thay đổi được càn khôn. Thiên hạ chăm chú tới cuộc chiến đăng thiên kiều, cuối cùng dẫn phát bách tộc nghịch hành, thiên kiếp giáng lâm.
truyền kỳ mấy chục năm, dân chúng chờ đợi vô tận, vào thời khắc ấy đã im bặt mà dừng. Khi tin tức truyền đến khắp Thương Huyền, chục tỷ con dân thần triều kêu khóc một mảnh. Truyền kỳ kết thúc, thê lương mà thổn thức. 12 hoàng đạo càng là không cho thần triều bất cứ cơ hội nào, liên thủ xuất kích, bao phủ hoàn toàn thần triều trong dòng sông lịch sử. Bất luận là tiểu lão đầu nhi hay giới chủ, đều đã từng lặp đi lặp lại nghiên cứu lịch sử lúc trước, hy vọng có thể để xí thiên giới hấp thu một chút kinh nghiệm khiêu chiến hoàng đạo. Cho nên, hắn đối với bộ dáng chân chính của Chu Tước đã vô cùng rõ ràng, cũng vô cùng mẫn cảm, hắn có thể xác định yêu thể mà Khương Phàm biến thành chính là Chu Tước. Bây giờ hắn đã có thể hiểu vì sao Khương Phàm lại có thể biến đổi linh văn, nguyên nhân căn bản không phải là do võ pháp gì, mà là huyết mạch của hắn quá mạnh. Khương Phàm nào chỉ là thiên phẩm, tương lai đều có thể tiếp tục biến đổi. Dù sao, đó cũng là Chu Tước. Từ hoang cổ đến nay, yêu tộc công nhận yêu tổ tổng cộng có 12 cái, nhưng chí tôn yêu tộc chân chính chỉ có 4 cái, theo thứ tự là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Tam đại thần thú khác đều đã phong vị thành đế quân, thống lĩnh đế tộc, duy chỉ có Chu Tước trước đó đã hủy diệt trong vô tận. Từ đó về sau, Chu Tước có vài lần mượn nhờ linh văn nhân tộc cưỡng ép thức tỉnh, cũng có vài lần thức tỉnh tại yêu tộc, tựa như là anh linh thượng của Chu Tước chống lại, muốn trở lại thế giới đỉnh phong, nhưng mỗi lần đều bởi vì các loại nguyên nhân mà đã thất bại. Khương Phàm thức tỉnh Chu Tước linh văn, nếu như chỉ là nguyên nhân này, vậy còn dễ nói. Nhưng nếu như có liên quan cùng vị ngàn năm trước kia, chuyện liền phức tạp. Dù sao, thần triều sau cùng biến mất đầy điểm đáng ngờ, cũng nhất định phong tồn vô số bí mật. Ngàn năm ngắn ngủi, Chu Tước tái hiện linh văn, không thể không khiến người ta mơ màng. Hai ngày sau, bọn người Dạ An Nhiên lần lượt từ trong hôn mê thức tỉnh, đều bị tình cảnh trước mắt rung động. Nơi này là... Triệu Thế Hùng cảm giác giống như đắm chìm trong mộng cảnh thần bí. Bí mật lớn nhất xí thiên giới. Quản tốt miệng cho ta, chớ nhắc đến với bất cứ kẻ nào. Giới chủ cảnh cáo Triệu Thế Hùng, sau đó lưu ý vẻ mặt Dạ An Nhiên. Dạ An Nhiên nhìn qua dãy núi khổng lồ giống như cự long, ý thức lần nữa liên tiếp ngừng một chỗ. Cảm ơn ngài đã cứu ta, cũng cảm ơn ngài đã cứu được bọn hắn. Tiện tay mà thôi, ngũ hành thụ của ngươi bị thương tổn, trong khoảng thời gian này liền ở lại nơi này, ta bảo vệ ngươi bình ổn vượt qua sinh tử cảnh, vì ngươi hiện ra quá trình thế giới diễn biến. Các bằng hữu của ta có thể cũng ở lại đây hay không? Bọn hắn không liên quan gì đến ta. Dạ An Nhiên do dự. Mặc dù rất hy vọng ở lại nơi này, cũng rất chờ mong có thể nhìn trộm diễn biến ảo diệu của thế giới ngũ hành này. Thế nhưng, nàng còn muốn bồi tiếp Khương Phàm đến trung vực, còn có bồi tiếp nàng cùng nhau đối mặt với nhân gian ngục, ứng phó các loại nguy hiểm. Ngươi sẽ không có tình cảm con người. Nó sẽ ràng buộc ngươi, ảnh hưởng ngươi, cuối cùng khống chế ngươi. Ngươi có ngũ hành thụ, ngươi có thể diễn biến thế giới thuộc về mình, ngươi càng không nên phụ thuộc ai. Cự Long nghiêm túc nhắc nhở Dạ An Nhiên, cũng rất không hiểu nữ hài tử này. Theo đuổi lực lượng, không thể nghi ngờ là mộng tưởng cực hạn của mỗi sinh linh, ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, cái gọi là tình yêu nam nữ thật sự quá ngây thơ. Huống chi, cái lực lượng cực hạn này lại còn là uy lực sáng thế, ai có thể đạt được, còn không toàn lực ứng phó, ai còn để ý tới chuyện nam nữ. Ta theo đuổi lực lượng, cũng theo đuổi nhân sinh của ta. Dạ An Nhiên lắc đầu. Có câu nói, nàng không có nói thẳng ra miệng. Nàng xác thực khát vọng lực lượng cường đại, nhưng nàng tuyệt đối không nguyện ý làm nô lệ của lực lượng, tựa như thần thụ, thần long. Sau khi ngươi vượt qua sinh tử cảnh, sẽ cùng ngũ hành thụ triệt để dung hợp, ý thức của ngươi, linh hồn, đều sẽ thăng hoa, thậm chí ngươi còn có khả năng quên đi hắn. Ta khuyên ngươi, sớm cắt đứt liên lạc, tuyệt tình cảm, miễn cho đến lúc đó ảnh hưởng đến ngươi, xuất hiện hỗn loạn không tưởng tượng được. Ta không bắt buộc ngươi, cho ngươi thời gian mấy ngày cân nhắc. Cự Long từ Dạ An Nhiên, sau đó rút lui ra khỏi ý thức nàng. Ngươi đang cùng nó giao lưu. Giới chủ quan sát đến vẻ mặt Dạ An Nhiên. Bất luận là nàng kiếp trước hay là kiếp này đều không có nhìn thấy Cự Long động đậy, càng không có chạm qua hỗn độn nguyên lực nơi đó. Nhưng Dạ An Nhiên vừa mới tiến đến, vậy mà Cự Long đã tiếp nhận bọn hắn, hơn nữa còn cứu giúp bọn hắn. Xem ra lời Khương Phàm nói đều là thật. Dạ An Nhiên thật sự đã đạt được thần thụ truyền thừa, thật sự có thể ảnh hưởng hay thậm chí lợi dụng hỗn độn nguyên lực mênh mông ở nơi này.
đây quả thực là ông trời chiếu cố xí thiên giới. Nàng luân hồi trở về cũng là đúng thời điểm. Nàng nhất định phải không tiếc cái giá gì để giữ lại nữ hài nhi này. Dù là phải cùng với nàng cùng hưởng xí thiên giới. Ngài ấy còn mời ta ở lại, ta, nhìn kỹ hãng nói đi. Dạ An Nhiên lắc đầu, đi tới chỗ Khương Phàm. Còn nhìn kỹ hãng nói. Giới chủ trợn trắng mắt, khá phiền muộn, lực lượng nàng mong muốn mà không thể thành, vậy mà người ta lại không thèm để ý chút nào. Khương Phàm vừa mới thức tỉnh, nhìn lên thanh đồng tiểu tháp nguy nga trên bầu trời. Bởi vì hỗn độn nguyên lực bao vây, liên hệ giữa hắn cùng thanh đồng tiểu tháp bị quấy rầy rối. Nhưng vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được tràng diện giống như bên trong bạo động. Trứng ngọc đang được ấp. Hỗn độn nguyên hỏa ở bên trong lúc nào cũng có thể sẽ thức tỉnh. Mà theo trứng ngọc, chiến kích cùng ngọc thuẫn cũng đã bắt đầu thức tỉnh, năng lượng đặc biệt lại bành trướng bắt đầu cùng Dương Biện và Lý Dần dung hợp. Đối với bọn hắn mà nói, đây không thể nghi ngờ là cơ duyên to lớn. Nhất là Dương Biện, vô cùng có khả năng trong thời gian ngắn sẽ trở lại đỉnh phong, thậm chí còn cảm thấy tỉnh viễn cổ kinh hồn. Lý Dần càng có thể được đến cơ duyên, toàn diện thăng hoa thể chất. Trong cái rủi gặp cái may sao? Khương Phàm đang mong đợi bọn hắn thay đổi, cũng bắt đầu định thần nhìn trộm tình huống thân thể. Sinh mệnh lực vô cùng thịnh vượng, tất cả mọi điểm của thân thể đều phiếm hồng. Năng lượng trong khí hải cũng vô cùng sao động, giống như cuồng phong cuốn tới sóng biển chập trùng lên xuống. Linh hồn chu tước vô cùng sinh động, liên hệ cùng linh văn lộ vẻ tăng cường. Đây chính là sinh tử cảnh, là cảnh giới cực kỳ nguy hiểm, lại mẫn cảm cực độ. Bất luận là cảm xúc, hay là cảnh giới, đều có thể sẽ không có dấu hiệu nào mà kịch liệt chập trùng. Thời điểm đê mê, sẽ đau đớn, sẽ suy yếu, thực lực không phát huy ra được 1%, thời điểm mãnh liệt, sẽ phấn khởi, sẽ táo bạo, thực lực có khả năng tăng vọt gấp đôi. Sinh tử cảnh ban đầu, tần suất chập trùng rất chậm, càng là về sau thì sẽ càng lớn, mà còn càng khó khống chế. Quỷ bí khó lường. Sinh tử khó liệu. Sinh tử cảnh nói phức tạp thì rất phức tạp, nói đơn giản kỳ thật cũng có thể hiểu đơn giản. Đan Hoàng nhắc nhở ở trong ý thức Khương Phàm. Cách giải thích cơ sở nhất, thông tục nhất, chính là bản thân nhân tộc thức tỉnh, mở ra bảo tàng trong thân thể. Chỉ có nhân tộc thức tỉnh thân thể bảo tàng, mới có thể chân chính xem như nhân tộc. Có được lực lượng cường đại chống lại cùng ma tộc, yêu tộc, linh tộc, thậm chí là quỷ tộc cường đại. Trong lúc này, ý thức của ngươi sẽ dần dần mất đi quyền chủ động khống chế đối với thân thể, đổi lại là do thân thể khống chế thân thể. Khi cảm xúc, thực lực, đột nhiên tăng vọt, kỳ thật chính là thân thể đang thiêu đốt tiềm lực, thử nghiệm thức tỉnh bản thân, thử nghiệm đào móc huyết mạch, linh hồn, cùng với vấn đề bảo tàng khác. Tại thời điểm cảm thấy suy yếu trầm thấp, chính là sau khi thân thể thiêu đốt thì mệt mỏi, chủ động phong bế bản thân, điều dưỡng bản thân, trong lúc này không cho phép ý thức của ngươi lại khống chế thân thể. Điều động năng lượng. Nếu như thân thể tại lặp đi lặp lại nếm thử thức tỉnh, sau khi mở ra bảo tàng, cuối cùng đều là thất bại liền sẽ dần dần bắt đầu nôn nóng, cũng sẽ liên tục nếm thử đào móc, đây chính là nguyên nhân thực lực cùng cảm xúc càng tấp nập sao động tại sinh tử cảnh hậu kỳ. Lúc nào thành công thức tỉnh, mở ra bảo tàng, quyền khống chế thân thể liền sẽ một lần nữa trở lại trên tay ngươi, sau đó rời khỏi sinh tử cảnh, bước lên niết bàn cảnh. Nếu như không thể nào thành công, thân thể sẽ tại thời kỳ cuối cùng, dốc hết toàn lực nghiền ép tiềm lực, tương đương với buông tay đánh cược một lần. Thành thì thành, không thành thì bạo thể mà chết. Cho nên huyết mạch càng mạnh, phẩm cấp linh văn càng cao, thời điểm thân thể đang thức tỉnh, cũng sẽ lại càng dễ. Tuy nhiên, đây chỉ là cách hiểu đơn giản, tình huống thực tế vẫn rất phức tạp. Ví dụ như, sát lục chi hỏa, nếu như thân thể cưỡng ép cướp đoạt quyền khống chế, không có ý thức mãnh liệt áp chế liền sẽ nhanh chóng mất khống chế. Ví dụ như, thú linh văn, cuối cùng nếu như không thể đột phá, ý thức sẽ triệt để mất đi quyền khống chế đối với thân thể, ý thức hoàn toàn biến mất, thân thể cũng sẽ vĩnh viễn biến thành yêu thú. Khương Phàm cảm nhận được tình huống thân thể, nói. May mà ta đã làm đủ chuẩn bị tại linh hồn cảnh cao giai, mặc dù rất vội vàng, nhưng hẳn là có thể thuận lợi vượt qua sinh tử cảnh. Là con cự long kia cứu vớt ngươi. Dùng hỗn độn nguyên lực, tôi luyện huyết mạch cơ thể, dọn dẹp dược hiệu cho các ngươi, nếu không. Đan Hoàng cũng có chút nghĩ mà sợ. Cảm thấy thế nào? Dạ An Nhiên vừa vặn đi đến bên cạnh Khương Phàm. Vừa tra một chút, không có để lại tai họa ngầm, nhờ có hỗn độn nguyên lực.
Thế nào, Cự Long nguyện ý chia sẻ kinh nghiệm cùng muội sao? Nó ngược lại là nguyện ý, chỉ là... Chỉ là cái gì? Không có gì, đến lúc đó rồi nói sau. Dạ An Nhiên giãn mặt ra cười khẽ, không có nhiều lời. Trong cái rủi gặp cái may nhỉ. Khương Phàm nhìn lên thanh đồng tiểu tháp ở bầu trời, lần nữa rung động. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, Chu Thanh Thọ, Hàn Ngạo nơi đó hẳn là cũng đã bắt đầu thức tỉnh. Một thanh tinh thần kiếm, một cây đại long đao, nhất định sẽ có năng lượng phi phàm. Khương Phàm rất chờ mong sự thay đổi của Chu Thanh Thọ và Hàn Ngạo. Tiểu lão đầu nhắc nhở bọn hắn. Các ngươi nên rời khỏi nơi này, nhớ kỹ, không được nhắc đến chuyện nơi đây với bất kỳ ai. Rời khỏi nơi này, liền quên nơi này. Lão tặc Tác Ngọc Đường đâu? Đáy mắt Triệu Thế Hùng nổi lên hung quang. Hung Linh Hầu đã hắn bắt lấy, đang ở bên ngoài. Tiểu lão đầu chào hỏi bọn hắn rời khỏi. Khương Phàm ngắm nhìn thanh đồng tiểu tháp, đi theo tiểu lão đầu rời khỏi nơi này. Trong u cốc, Triệu Huyễn Diệp, Triệu Thời Việt đau khổ chờ đợi nhìn thấy bọn người Triệu Thế Hùng bình yên vô sự đi ra, đều nhẹ nhàng thở ra. Hai ngày này so với hai năm còn muốn dày vò hơn. Bọn hắn cảm giác đều giống như đã già nua đi rất nhiều. Phụ thân, ra ra, để cho mọi người lo lắng rồi. Triệu Thế Hùng hành lễ, ánh mắt tức giận lập tức tiếp cận ngọn núi lớn bị xiềng xích quấn quanh nơi xa. Không có việc gì thì tốt. Triệu Huyễn Diệp vỗ nhẹ Triệu Thế Hùng, hành lễ với giới chủ cùng tiểu lão đầu nói tạ ơn. Hắn ở bên trong. Giới chủ cũng nhìn về phía núi cao. Hung Linh Hầu nói. Tác Ngọc Đường cùng bốn vị trưởng lão may mắn còn sống sót đều ở đó. Bốn vị, còn thiếu ai? Ngô trưởng lão. Người đâu? Ta phát hiện thiếu một trưởng lão liền an bài người ở bên ngoài đuổi bắt. Kết quả, hắn đã tự sát trước khi tiến vào xí thiên giới. Ngươi thẩm qua Tác Ngọc Đường rồi. Hắn là sẽ không mở miệng. Vì sao? Hắn hẳn là đang bắt trước Khương Phàm, lấy đạo của người trả lại cho người. Không có chứng cứ liền không thể bắt hắn được. Ta đề nghị, trực tiếp xử tử. Trực tiếp xử tử lợi cho hắn quá rồi. Ta đi chiếu cố hắn trước. Giới chủ hừ lạnh. Giới chủ, xin chờ một chút. Khương Phàm gọi giới chủ lại, nói. Nói chúng ta chết rồi, tương kế tự kế. Ta hoài nghi phía sau Tác Ngọc Đường còn có người khác. Tác Ngọc Đường nằm ở trên giường hấp hối. Thân thể mệt mỏi liên tục bị tra tấn, sụp đổ tuyệt vọng, đau đến không muốn sống. Thất khiếu hắn rớm máu, mặt béo vặn vẹo, giống như là thi thể cứng ngắc run rẩy ở trên giường. Hắn muốn hôn mê, nhưng vẫn luôn tỉnh táo. Rõ ràng cảm nhận được mỗi một phần đau đớn. Bốn vị trưởng lão đi theo từ thánh địa khác cũng bị xiềng xích quấn quanh lấy, treo ở trong phòng Tác Ngọc Đường, dở sống dở chết. Các ngươi thật to gan, dám tính toán đến trên đầu bản giới chủ. Giới chủ đi qua bốn vị trưởng lão, tới bên giường Tác Ngọc Đường. Ta không tiếc đắc tội thánh địa trung ương đều muốn bảo toàn cho ngươi, ngươi chính là hồi báo ta như thế sao? Không có chứng cứ, không có chứng cứ. Tác Ngọc Đường sụp đổ, hai mắt trống rỗng, lẩm bẩm mãi một lời. Giới chủ liếc mắt nhìn Hung Linh Hầu, người ra tay quá độc ác. Nơi này là xí thiên giới, chỉ cần không chết liền có thể để hắn khôi phục. Hung Linh Hầu lấy ra đan dược, nhét mạnh vào trong miệng Tác Ngọc Đường, điều trị huyết khí. Từ từ, con người của Tác Ngọc Đường cũng khôi phục chút, hắn hốt hoảng nhìn giới chủ đứng ở bên cạnh. Sao ngươi lại? Ta làm sao lại còn sống tốt? Để cho ngươi thất vọng rồi. Khương Phàm đâu? Tác Ngọc Đường mệt mỏi miệng mở rộng, thanh âm khô khốc khàn khàn, ý thức vừa khôi phục một chút liền nghĩ đến Khương Phàm, không kịp chờ đợi muốn nghe đến tin tức hắn đã chết. Không cần lãng phí thời gian, nếu như ngươi tự mình thừa nhận, ta cho ngươi chết vẫn còn thể diện. Nếu không, ta sẽ lấy tội danh Tác Ngọc Đường ngươi phản bội xí thiên giới, xử tử toàn bộ các ngươi. Đã từng là tôn chủ Nam Bộ, đầu tiên là phản bội thánh địa. Sau đó lại là phản bội xí thiên giới, ngươi sẽ trở thành sỉ nhục lớn nhất trong luyện đan sư ở Nam Bộ. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Tác Ngọc Đường cố gắng mở con mắt mệt mỏi ra, rằng co cùng giới chủ. Chỉ cần không có chứng cứ liền không thể xử trí hắn. Tựa như Khương Phàm lúc trước như thế. Ngươi cũng đã 200 tuổi, dám làm không dám nhận. Nhất định phải dùng loại biện pháp giả ngu giả đần này. Ngươi còn có chút liêm sỉ nào không? Ta, không biết, ngươi đang nói cái gì. Nếu ngươi đã ngu xuẩn mất khôn như thế,
đừng trách bản giới chủ vô tình. Từ hôm nay trở đi, ngươi không còn là trưởng lão của Xí Thiên giới nữa. Xin giới chủ cho ta một cái lý do. Tác Ngọc Đường mặc dù suy yếu lại đau đớn, nhưng rằng coi như thế này hắn đã liệu đến, cũng sớm chuẩn bị tốt lý do thoái thác. Xí Thiên giới, ta làm chủ, nhà của ta, ta muốn ai vào thì vào, muốn ai ra ngoài thì phải biến ra ngoài. Xem như ngươi là giới chủ, cũng phải coi trọng quy củ. Không có quy củ, ngươi dùng cái gì phục chúng? Ta chính là quy củ của Xí Thiên giới. Một câu của ta là có thể ném toàn bộ các ngươi ra. Ha ha, ngươi dám không? Tác Ngọc Đường mệt mỏi cười lạnh hai tiếng, cưỡng ép để trấn tinh thần nói. 3 năm trước đây, ngươi vì để đạt được chúng ta, không tiếc cùng Tử Vi Thánh Địa trở mặt. Bây giờ lại không có chứng cứ trực tiếp liền trục xuất chúng ta khỏi Xí Thiên giới. Người trong thiên hạ sẽ nghĩ như thế nào, đương nhiên cho rằng ngươi lại xem trọng Khương Phàm, vì Khương Phàm cho nên từ bỏ chúng ta. Người trong thiên hạ lại sẽ nhìn ngươi như thế nào? Giới chủ tân nhiệm của Xí Thiên giới thì ra là kẻ thấy lợi quên nghĩa, cố tình làm bậy, không tuân quy củ. Liền ngay cả trong Xí Thiên giới, ngũ đại phe phái đều sẽ chất vấn năng lực lãnh đạo của ngươi. Lão tặc tính toán rất rõ ràng nhỉ. Giới chủ bị chọc giận quá mà cười lên, đều đã là bộ dáng này, còn có thể nói đạo lý rõ ràng, những năm này làm tôn chủ cũng không có phí công nhỉ. Ngươi không có chứng cứ, ngươi không thể nào xử trí ta. Tác Ngọc Đường nhắm mắt lại, mỏi mệt đau đớn hơn, giống như bất cứ lúc nào cũng đều có thể ngủ mất, quá khó tiếp thu rồi. Giới chủ mặt không thay đổi đứng ở bên cạnh, thật lâu mới nói. Chúng ta làm giao dịch. Nói. Tác Ngọc Đường lại mở mắt ra, toàn thân nổi lên cơn sóng nhiệt. Trực tiếp làm giao dịch. Thỏa hiệp sao? Chẳng lẽ Khương Phàm và Triệu Thế Hùng đều đã chết? Đừng để lộ chuyện này, coi như cái gì cũng đều không có xảy ra. Chúng ta sẽ giải thích với bên ngoài, Khương Phàm, Triệu Thế Hùng đã bắt đầu chuẩn bị sinh tử cảnh, không còn gặp khách. Chờ sau 3 đến 5 năm, lại nói với bên ngoài sát tính hai người quá nặng, không thể vượt qua sinh tử cảnh. Có thể, Tác Ngọc Đường mặc dù nhắm mắt lại, nhưng lại không ức chế nổi vui sướng trong lòng, khóe miệng có chút lay động khơi gợi lên đường cong. Quả nhiên là chết rồi. Ha ha, chết rồi. Ha ha, chết rồi. Sốt cuộc ta cũng báo được thù rồi. Xem ra đối phó với ngoan nhân liền phải ác hơn hắn. Tính cách của Hung Linh Hầu, người rất rõ ràng, cũng đã lĩnh giáo. Lực ảnh hưởng của phe phái Triệu gia, người cũng vô cùng rõ ràng. Bọn hắn có thể làm vì mặt mũi Xí Thiên giới, im miệng không để lộ ra, nhưng người nhất định phải trả giá đắt. Cái giá gì? Ngô trưởng lão chết rồi, 4 trưởng lão này, cũng phải chết. Không thể nào. Tác Ngọc Đường lập tức liền muốn chống người lên, lại mệt mỏi đến mức động đều không động được. Ta có thể vô điều kiện luyện đan cho Triệu gia cùng Hung Linh Hầu phủ, luyện đan rất nhiều năm. Nhưng trưởng lão của ta không thể chết, một người cũng không thể. Cái này còn chưa có xoáy về chỗ trống, ngươi chấp nhận cũng phải chấp nhận, không chấp nhận cũng phải chấp nhận. Ngô trưởng lão chết đã đủ rồi, tại sao còn muốn toàn bộ bọn hắn đều chết? Tác Ngọc Đường kích động, kịch liệt ho khan. 4 vị trưởng lão đều ngẩng đầu, mệt mỏi nhìn Tác Ngọc Đường. Thánh chủ, phải còn sống. Không được, ai cũng không thể chết, ai cũng không thể chết. Tác Ngọc Đường liều mình dùng toàn lực giãy giụa, kết quả lại phù phù ngã xuống đất. Giới chủ buông thõng tầm mắt, nhìn Tác Ngọc Đường nằm nhoài dưới chân mình. Ta sẽ đích thân chuẩn bị tạo hóa thọ linh đan cho ngươi, giúp ngươi chữa trị kinh mạch. Nhưng bọn hắn, nhất định phải chết. Còn nữa, từ hôm nay trở đi, nếu như ngươi lại có bất cứ cái gì mạo phạm ta, có cử động mưu hại người khác, ta tuyệt đối sẽ lại không khinh suất tha thứ cho ngươi. Không được, bọn hắn không thể chết, bọn hắn không biết chút gì cả. Tác Ngọc Đường đưa tay phải bắt được chân giới chủ. Lại bị giới chủ vô tình đá văng ra. Hung Linh Hầu đi đến gian phòng, một phát bắt được đầu một trưởng lão, kéo tới trước mặt Tác Ngọc Đường. Ngẩng đầu lên, Tác Ngọc Đường, trưởng lão, đều gian nan ngẩng đầu, nhìn lẫn nhau. Thế nhưng, không chờ bọn hắn kịp phản ứng, trong tay Hung Linh Hầu đột nhiên xông ra huyết viêm, giống như là dung nham sền sệt che mất trưởng lão. A, à, trưởng lão bị Hung Linh Hầu gắt gao bóp lấy, tươi sống đốt thành cho bụi. Từ hai chân đến thân thể, lại đến đầu, cuối cùng là mặt. Không. Tác Ngọc Đường gào thét thê lương. Kế tiếp,
Hung Linh Hầu lại bóp lấy một trưởng lão, thô lỗ kéo tới trước mặt Tác Ngọc Đường, sau khi để hắn thấy rõ ràng mặt, lại phóng thích huyết viêm, đốt sống chết tươi. Bốn vị trưởng lão, toàn bộ ở trước mặt Tác Ngọc Đường, cơ hồ mặt đụng mặt, thiêu thành cho tàn. Những tiếng đau đớn kêu rên, giống như là ác mộng quanh quẩn ở bên tai. Khuôn mặt dữ tợn kia, càng giống là huyết đao khắc ở trong óc của hắn. Không cần. Tác Ngọc Đường cũng không chịu được nữa, mắt tối sầm lại, thua ở trên mặt đất ngất đi. Giới chủ chán ghét nhìn hắn, nói với Hung Linh Hầu. Luyện chế yêu linh phần huyết đan nhất định phải có xích huyết long quỳ hoa, loại dược liệu này vô cùng hiếm thấy, bọn hắn không thể nào tùy tiện liền lấy ra được, lại còn là ba cây. Khương Phàm nói không sai, sau lưng của hắn có người đang ủng hộ. Có thể là cung cấp dược liệu, cũng có thể là trực tiếp cung cấp đan dược. Hung Linh Hầu, giao cho ngươi, cần phải tra cho ta rõ ràng, là ai đang ủng hộ, lại duy trì đến trình độ gì. Nói xong, giới chủ rời phòng, thực sự không muốn nhìn thấy cái lão tặc buồn nôn này nữa. Còn có thể là ai? Nếu như chỉ là mưu hại Khương Phàm, là ân oán cá nhân của Tác Ngọc Đường. Hết lần này tới lần khác dám tính cả hài tử Triệu Thế Hùng ta. Hung Linh Hầu yên lặng đứng trước Tác Ngọc Đường một lát, khẽ vuốt đầu ngón tay, hư không run run, rơi ra tới một con côn trùng nhỏ to mọng. Đây là yêu trùng vô cùng cổ lão, tinh hồn trùng. Có thể dung hợp hoàn mỹ cùng không gian, tùy ý tiến về bất kỳ nơi nào. Còn có thể ghi chép hoàn cảnh xung quanh, bảo tồn mấy tháng. Hung Linh Hầu đặt tinh hồn trùng ở bên miệng, nhẹ nhàng vài câu, bỏ vào trên lưng Tác Ngọc Đường. Tinh hồn trùng có chút run run thân thể, dung nhập trong y phục của hắn. Thế nào? Bọn người Khương Phàm đều nghênh đón. Trước hết để cho hắn cuồng mấy ngày, sau khi tra ra người phía sau hắn, cùng một chỗ xử trí. Khương Phàm nói, ta đã nhắc nhở qua ngài, nhanh chóng xử trí lão tặc này, ngài nhất định phải chờ hắn khôi phục, kết quả suýt chút nữa chính mình cũng góp đi đến. Lần này, ngài cũng không thể lại mềm lòng. Ta chỗ này không có mềm lòng vững tâm, chỉ có cân nhắc lợi hại. Từ hôm nay trở đi, mấy người các ngươi giả chết cho ta, ai cũng không được bước ra nơi này nửa bước. Bá Vương phủ. Bá Vương ngồi trong phòng, trên khuôn mặt nghiêm túc lộ ra nụ cười thản nhiên. Vừa mới nhận được tin tức, ngọn núi của Tác Ngọc Đường lại bị Hung Linh Hầu tự mình kéo về, Tác Ngọc Đường cũng được sống tiếp. Mang ý nghĩa giới chủ đã thỏa hiệp với Tác Ngọc Đường. Đây là kết quả trong dự liệu. Dù sao thanh danh của Tác Ngọc Đường cũng quá lớn, đưa mắt nhìn khắp Nam Bộ, mọi người đều biết tới hắn. Trước đó giới chủ vì để thu nhận hắn vào Xí Thiên Giới, cũng đã huyên náo oanh oanh liệt liệt. Nếu như không có nguyên nhân đặc biệt mà trực tiếp cưỡng ép xử tử, ảnh hưởng đối với loại thế lực như Xí Thiên Giới này quá ác liệt. Mặc dù Hung Linh Hầu không có giết chết Tác Ngọc Đường, tuy nhiên năm vị trưởng lão cũng vẫn bị xử tử toàn bộ dưới tình huống không có chút chứng cứ nào, cũng mang ý nghĩa Hung Linh Hầu đã thỏa hiệp với giới chủ. Cái chuyện xấu này hẳn là sẽ có một kết thúc như vậy, ai cũng sẽ không lại nghị luận lại truy cứu, tựa như cái gì cũng đều không có xảy ra. Bá Vương. Một vị sứ giả Xí Thiên Giới đến Bá Vương phủ vào đêm khuya đi. Đã trễ như vậy, Lâm trưởng lão tới có chuyện gì không? Bá Vương khôi phục tư thái lạnh nhạt bình thường. Giới chủ có mật lệnh. Sứ giả có chút ngẩng đầu. Bá Vương đứng dậy, hành lễ với phương hướng Xí Thiên Giới. Sứ giả nói. Khương Phàm, Triệu Thế Hùng, chết bởi ngoài ý muốn. Một câu nói kia mới ra đến, toàn thân Bá Vương đã nổi lên cơn sóng nhiệt, kích động nắm chặt nắm đấm. Ha ha, thật sự đã chết rồi. Không có Triệu Thế Hùng, Hung Linh Hầu lại khó cấu thành uy hiếp đối với Bá Vương phủ. Không có Triệu Thế Hùng, Thông gia Triệu gia và Đổng gia cũng tan rã. Không có Khương Phàm, cũng mất các loại phiền phức trong tương lai. Chuyện đột nhiên xảy ra, thân phận bọn hắn lại đặc biệt, giới chủ không nguyện ý lại nháo ra oanh động. Đêm nay bí mật truyền tin cho các vương phủ hầu phủ của Hạo Thiên Thánh Quốc cùng Bá Vương Chiến Quốc. Đừng rêu rao việc này, nếu có người không hỏi, liền mịt mờ biểu thị Khương Phàm cùng Triệu Thế Hùng đều đã là cửu trọng thiên, bắt đầu chuẩn bị sinh tử cảnh, từ hôm nay trở đi sẽ ở Xí Thiên Giới bế quan chiều sâu, bất kỳ người nào cũng không được quấy nhiễu. Lâm trưởng lão, xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Bá Vương cố ý hỏi. Bá Vương vẫn không nên dò xét, chuyện kết thúc như vậy, đừng lại tiếp tục nghị luận, đừng lại điều tra thêm, càng đừng có lộ ra.
sứ giả sau khi nghiêm túc nhắc nhở liền cáo từ rời khỏi. Sau đó không lâu, Sở Thương Minh kìm nén không được, gõ phòng bá vương. Phụ vương, ta vừa thấy hình như là Lâm trưởng lão, đã chế thế như vậy mà hắn lại tới đây, là giới chủ có an bài đặc biệt gì sao? Bá vương hàm xúc nhắc nhở. Từ nay về sau, chuyên tâm tu luyện, tôi luyện tâm trí, đừng lại có áp lực. Mặc dù ngươi không phải thiên phẩm linh văn, nhưng ngươi sinh ra ở bá vương phủ, chỉ cần trở thành bán thánh liền có thể thuận lợi tiếp quản chiến quốc. Tiếp quản chiến quốc? Có ý gì? Sở Thương Minh vừa mừng vừa sợ, mắt đầy mong đợi nhìn phụ vương, hy vọng có thể được câu trả lời khẳng định chắc chắn. Đã muộn rồi, đi về nghỉ ngơi đi. Phụ vương, không nên hỏi, cũng đừng nói lung tung với bên ngoài. Vâng. Sở Thương Minh liên tục hành lễ, lui ra khỏi gian phòng. Chẳng lẽ chuyện ngày đó là Triệu Thế Hùng bị Tác Ngọc Đường tính kế? Lão tặc lấy được đan dược từ chỗ nào? Mặc dù phụ thân không có nói ra miệng, nhưng ý tứ trong lời nói đã rất rõ ràng. Đã chết rồi sao? Chỉ có Triệu Thế Hùng chết rồi, hay là đều đã chết? Yêu linh phần huyết đan quá bá đạo. Hắn còn tưởng rằng sau khi trúng kế thì có thể kiên trì một thời gian, không nghĩ tới nhanh như vậy đã chết. Thế nhưng, đây là sự thực sao? Sở Thương Minh vẫn còn có chút khó có thể tin. Triệu Thế Hùng bị hắn coi là đối thủ lớn nhất, vậy mà lại chết như vậy. Còn có tên Khương Phàm càn rỡ phách lối kia cũng xong đời như thế. Tác Ngọc Đường quá mệt mỏi, hôn mê 3 ngày mới tỉnh lại, nhưng bộ dáng thê thảm của 4 vị trưởng lão trước khi chết còn giống như ác mộng cứ mãi quanh quẩn trong đầu hắn, vung đi không được. Hung linh hầu đáng chết, không có Triệu Thế Hùng, người còn có tư cách gì để mà cuồng. Tác Ngọc Đường chống thân thể lên, cau mày, tự hỏi đối sách. Mặc dù hắn đã giết Khương Phàm, giải quyết Triệu Thế Hùng, nhưng cũng đã triệt để đắc tội giới chủ, cũng đắc tội cả hung linh hầu phủ. Nếu như không khai thác chút biện pháp nào, hắn coi như khôi phục kinh mạch, cũng rất khó tiếp tục chờ đợi ở xí thiên giới. Thế nhưng, rời khỏi xí thiên giới, thiên hạ này thật không có nơi để hắn sống yên ổn. Hắn nhất định phải ở lại nơi này, cũng nhất định phải thắng được địa vị. Muốn đơn độc khai sáng phe phái đã là không thể nào, ta chỉ có thể tìm những phái hệ khác làm nơi nương tựa. Tác Ngọc Đường nghĩ tới đây liền nổi nóng. Hắn đã từng là tôn chủ Nam Bộ được vạn người kính trọng, ngưỡng mộ, vậy mà bây giờ lại luân lạc tới tình trạng này. Tất cả đều do Khương Phàm ban tặng. Hắn thật không nghĩ tới, một tên điên lại có thể hủy cả toàn bộ cuộc đời hắn. Lý gia. Tác Ngọc Đường nghĩ đến mục tiêu tìm nơi nương tựa. Lý gia cùng bá vương phủ là minh hữu, mà Lý gia cùng Triệu gia lại là quan hệ cạnh tranh. Bá vương phủ cùng hung linh hầu phủ càng là minh tranh ám đấu. Bọn hắn không thể nghi ngờ chính là lựa chọn tốt nhất của mình. Mà, trong tay hắn có trường sinh đan mà Lý gia mong đợi, bá vương phủ càng biết bởi vì hắn diệt trừ Triệu Thế Hùng mà cảm kích hắn. Quyết định như vậy đi. Tác Ngọc Đường kéo lấy thân thể mệt mỏi rời phòng, muốn sắp xếp người đi liên hệ Lý gia. Hắn nhất định phải mau chóng được che chở, để tránh lại nhận hãm hại. Nhưng... khi hắn đi ra khỏi phòng mới phát hiện cả ngọn núi đều trống rỗng. Đừng nói trưởng lão hắn mời chào mấy năm gần đây, ngay cả bọn thủ vệ cũng không có. Sút lui hết, coi ta là cái gì rồi. Tác Ngọc Đường tức giận, lại chỉ có thể chịu đựng, ai bảo hắn đắc tội giới chủ chứ. Tác trưởng lão, người đã tỉnh. Một nam tử tướng mạo đường đường từ trong góc đi tới. Đồng Thừa An, sao ngươi lại ở đây? Tác Ngọc Đường biết nam tử trước mặt. Chính là nhân vật quan trọng của phe phái Đồng gia. Ngươi nói xem, giới chủ không phải đã đồng ý ngươi muốn giúp ngươi khôi phục kinh mạch sao? Tạo hóa thọ linh đan, ngươi mang đến. Giới chủ tự mình tìm Đồng gia chúng ta, cho chút điều kiện, để cho chúng ta lấy ra tạo hóa thọ linh đan. Hô! Tác Ngọc Đường thở ra một hơi, còn tưởng rằng giới chủ lại dùng lý do gì cố ý kéo dài, không nghĩ tới lại trực tiếp mời Đồng gia tới. Theo như thế này thì, giới chủ thật sự nóng lòng lắng chuyện lần này. Chúng ta đồng ý giao ra tạo hóa thọ linh đan, nhưng, chúng ta có điều kiện. Có điều kiện gì thì tìm giới chủ đi bàn bạc. Ha ha, chúng ta là đồng ý cho, nhưng không nói thời điểm cho, cái này phải do ngươi đến quyết định. Ngươi rất rõ ràng giá trị của Triệu Thế Hùng đối với Đồng gia chúng ta, ngươi hủy hắn, nhất định phải bồi thường. Các ngươi muốn cái gì? Chớ nói là thuật luyện trường sinh đan. Điều đó không thể.
Tác Ngọc Đường hừ lạnh. Nếu như hắn chủ động tìm Lý Gia làm nơi nương tựa, lại dâng lên thuật luyện trường sinh đan, Lý Gia cũng sẽ tự thân vì hắn chuẩn bị tạo hóa thọ linh đan. Cho nên, mặc dù hắn gấp, nhưng cũng không phải gấp gáp như vậy. Điều kiện của chúng ta là, ai giúp ngươi chuẩn bị dược liệu? Chỉ cần ngươi nói ra, ta lập tức cho ngươi. Giới chủ đã không có nhắc nhở cho ngươi, đừng lại truy tra chuyện này sao? Truy tra hay không truy tra, là một chuyện, có biết hay không thì là một chuyện khác, nói không. Đồng Thừa Bình lấy ra một cái hộp gấm, tùy ý cua qua cua lại. Ta không biết ngươi nói dược liệu gì. Tác Ngọc Đường rất cảnh giác. Nếu đã như thế, vậy ta cáo từ, 2 tháng sau lại đến. Không tiễn. Tác Ngọc Đường không nhận uy hiếp, hắn có trường sinh đan, có ly hỏa lô, có đan thư thánh địa, chỉ cần đến Lý Gia sẽ tận hết sức lực giúp hắn luyện chế đan dược. Có khí phách như vậy, ha ha, muốn tìm Lý Gia nương tựa sao? Lý Gia mặc dù có khả năng tiếp nhận ngươi, nhưng không thể nào chủ động tới đón nạp ngươi, ngươi nhất định phải đi qua. Nếu không chính là đánh vào mặt giới chủ. Nhưng, Lý Gia ở bên ngoài hơn 1000 dặm, lấy tình huống thân thể ngươi bây giờ, có thể đi qua sao? Đồng Thừa Bình hừ lạnh một tiếng, thu hồi hộp gấm liền muốn rời khỏi. Chờ một chút, Tác Ngọc Đường gọi hắn lại. Thay đổi chủ ý, ta có thể cho các ngươi thuật luyện yêu linh phần huyết đan. Chúng ta không cần loại đan dược hại người này. Yêu linh phần huyết đan không phải hại người, là liều mạng. Thời điểm ta còn ở Ly Hỏa Thánh Chủ, nó vô cùng được hoan nghênh. Chúng ta không cần đan dược, chúng ta chỉ muốn biết là ai chuẩn bị dược liệu cho ngươi. Đồng Thừa Bình nói xong cũng muốn rời khỏi. Chờ một chút, Tác Ngọc Đường gọi lại, vẫn còn có chút do dự. Đồng Thừa Bình trực tiếp bay lên không rời khỏi. Chờ một chút, ta nói, ta không biết là ai đưa tới, là sau khi ta tỉnh, bọn chúng đã ở bên cạnh ta. Tác Ngọc Đường khẽ cắn môi, dù sao chuyện cũng đã qua, giới chủ sẽ không lại truy cứu, mà hắn phải được Lý Gia bảo vệ, đơn giản để lộ mấy điểm cũng không có gì. Đồng Thừa Bình khẽ nhíu mày. Ý của ngươi là, có người ám chỉ ngươi hại bọn hắn. Ta đã trả lời vấn đề, đan dược cho ta. Bọn hắn cho ngươi vài cọng xích huyết long quỷ hoa. 5 cây. Ai luyện yêu linh phần huyết đan? Ngô trưởng lão, đã chết. Là ai đi hạ độc? Vấn đề ngươi hỏi quá nhiều rồi, đưa tạo hóa thọ linh đan cho ta. Đều đã nói đến đây, còn có cái gì tốt để kiên kỵ nữa? Là ai hạ độc? Ngô trưởng lão, đã chết. Đồng Thừa Bình cười lạnh vài tiếng, ném hộp gấm cho Tác Ngọc Đường. Tác trưởng lão, mặc dù giới chủ tha ngươi, nhưng đó là bất đắc dĩ, sau này thu liễm một chút, đừng có lại phạm sai lầm. Cũng khuyên các ngươi vài câu, Triệu Thế Hùng chết rồi. Hy vọng muốn bồi dưỡng tân bá vương của các ngươi đã ngâm nước nóng, sau này thành thành thật thật luyện đan đi. Tác Ngọc Đường không khách khí đáp lễ 2 câu, cầm hộp gấm trở lại trong phòng. Sau khi xác định đan dược không sai, hắn liền ăn vào chữa trị kinh mạch, khôi phục sinh cơ. Trong 2 ngày, Tác Ngọc Đường hoàn toàn khôi phục, lấy đi hết thảy mọi thứ trên núi, thẳng đến chỗ quần sơn của phe phái Lý Gia. Sợ đi chậm một bước, lại bị người khác ám hại. Người phụ trách phe phái Lý Gia, Lý Hồng Hán tự mình tiếp đãi hắn. Tác trưởng lão đã khôi phục rồi sao? Chúc mừng! May mắn mà có tạo hóa thọ linh đan mà giới chủ cho. Tác Ngọc Đường cố ý nhắc đến là giới chủ cho. Nói bóng gió chính là, giới chủ cũng định dàn xếp ổn thỏa, chuyện này đã qua. Lý Hồng Hán thản nhiên nói. Giới chủ khoan hậu nhân từ, đại cục làm trọng. Chuyện ta nên làm, đều đã làm xong. Bây giờ ta một thân nhẹ nhõm, chỉ muốn quãng đời còn lại an tâm luyện đan, không biết Lý Huynh nơi này còn cần luyện đan sư hay không. Tác Ngọc Đường đã bị kịch biến liên tục làm hao mòn kiên nhẫn, cho nên dứt bỏ những khách sáo dối trá thời điểm làm thánh chủ trước đó, đi thẳng vào vấn đề, mà còn chủ động hạ thấp tư thái. Nếu như Tác Huynh muốn đến, ta cầu còn không được. Chỉ là bây giờ có cái gì không tiện. Tác Ngọc Đường khẽ chau mày, ta đều đã hạ thấp tư thái. Còn cố ý tự cao tự đại. Nếu như không phải bởi vì Khương Phàm, bây giờ ta đã là đại phái hệ thứ 6, cùng ngươi bình khởi bình tọa. Mặc dù giới chủ đã tha ngươi, nhưng không có tha thứ ngươi. Nàng bây giờ đang nổi nóng, chúng ta thật sự không tiện. Nói một câu khó nghe, ta nguyện ý tiếp kiến Tác Huynh đã là nhấc lên nguy hiểm rất lớn. Ý của ngươi là,
Xin mời Tác huynh đi về nghỉ mấy tháng, chờ giới chủ hết giận, ta lại phái người đến mời, như thế nào? Không thế nào. Mấy tháng sau ngươi đi qua khả năng chính là nhặt xác cho ta. Tác Ngọc Đường oán thầm trong lòng, nói. Giới chủ cũng chỉ là đại biểu xí thiên giới trên mặt nổi mà thôi, chân chính khống chế xí thiên giới, cùng tiếp xúc với các thế lực bên ngoài, thật ra là ngũ đại gia tộc các ngươi. Huống chi, vị tân giới chủ này chỉ là một hài tử vui buồn thất thường, các ngươi thật sẽ sợ nàng. Lý Hồng Hán lắc đầu nói. Tác huynh còn có chỗ không biết. Tác Ngọc Đường không có cho hắn cơ hội giải thích, trực tiếp nói. Chỉ cần Lý gia tiếp nhận ta, ta cam đoan không còn có bất kỳ xung đột nào cùng giới chủ, cũng nguyện ý cùng Lý gia cùng hưởng thuật luyện trường sinh đan, còn có tất cả đan thuật của Ly Hỏa Thánh Địa ta. Là cùng hưởng toàn bộ. Lý Hồng Hán muốn chính là cái này. Không sai, là cùng hưởng. Nếu Tác huynh đã thẳng thắn như thế, ta cũng nói rõ vậy. Ta có thể cùng người phía dưới thương lượng, tiếp nhận Tác huynh. Nhưng ngươi còn cần tự mình đến Bá Vương Phủ, mời đến câu trả lời chắc chắn từ nơi đó. Vì sao? Tác Ngọc Đường có chút giận, chưa được sao? Ta từ lúc bắt đầu đã liền hạ thấp tư thái, ngươi thật coi ta là không có ai muốn sao? Tác huynh giả bộ hồ đồ sao? Mối quan hệ giữa Lý gia chúng ta cùng Bá Vương Phủ, ngươi rất rõ ràng. Hung Linh Hầu Phủ bây giờ lại hận ngươi tận xương, nếu như chúng ta không chào hỏi liền tiếp thu ngươi. Thế tất sẽ gây cho Bá Vương Phủ rất nhiều phiền phức. Cho nên, ta đề nghị ngươi tự mình đi đến Bá Vương Phủ nơi đó nói chuyện, nếu như nơi đó chuẩn bị kỹ càng, cũng xác thực nguyện ý thu nhận ngươi, từ nay về sau, ngươi chính là người của Lý gia. Bây giờ ta sẽ liền đi tiếp Bá Vương Phủ. Ta đề nghị Tác huynh hãy chờ thêm mấy ngày. Hung Linh Hầu Phủ bây giờ đang nổi nóng, nếu như ngươi đến bái phỏng vào thời điểm này, rất dễ dàng chọc giận nơi đó. Hừ hừ. Bọn hắn giết năm vị trưởng lão của ta, còn không biết dừng. Ta còn đang nổi nóng đây. Tác Ngọc Đường phất tay áo rời khỏi. Bá Vương đã có chỗ chuẩn bị đối với việc Tác Ngọc Đường đột nhiên tới bái phỏng. Bây giờ, Tác Ngọc Đường chỉ có thể đầu nhập vào một nơi duy nhất chính là Lý Gia. Lý Gia nơi đó cũng sẽ không dám tự tiện chủ trương, chắc chắn sẽ yêu cầu Tác Ngọc Đường tự mình đến bái phỏng. Chúc mừng Tác trưởng lão, kinh mạch khí hải đều đã khôi phục. Bá Vương chủ động mời Tác Ngọc Đường ngồi xuống. Giới chủ tự mình an bài đồng ra đưa tới. Tác Ngọc Đường vẫn trọng điểm nhắc nhở chuyện đó. Giới chủ lấy đại cục làm trọng. Bá Vương gật đầu. Giới chủ lại tự mình ra mặt yêu cầu tạo hóa thọ linh đan của đồng ra, nhìn ra được là muốn nóng lòng lắng lại chuyện này, không nguyện ý cho Triệu gia cùng Hung Linh Hầu Phủ cơ hội trả thù. Tuy nhiên, hắn vẫn phải gõ dưới Tác Ngọc Đường, thành thật làm một con chó, đừng lại có ý nghĩ sâu khác. Sau khi Tác Ngọc Đường ngồi xuống, hắn liền trực tiếp làm rõ. Mục đích hôm nay ta tới, Bá Vương hẳn là rất rõ ràng. Tỏ thái độ. Ha ha, nóng lòng. Bá Vương thản nhiên nói. Tác trưởng lão là muốn tiến vào Lý gia. Chúng ta đương nhiên nguyện ý hoan nghênh, chỉ là bây giờ, lúc này vẫn quá nhạy cảm. Nếu không, lại chậm thêm nửa năm, một năm. Tác Ngọc Đường khẽ chau mày. Lại là câu nói này. Đã cùng Lý gia thông đồng xong rồi sao? Hừ hừ, muốn lừa gạt ta. Lý gia có thể, nhưng Bá Vương phủ ngươi thì không có tư cách. Tác Ngọc Đường nhìn Bá Vương. Bá Vương không nguyện ý tiếp nhận ta, hay là còn có điều kiện gì? Tác trưởng lão hiểu lầm, ngươi nhịn mấy tháng, đối với ngươi và ta đều tốt. Ngươi muốn điều kiện gì? Ta không có điều kiện. Tác Ngọc Đường cười lạnh một tiếng. Nơi này không có ai khác. Chúng ta cũng đừng che che lấp lấp. Xích huyết long quỳ hoa, là ngươi tặng. Tác trưởng lão, ngươi nói gì vậy? Bá Vương lạnh lùng, thể hiện trên mặt có chút trầm xuống. Tác Ngọc Đường nghênh tiếp ánh mắt Bá Vương, muốn lừa gạt ta. Nhìn xem ai ác hơn. Trước đó ta vừa suy yếu vừa đau đớn, đầu không phải quá sáng suốt, có một số việc không có hiểu rõ. Bây giờ, ta cái gì đều đã nghĩ thông rồi. Bá Vương trực tiếp đứng dậy tiễn khách. Ta thấy Tác trưởng lão không hoàn toàn khôi phục, vẫn nên phải nghỉ ngơi thật nhiều, ta cũng không ở thêm, mời trở về đi. Bá Vương đây là tá ma giết lừa sao? Thế nhưng ta là vì ngươi mới giết Triệu Thế Hùng, đắc tội Hung Linh Hầu. Cái gì gọi là vì ta? Nếu như Tác trưởng lão lại ăn nói hồ đồ như thế, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Lúc ấy Sở Thương Minh tìm tới ta, dẫn dụ ta nghĩ đến yêu linh phần huyết đan,
cũng đồng ý cung cấp xích huyết long quỷ hoa cho ta. Lúc ấy ta còn sảng khoái đưa ra dùng đan thuật trường sinh đan để làm giao dịch. Thế nhưng ngày thứ hai, Sở Thương Minh đột nhiên đổi ý, nói rằng không muốn gây phiền toái, càng sẽ không cung cấp xích huyết long quỷ hoa. Lúc ấy ta không có hiểu được, bây giờ đều đã thông. Đây là bá vương muốn thoát khỏi hiểm nghi, miễn cho liên lụy đến các ngươi. Bởi vì qua đi không có mấy ngày, bên cạnh giường của ta liền bất chợt có nhiều hơn 5 cây xích huyết long quỷ hoa. Ở đâu ra, ha ha, ngươi và ta đều biết rõ. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, nơi này không chào đón ngươi, mời đi cho. Bá vương tức giận, lão tặc này cũng dám đến nơi đây uy hiếp hắn. Tác Ngọc Đường lạnh lùng nhếch miệng. Bá vương, ngươi thực sự muốn như thế. Bây giờ ta là một người cô đơn, nếu như có thể còn sống, ta có thể sẽ sống tốt, nếu như không thể sống, ta cũng không sợ chết. Nếu như nhất định phải chết, ta cũng không để ý mà kéo theo cái đệm lưng. Bá vương chau mày. Ngươi muốn như thế nào? Ta không muốn như thế nào, chính là muốn gia nhập Lý gia, còn sống cho tốt. Nếu như bá vương nguyện ý giúp ta, chúng ta sau này sẽ là bằng hữu. Giúp thế nào? Đơn giản thôi, tỏ rõ thái độ với Lý gia, nguyện ý tiếp nhận ta, nguyện ý ủng hộ ta. Ngoài ra, ta hy vọng bá vương phủ trong vòng 3 năm chuẩn bị cho ta dược liệu 3 viên trường sinh đan. 2 viên, chính ta thu, 1 viên, đưa cho bá vương làm lễ vật. Tác Ngọc Đường cũng đã lớn tuổi, cũng không có người thân, hắn nhất định phải nắm chặt 1-2 viên trường sinh đan, kéo dài tuổi thọ, hoặc là vào thời khắc ngoài ý muốn để có thể bảo mệnh. Bá vương lạnh lùng nhìn chằm chằm Tác Ngọc Đường, tính toán lợi và hại. Tác Ngọc Đường không dám ép thật chặt, hợp thời thả nhẹ tư thái. Bá vương không cần khẩn trương, Khương Phàm và Triệu Thế Hùng đều đã chết, trưởng lão của ta cũng đã chết, xem như lưỡng bại câu thương, chuyện đến đây là kết thúc. Ta không cần thiết lại nói lung tung với bên ngoài, ngươi cũng không cần lo lắng cái gì. Từ nay về sau, chúng ta chính là người một nhà, ngươi có cần đan dược gì, trực tiếp đưa dược liệu cho ta, ta nhất định sẽ toàn lực hỗ trợ, không có bất kỳ điều kiện gì. Bá vương nói, ta có thể chấp nhận ngươi tiến vào Lý gia, nhưng ta có một điều kiện. Nói, ta không muốn lại nghe được bất cứ cái gì liên quan tới xích huyết long quỷ hoa, dù là chỉ là một chữ. Nếu như bị ta phát hiện, dù ta đánh cược hết thảy, cũng phải làm cho ngươi sống không bằng chết. Bá vương cũng không dám làm lớn chuyện, nhất là trong bá vương phủ này. Ta nói ra đối với ta không hề có chỗ tốt, không phải sao? Tác Ngọc Đường đứng dậy, trên khuôn mặt to mọng lộ ra một nụ cười. Ngươi có thể đi về, cứ nói ta đã đồng ý. Cáo từ, đừng quên chuyện trường sinh đan. Bá vương đưa mắt nhìn Tác Ngọc Đường rời khỏi, sắc mặt âm trầm như nước. Lão già này cũng dám uy hiếp hắn. Giữ lại chính là tai họa. Có cần trực tiếp diệt trừ, giá họa cho Hung Linh Hầu phủ hay không? Nhưng thời kỳ bây giờ rất mẫn cảm, không nên động thủ, quá mạo hiểm. Bá vương cảm thấy uy hiếp, nhưng nghĩ đến chuyện xác thực đã kết thúc, Tác Ngọc Đường càng không nhất thiết lại lắm miệng, tạm thời hẳn là không nguy hiểm gì. Trước tiên cứ chậm rãi, chờ cơ hội. Tác Ngọc Đường rời khỏi chiến quốc, không có một khắc nào dừng lại, sợ Hung Linh Hầu phủ nửa đường ngăn hắn lại. Nhưng, tại thời điểm hắn sắp tiến vào Hạo Thiên Thánh Quốc, Hung Linh Hầu đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung. Hung Linh Hầu, ngươi muốn làm gì? Tác Ngọc Đường khẽ run rẩy, cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, chẳng lẽ tên điên này muốn báo thù? Hung Linh Hầu chỉ lạnh lùng nhìn hắn. Tác Ngọc Đường khẩn trương nói. Chuyện đã qua, giới chủ có mật lệnh không được lộ ra. Nếu như ngươi giết ta ở chỗ này, chắc chắn sẽ huyên náo đến mọi người đều biết. Hung Linh Hầu chân đạp huyết viêm, đi qua phía Tác Ngọc Đường. Hô hấp Tác Ngọc Đường lập tức thô trọng, liền giống bị dã thú đáng sợ tiếp cận, còn muốn chạy đi nhưng không được, muốn phản kháng lại càng không phản kháng được. Hung Linh Hầu treo xiềng xích, phong ấn sát khí thảm liệt, nhưng vẫn tràn ngập sát uy khiến người khác phải sợ hãi, nhất là đôi mắt màu đỏ như máu kia để cho người ta không rét mà run, như rơi vào hầm băng. Tác Ngọc Đường gian nan nuốt ngụm nước bọt, toàn thân khẩn trương đến cứng ngắc. Hung Linh Hầu đưa tay, từ từ đưa tới phía Tác Ngọc Đường. Tác Ngọc Đường lập tức ngạt thở, mồ hôi lớn như hạt đậu xẹt qua gương mặt. Xong, tên điên này muốn giết hắn. Nhưng, Hung Linh Hầu nâng tay lên, chỉ là đập vào trên vai của hắn. Sau đó, sượt qua người.
thân thể căng cứng của Tác Ngọc Đường lập tức toát ra mồ hôi lạnh, ánh mắt lắc lư, hô hấp dồn dập, suýt chút nữa mềm ở trên trời. Ta sợ cái gì, ta không có gì phải sợ cả. Tác Ngọc Đường liên tục tự an ủi mình, vội vã rời khỏi. Bên ngoài quá nguy hiểm, nhất định phải mau chóng vào Lý gia. Hung Linh Hầu trở lại hầu phủ, xoay tay phải lại, tinh hồn trùng to mọng nằm nhoài lòng bàn tay. Để cho ta xem, hắn đều đã nói thứ rồi gì. Hung Linh Hầu giơ tinh hồn trùng lên, phóng thích ánh sáng. Ánh sáng trong thạch điện ngưng tụ thành hình ảnh rõ ràng, cũng rất nhanh đã vang lên giọng của Tác Ngọc Đường. Tinh hồn trùng ghi chép hình ảnh từ lúc Hung Linh Hầu bắt đầu đặt nó ở trên người của Tác Ngọc Đường, tiếp tục đến khi hắn thức tỉnh, cùng Đồng Thừa Bình nói chuyện với nhau, bái phỏng Lý Hồng Hán, cuối cùng là uy hiếp bá vương. Nguyên nhân gây ra hậu quả tại trận này mưu hại lần này, đã hiện ra rõ ràng ở trước mặt Hung Linh Hầu. Bá vương, các ngươi muốn nhấc lên chiến tranh. Hung Linh Hầu nắm chặt tinh hồn trùng, rời khỏi thạch điện. Truyền lệnh quân đoàn thạch tượng quỷ, nhìn chằm chằm bá vương phủ cho ta. Sau khi Tác Ngọc Đường trở lại Xí Thiên Giới, hắn liền đi thẳng đến chỗ quần sơn phe phái Lý gia. Được bá vương trả lời chắc chắn, Lý Hồng Hán dẫn đầu các nhân vật quan trọng của Lý gia tiếp nhận Tác Ngọc Đường. Chỉ là tình huống đặc thù, bọn hắn không có bày yến chúc mừng, chỉ là đơn giản giới thiệu lẫn nhau. Từ nay về sau, ta liền ở lại đây. Tác Ngọc Đường đang đứng trong đình viện an tĩnh, nhìn thạch đình, dòng suối, hoa cỏ, cây cối. Mặc dù vẫn còn có chút không cam tâm, nhưng ít ra vẫn là an toàn. Bên trong ngũ đại phe phái tại Xí Thiên Giới, phe phái Lý gia thuộc về đệ nhị đại, bằng vào mối quan hệ với bá vương phủ, càng là có lực ảnh hưởng cực mạnh tại bá vương chiến quốc. Chỉ cần Lý gia tuyên bố bảo đảm hắn, ngay cả giới chủ cũng đều phải thỏa hiệp. Về phần Hung Linh Hầu phủ, không có tiềm lực triệu thế hùng kia, bọn hắn đã không có lực lượng cùng bá vương phủ khiêu chiến. Bá vương phủ càng biết nhân cơ hội này, dần dần ngăn chặn Hung Linh Hầu phủ, triệt để cầm lại lực ảnh hưởng tại bá vương chiến quốc. Ha ha, ha ha. Tác Ngọc Đường khoan khoái cười to, trở về từ cõi chết, đại thù đã báo xong, trong lòng đều thoải mái không nói ra được. Chỉ là, nhớ tới các trưởng lão chết thảm, trong lòng liền khó chịu. Chỉ cần luyện thành trường sinh đan, ta có thể cưỡng ép kéo dài tính mạng trăm tuổi. Hung Linh Hầu, sớm muộn ta cũng sẽ để cho ngươi trả giá đắt. Tác Ngọc Đường cười lạnh, trải qua được Khương Phàm, rèn luyện, nhiều năm như vậy, hắn đã không còn là luyện đan sư thuần túy trước đó nữa, mà là đã học xong tính toán, học xong sinh tồn. Nhất là chuyện giết chết Khương Phàm lần này, toàn thân trở ra, hắn thậm chí còn nếm đến một loại mỹ diệu không cách nào nói rõ. Chỉ cần có cơ hội, hắn cũng không để ý cùng Hung Linh Hầu chơi đùa. Tác trưởng lão, gia chủ mời ngài đi qua. Sau đó không lâu, một vị tử đệ Lý gia bước nhanh tới nơi này. Chuyện gì? Tác Ngọc Đường đang ở trong phòng nghỉ ngơi. Tử đệ Lý gia cung kính nói. Hình như là giới chủ mời gia chủ các phe phái cùng trưởng lão quan trọng tập hợp đến chỗ ngài ấy. Còn cụ thể là chuyện gì, không rõ ràng lắm. Tác Ngọc Đường khẽ nhíu mày, đều đã kết thúc, còn muốn làm gì? Đúng, hẳn là muốn nhân cơ hội này, mở hội nghị chỉnh đốn tập tục, để tránh lại có tranh đấu, ảnh hưởng nội bộ Xí Thiên Giới. Vừa vặn đi theo Lý Hồng Hán đi qua, làm cho tất cả mọi người đều biết, ta đã là người của Lý gia bên này. Tác Ngọc Đường tắm rửa thay y phục, tỉ mỉ chải vuốt, cùng đi theo bọn người Lý Hồng Hán tiến về sâu trong Xí Thiên Giới. Các gia tộc phe phái khác cũng đều nhận được tin tức, lần lượt khởi hành. Cả bá vương chiến quốc, Hạo Thiên Thánh Quốc có được chiếu lệnh, cũng đều nhanh chóng khởi hành. Mặc dù rất ngạc nhiên về nội dung hội nghị, nhưng giới chủ có lệnh, bọn hắn không dám không nghe theo. Trong lúc nhất thời, không gian bình đài trong nội bộ Xí Thiên Giới mở ra toàn diện, tiếp dẫn những nhân vật cao tầng quan trọng của Xí Thiên Giới tề tụ tại cấm địa trung bộ. Xí Thiên Đại Điện. Giới chủ lạnh lùng ngồi trên ghế điện cao cao, mặc dù năm nay đã hơn 20 tuổi, nhưng lại có loại khí thế không giận tự uy. Đại biểu các phe phái đi đến trước đại điện, đều cẩn thận chỉnh lý trang phục, cung kính hành lễ, bước lên đại điện lại hành lễ lần nữa, sau đó mới theo thứ tự ngồi xuống. Người khác không biết thân phận cùng tính tình giới chủ, nhưng những lão gia hỏa bọn hắn này lại đều rất rõ ràng. Tham kiến giới chủ. Tác Ngọc Đường đi theo bọn người Lý Hồng Hán đi đến đại điện, sau khi chủ động hành lễ, cũng đứng ở một bên phe phái Lý gia.
Đám người những phái hệ khác cũng hơi nhíu mày, đây là đã liên hợp rồi. Tốc độ rất nhanh nha. Lý Hồng Hán đúng là to gan, trong thời khắc mẫn cảm như thế này mà lại dám thu nhận Tác Ngọc Đường, còn công nhiên đưa đến nơi này. Đây là muốn thị uy với bọn hắn, tỏ thái độ với giới chủ sao. Tuy nhiên, lấy giá trị của Tác Ngọc Đường, phần mạo hiểm này cũng coi như đáng giá. Có được hắn, chẳng khác nào có được một vị trưởng lão cao đẳng, có được toàn bộ đan thư ly hỏa thánh địa, nhất là thuật luyện trường sinh đan. Mà, Triệu Thế Hùng trong chiến quốc đã chết rồi, địa vị bá vương phủ đã kiên cố, lực lượng Lý gia bây giờ lại càng đầy. Mặc dù trong lòng bọn hắn đều oán thầm, nhưng cũng không nhịn được mà hâm mộ. Sau đó không lâu, Thánh Vương, Bá Vương mang theo hầu ra hai nước trình diện, cũng là từ ngoài vào trong, liên tiếp hành đại lễ, sau đó phân lập đến hai bên trái phải. Là sức mạnh bảo vệ xí thiên giới, địa vị Bá Vương cùng Thánh Vương đều đủ để trì gia chủ các phe phái. Trong đó, Thánh Vương Phủ là liên minh cùng đệ nhất phái hệ Lưu gia của xí thiên giới, Bá Vương Phủ thì kết minh cùng phe phái thứ hai, Lý gia. Người đều đã đến đông đủ, bắt đầu đi. Giọng giới chủ lạnh lùng uy nghiêm quanh quẩn trong đại điện. Bắt đầu cái gì? Đám người không hiểu thấu, còn không nói tới là làm gì mà. Triệu Thời Việt từ bên cạnh bá vương đi tới, hành lễ với giới chủ. Đám người kỳ quái nhìn Triệu Thời Việt, chẳng lẽ còn là chuyện cái chết của Triệu Thế Hùng? Bá vương khẽ nhíu mày, bỗng nhiên có cảm giác cổ quái. Tác Ngọc Đường rất tỉnh táo. Hẳn là giống như mình đoán, phải dùng Triệu Thời Việt lên án, tới nhắc nhở các phương chú ý tập tục xí thiên giới. Lý Hồng Hán lặng lẽ ra hiệu cùng Tác Ngọc Đường, không cần loạn, ổn định. Nếu hắn đã mang Tác Ngọc Đường đến liền khẳng định phải vào hôm nay sẽ tỏ thái độ bảo trụ Tác Ngọc Đường. Tác Ngọc Đường khẽ vuốt cằm, lực lượng càng đầy. Tới đi, tùy tiện đến, ta đều tiếp lấy. Triệu Thời Việt không biểu tình, toàn thân tản ra khí tức sát phạt mãnh liệt. Giống như là một con hung thú đang bước đi. Hắn đi đến giữa đại điện, đầu ngón tay khẽ vuốt, không gian có chút nhúc nhích, một con tiểu côn trùng to mọng rơi ra. Đó là cái gì? Tất cả mọi người kỳ quái nhìn hắn. Gia chủ Lưu gia bỗng nhiên nói nhỏ. Tinh hồn trùng. Tinh hồn trùng là cái gì? Một loại yêu trùng kính tượng có thể dung hợp cùng hư không, ghi chép xung quanh, không khác ký ức tinh thạch lắm. Tinh hồn trùng, ta nhớ ra rồi. Loại yêu trùng này vô cùng hiếm thấy, năng lực sinh sôi cực kém, mỗi con đều có giá trị liên thành. Một ít thế lực sẽ bí mật nuôi dưỡng nó ở trên thân tử tôn quan trọng, nếu như gặp phải chuyện ngoài ý muốn, có thể ghi chép lại chuyện đã xảy ra. Các phe phái nhỏ giọng nghị luận. Một ít người tâm tư nhanh nhẹn đều hiện ra biểu tình quái dị, liên tiếp nhìn về phía Tác Ngọc Đường. Tác Ngọc Đường, bá vương đều gắt gao nhìn chằm chằm tinh hồn trùng, có loại bất an mãnh liệt. Các vị, hãy nhìn kỹ. Triệu Thời Việt giơ tinh hồn trùng lên, biểu hiện ra từng hướng trong điện. Tinh hồn trùng run run nhẹ, nở rộ lên ánh sáng óng ánh, lấp lóe trong đại điện rộng rãi. Ánh sáng lượn lờ, nhanh chóng xen lẫn, bày biện ra hình ảnh rõ ràng. Chính là Tác Ngọc Đường lúc chưa tỉnh lại. Tác Ngọc Đường bỗng nhiên biến sắc, hoảng sợ kêu to. Đây là cái gì, tại sao có thể có ta? Triệu Thời Việt, người đã làm cái gì với ta? Triệu Thời Việt mặt không thay đổi giơ cao tinh hồn trùng, ánh sáng tiếp tục nở rộ. Hình ảnh thay đổi, rất nhanh đã truyền ra thanh âm. Có Tác Ngọc Đường nói chuyện với Đồng Thừa Bình. Hình ảnh nhanh chóng chuyển biến, rất mau đã hiện ra thân ảnh Lý Hồng Hán, tiếp theo chính là đối thoại giữa Tác Ngọc Đường cùng Lý Hồng Hán. Tất cả mọi người ý thức được vấn đề. Con tinh hồn trùng này là bị hung linh hầu phóng tới trên thân Tác Ngọc Đường. Giới chủ đột nhiên triệu tập các phe phái trình diện, rất có thể là đã phát hiện được vấn đề gì đó. Mà cái gọi là vấn đề, chỉ có thể là chứng cứ Tác Ngọc Đường mưu hại Khương Phàm, Triệu Thế Hùng. Đủ rồi. Tại lúc kính tượng chuyển hướng đến bá vương phủ, trong chốc lát, bá vương đột nhiên gầm thét, nhào tới phía Triệu Thời Việt. Cương khí cuồng liệt nổ tung cuồn cuộn, hội tụ tại lòng bàn tay, đánh tới phía tinh hồn trùng của Triệu Thời Việt ra. Triệu Thời Việt thờ ơ. Nhưng trước mặt đột nhiên xuất hiện một lão nhân, tiện tay vung lên, toàn thân bá vương run rẩy, thổ huyết bay ngược, chật vật nện vào ngoài đại điện. Lão tổ, đám người liên tiếp hành lễ, bắt lấy hắn, tiểu lão đầu lạnh nhạt hạ lệnh. Lĩnh mệnh, Hạo Thiên Thánh Vương, ba vị hầu gia thánh quốc, hai vị hầu gia chiến quốc, toàn bộ động thủ,
vọt tới ngoài điện, khí thế mãnh liệt chế trụ bá vương. Sắc mặt bá vương tái nhợt, thở hổn hển, gắt gao nhìn chằm chằm kính tượng đang thay đổi. Bá vương, đừng kích động như vậy, trò hay đang muốn bắt đầu cơ mà. Hai bóng người từ nơi hẻo lánh đại điện đi tới. Đám người tìm theo tiếng mà nhìn lại, sắc mặt đều trở nên đặc sắc. Khương Phàm, Triệu Thế Hùng, bọn hắn còn sống. Lý Hồng Hán lập tức cau chặt mày, nhìn Khương Phàm và Triệu Thế Hùng, khởi tử hoàn sinh, lại nhìn Tác Ngọc Đường tái nhợt sắc mặt, bá vương bị đánh bay ra ngoài, cơ bản đã hiểu xảy ra chuyện gì. Không, không không không, các ngươi. Sắc mặt Tác Ngọc Đường trắng bệch, toàn thân không cầm được mà run rẩy. Triệu Thời Việt giơ tinh hồn trùng, tiếp tục phóng thích ra quang ảnh. Hình ảnh lấp lóe, bày biện ra thư phòng bá vương phủ, đoạn đối thoại giữa bá vương cùng Tác Ngọc Đường lập tức quanh quẩn trong đại điện, rõ ràng rơi vào trong lỗ tai của tất cả mọi người. Bá vương, nơi này không có người khác, Xích Huyết Long Quỳ Hoa là ngươi tặng ta đúng không? Bây giờ, ta cái gì đều đã nghĩ thông rồi. Sở Thương Minh tìm tới ta, dẫn dụ ta nghĩ đến Xích Huyết Long Quỳ Hoa. Bá vương là thoát khỏi hiểm nghi, để tránh liên lụy đến các ngươi. Năm cây Xích Huyết Long Quỳ Hoa. Bá vương không cần khẩn trương, Khương Phàm và Triệu Thế Hùng đều đã chết, trưởng lão của ta cũng đã chết, xem như lưỡng bại câu thương, chuyện đến đây là kết thúc. Ta không cần thiết lại nói lung tung với bên ngoài, ngươi cũng không cần lo lắng cái gì. Ta không muốn lại nghe được bất cứ cái gì liên quan tới Xích Huyết Long Quỳ Hoa, dù chỉ là một chữ. Nếu như bị ta phát hiện, dù ta đánh cược hết thảy, cũng phải làm cho ngươi sống không bằng chết. Hình ảnh rõ ràng, ngôn ngữ rõ ràng truyền khắp đại điện. Đại điện lâm vào kiềm chế thật lâu. Ngươi muốn chứng cứ, cái này có thể chứ? Hung Linh Hầu thu hồi tinh hồn trùng, dương mắt nhìn về phía Tác Ngọc Đường. Cái gì, lúc nào? Tác Ngọc Đường tái nhợt sắc mặt, mồ hôi lớn như hạt đậu treo đầy trên trán. Hắn đột nhiên nhớ tới thời điểm rời khỏi chiến quốc, Hung Linh Hầu ngăn hắn lại, lại nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Lúc đó, hẳn là đang lấy đi côn trùng. Hung Linh Hầu, lão tặc ngươi lại dám tính toán ta. Tác Ngọc Đường trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, chủ quan, quá bất cẩn. Cứ nghĩ là chuyện đã kết thúc, không nghĩ tới bọn hắn lại liên thủ tính toán hắn. Mà, Khương Phàm còn không chết. Chẳng phải tất cả điên cuồng của hắn chỉ là một trò cười thôi sao? Bầu không khí trong Xí Thiên Điện tiếp tục kiềm chế, các phe phái đều hiểu đã xảy ra chuyện gì. Kẻ thật sự muốn mưu hại Khương Phàm, Triệu Thế Hùng lại là bá vương. Tác Ngọc Đường chỉ bị lợi dụng mà thôi. Liền ngay cả Khương Phàm cũng đều là ngụy trang, mục tiêu thật sự của bá vương là Triệu Thế Hùng. Nhưng Khương Phàm và Triệu Thế Hùng đã được cứu tại cấm địa rồi, sau đó giới chủ tương kế tự kế, tìm được chứng cứ, càng tìm được kẻ cầm đầu. Hồ đồ! Lý Hồng Hán giận dữ quát tháo, dùng sức chỉ vào bá vương. Thanh danh bá vương phủ đều hủy ở trên tay ngươi. Bá vương đứng ở ngoài điện, sắc mặt tái nhợt. Giờ khắc này thậm chí ngay cả cảm giác tức giận cũng đều không có, chỉ có suy yếu cùng tuyệt vọng. Xong. Hắn xong. Bá vương phủ xong. Mưu hại truyền nhân hầu phủ, trưởng lão nhị đẳng của Xí Thiên Giới, khiến cho nội bộ Xí Thiên Giới rung chuyển, đây đều là phạm vào tối kỵ. Nếu như là người khác, chuyện chỉ sợ còn có chỗ trống để lượn vòng, nhưng hắn là bá vương của bá vương chiến quốc, là người cầm tổ hợp đao thuẫn của Xí Thiên Giới. Một không thể dẫn phát mâu thuẫn nội bộ chiến quốc, hai không thể nhúng tay sự vụ nội bộ Xí Thiên Giới. Lý Hồng Hán dùng sức nắm chặt nắm đấm, cực lực tự hỏi đối sách, nếu không tiếc cái giá bảo trụ bá vương. Nếu như mất đi bá vương phủ khống chế, Lý gia sẽ triệt để bị phe phái Lưu gia đè chết, phe phái Triệu gia đều có thể thừa thắng xông lên, uy hiếp địa vị của bọn hắn. Thế nhưng, chuyện phát sinh quá đột nhiên, mà giới chủ còn triệu tập tất cả mọi người trình diện, chính là muốn nghiêm trị bá vương phủ. Làm sao bây giờ? Lý Hồng Hán lập tức nhìn về phía phe phái Vương gia, cố gắng dùng ánh mắt ra hiệu, hy vọng có thể liên thủ ứng phó cục diện hỏng bét hôm nay. Gia chủ Vương gia khẽ nhíu mày, lo lắng lợi và hại, được và mất. Gia chủ Lưu gia nhìn kẻ thù lâu năm ở đối diện, Lý Hồng Hán, khóe miệng có chút ngoác ngoác, cùng đụng đụng ánh mắt với Hạo Thiên Thánh Vương ngoài điện. Cơ hội tốt ngàn năm một thuở, hôm nay nếu không tiếc cái giá trọng thương bá vương phủ, tốt nhất có thể làm cho Lý gia thả máu. Triệu Huyễn Diệp thì ra hiệu với gia chủ Đồng gia, nếu Triệu Thế Hùng không chết, quan hệ thông gia giữa hai bên liền vẫn còn,
hôm nay nhất định phải để bá vương thoái vị, đến đỡ Triệu Thời Việt tiếp nhận vị trí bá chủ. Nhưng, thời điểm hai bên đang đều mang tâm tư, âm thanh trong trẻo của giới chủ bất chợt truyền khắp cung điện. Chuyện đều đã rất rõ ràng, bá vương cấu kết tác Ngọc Đường, giết hại Triệu Thế Hùng, Khương Phàm, tính chất cực kỳ ác liệt. Giới chủ, gia chủ Lưu gia lập tức liền muốn đưa ra đề nghị. Lý Hồng Hán nhíu mày, cũng quả quyết muốn mở miệng ngăn cản. Giọng giới chủ có chút dương lên. Đều trở về đi, ta sẽ yêu cầu làm tốt hình luật đường, dựa theo hình luật xí thiên giới nghiêm túc xử lý. Giới chủ, các vị gia chủ đều sửng sốt một chút, không tranh thủ ý kiến chúng ta. Vậy gọi chúng ta tới là làm cái gì, chỉ là làm chứng sao? Nhớ kỹ những gì các ngươi nhìn thấy, trở về chờ kết quả xử lý. Giới chủ uy nghiêm hạ lệnh. Trở về đi. Tiểu lão đầu cũng nhắc nhở bọn hắn. Cái này, các gia chủ đều rất do dự, cũng không dám ngỗ nghịch giới chủ cùng lão tổ, chỉ có thể hành lễ rời khỏi. Tác Ngọc Đường, bá vương đứng trong điện, một người tuyệt vọng, một kẻ hối hận, đều có cảm giác bất lực bị đặt trên thất gỗ. Tác Ngọc Đường, ta vốn định cho ngươi cái chết có thể diện, là ngươi nhất định phải để ta điều tra. Ngươi mưu hại truyền nhân hầu phủ, trưởng lão tam đẳng, còn có ta. Dựa theo hình luật xí thiên giới, ngươi sẽ bị chém đầu, truyền bày ra xí thiên giới, cùng bá vương chiến quốc và hạo thiên thánh quốc. Còn có cái gì muốn nói không? Giọng giới chủ lạnh lùng quanh quẩn trong điện, trong góc hai bên trái phải đi ra số lượng lớn người cường giả mặc áo bào đen. Bọn hắn là các cường giả trấn thủ cấm khu hình luật đường, ánh mắt như đao đều ổn định ở trên thân Tác Ngọc Đường. Ngươi không thể giết ta vẫn là người của thánh địa. Tác Ngọc Đường nói xong. Không chỉ có giới chủ cười, các cường giả hình luật đường cũng đều lạnh lùng giễu cợt. Ta dùng tất cả đan thư của ta đổi lấy mệnh ta. Tác Ngọc Đường cuối cùng cũng giãy giụa, hắn không muốn chết, càng không nghĩ tới lại sẽ chết. Ngươi xác thực không xứng làm tôn chủ Nam Bộ, mang xuống đi. Giới chủ ra hiệu các cường giả hình luật đường. Chờ một chút. Tác Ngọc Đường giơ tay lên, nhìn về phía Khương Phàm. Để cho ta nói chuyện riêng cùng Khương Phàm một lúc. Ta có lời muốn nói với hắn. Khương Phàm cười. Lão tặc, người muốn lôi kéo ta tự bảo. Khóe mắt Tác Ngọc Đường có chút co rúm, hiển nhiên là bị nói trúng tâm tư. Ta có một bí mật, người không muốn biết. Tỉnh lại đi, người có bí mật cái rắm. Chờ người chết rồi, ta sẽ luyện thi thể của người thành đan dược, trang trí trong ly hỏa lô, đưa về ly hỏa thánh địa. Từ xí thiên giới đến ly hỏa thánh địa, nghiêm túc 170.000 dặm. Ta sẽ huyên náo oanh oanh liệt liệt. Làm cho tất cả mọi người đều biết, phản đồ đã bị chặt đầu, ly hỏa lô muốn vật về với chủ. Trước phản bội ly hỏa thánh địa, sau lại phản bội xí thiên giới, tiếng xấu của Tác Ngọc Đường ngươi sẽ truyền khắp đại địa Nam Bộ, bị ức vạn người chế nhạo, bị luyện đan sư phỉ nhổ. Ngươi, sẽ còn bị triệt để xóa tên trong lịch sử ly hỏa thánh địa. Khương Phàm càng nói càng hung ác, mỗi câu nói đều đâm đau nhói vị đã từng là tôn chủ Nam Bộ cao quý này thật sâu. Khương Phàm, tặc tử. Tác Ngọc Đường ngực bụng nhấc lên, một ngụm máu tươi phun tới ra ngoài. Hối hận lớn nhất đời này của ta chính là tại thời điểm có thể nhưng lại không giết ngươi. Hối hận lớn nhất đời này của ngươi hẳn chính là gặp ta. Lão tặc, lên đường đi, thiên đạo luân hồi cho tốt, kiếp sau ngươi nhất định có thể làm súc sinh. Khương Phàm gật gật đầu với đội viên hình luật. Phốc phốc. 36 cây cương chùy phong ấn linh lực vô tình đâm xuyên Tác Ngọc Đường. Sau khi các đội viên hình luật hành lễ với giới chủ, bọn họ liền áp ra khỏi đại điện. Khương Phàm, ta nguyền rủa ngươi chết không yên lành, ta nguyền rủa toàn tộc ngươi. Chết không yên lành. Tác Ngọc Đường điên rồi, miệng đầy máu tươi, trợn mắt trừng trừng, tiếng gào thét thảm thiết dần dần đi xa. Giới chủ ở trên cao nhìn xuống nhìn bá vương. Ngươi rõ ràng tội mình rồi. Ta rõ ràng, mặc cho giới chủ xử lý. Bá vương không có chống lại, tuyệt vọng nhắm mắt lại. Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, hắn nhận. Trước đó còn luôn lo lắng đến Sở gia sẽ ở thế hệ Sở Thương Minh này rời xa bá vương phủ, khuất tại hầu phủ, không nghĩ tới vậy mà lại bắt đầu từ nơi hắn đây. Những gì hắn làm, cũng đã mang đến cho Sở gia đầy hổ thẹn. Giới chủ mời các phe phái lui. Cũng là không có cho hắn bất cứ cơ hội giải thích nào. Vận mệnh của hắn, của Sở gia, của bá vương phủ, đều giữ ở trên tay giới chủ. Lập tức, chiêu cáo bá vương chiến quốc,
Bá vương cùng hài tử Sở Thương Minh cấu kết tác Ngọc Đường dùng yêu linh phần huyết đan mưu hại Triệu Thế Hùng của Hung Linh Hầu Phủ, trưởng lão tam đẳng của Xí Thiên Giới, Khương Phàm, còn có giới chủ. May mắn đến cấm địa được lão tổ tương trợ, trở về từ cõi chết. Dựa theo hình luật Xí Thiên Giới, đặc biệt làm ra trừng trị, bá vương phủ. Chém đầu cả nhà. Giới chủ, ta không muốn thương tổn hại giới chủ, đều là tác Ngọc Đường làm. Bá vương bỗng nhiên biến sắc. Cho dù đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng cũng không nghĩ tới giới chủ sẽ làm ra trừng trị như vậy. Chém đầu cả nhà. Sở gia diệt tộc. Không không không, hắn không thể nào chấp nhận được. Hắn là kiêu ngạo của Sở gia, sao có thể trở thành sỉ nhục của Sở gia? Gương mặt Triệu Thế Hùng cũng hơi có phản ứng, giới chủ thật ác độc. Nếu như công bố tin tức này, mặc dù khả năng sẽ khiến cho chiến quốc rung chuyển, có hại tới mặt mũi Xí Thiên Giới. Nhưng có thể đưa đến tác dụng chấn nhiếp, để trong ngoài Xí Thiên Giới đều biết, bất kể là ai, cho dù là bá vương, dám can đảm đảo loạn quy củ, ý đồ bất chính, Xí Thiên Giới tuyệt đối sẽ không vì mặt mũi mà ủy khúc cầu toàn. Giới chủ vươn người đứng dậy, số lượng lớn cường giả hình luật toàn bộ vây quanh bá vương. Giới chủ lạnh lùng nói, ngươi rất rõ ràng chuyện ta khi trùng sinh đến đây, ta vừa vặn thiếu một cơ hội, chỉnh đốn Xí Thiên Giới, khống chế chiến quốc cùng thánh quốc. Giới chủ, Sở Khâm Nghiêu ta nguyện ý chịu chết, giao ra vị trí bá vương, Sở gia cũng có thể rút khỏi bá vương phủ, hôm nay liền chuyển giao cho Triệu gia. Còn xin bảo toàn mặt mũi Sở gia, bảo toàn huyết mạch Sở gia. Bá vương lớn tiếng la lên, quỳ một gối xuống trước mặt giới chủ, hai mắt đỏ lên, khí tức thô trọng, thân thể hùng tráng đều có chút run run. Bây giờ mới biết đến mặt mũi Sở gia, thời điểm ngươi xui khiến tác Ngọc Đường đã quên rồi. Giới chủ một tiếng quát mắng, cung điện rung động. Bá vương cúi đầu thật sâu, sắc mặt tái nhợt, hô hấp dồn dập. Đều là ta Sở Khâm Nghiêu sai, đều là ta nhất thời hồ đồ, không có liên quan gì tới tất cả mọi người của Sở gia. Không sao, Sở Thương Minh đâu, hắn mới thật sự là kẻ cầm đầu. Giới chủ, hắn là bị ta thúc đẩy, hắn chỉ là nghe lệnh của ta, nghe ta an bài, hắn thật sự là vô tội. Có phải vô tội hay không? Chính ngươi rõ ràng nhất. Lại có thể nghĩ đến yêu linh phần huyết đan, hài tử Sở gia ngươi thật là ác độc. Ta nghĩ ngươi còn không rõ ràng về uy lực của yêu linh phần huyết đan lắm. Gọi Sở Thương Minh tới, đứng trong tòa đại điện này để hắn thể nghiệm, để cho ngươi tận mắt chứng kiến. Bá vương bỗng nhiên ngẩng đầu, đầu đổ đầy mồ hôi lạnh, cao giọng hô to. Giới chủ, Sở gia từ lúc trấn thủ chiến quốc đến nay, một mực trung thành tuyệt đối, toàn lực bảo vệ Xí Thiên Giới. Toàn tâm ủng hộ các đời giới chủ. Lần này thật sự là do ta nhất thời hồ đồ, còn xin giới chủ nể tình khổ lao của Sở gia, mở một mặt lưới, Sở Khâm Nghiêu ta nguyện ý gánh chịu tất cả trách nhiệm. Ngươi còn biết sứ mệnh của Sở gia, ngươi chính là trấn thủ chiến quốc như thế này, ngươi chính là bảo vệ Xí Thiên Giới như thế này, ngươi chính là ủng hộ giới chủ như thế này. Sở Khâm Nghiêu, ngươi dám đứng ở trước mặt các vị lão tổ Sở gia lặp lại lần nữa không? Ngươi dám đứng ở trong tổ từ Sở gia, nói ra những gì ngươi đã làm không? Ngươi có xứng làm gia chủ Sở gia? Ngươi có xứng làm vương gia? Cũng dám hại giới chủ, từ ngươi đến Sở Thương Minh, một nhà Sở gia ngươi đều là súc sinh sao? Giới chủ, mục tiêu của ta chỉ là Triệu Thế Hùng, ta thật không nghĩ tới tác Ngọc Đường lão tặc này ngay cả ngài đều dính líu. Sở Khâm Nghiêu quỳ hai đầu gối xuống đất, lấy đầu dập mạnh. Ta sai rồi. Ta thật sự sai rồi, ta nguyện lấy cái chết tạ tội, bảo toàn mặt mũi Sở gia, bảo toàn huyết mạch Sở gia. Giới chủ, cầu xin ngài, cầu xin ngài. Ý của ngươi là, ta giết ngươi, để lại mấy nhi tử của ngươi. Còn xin giới chủ khai ân. Ha ha, giữ lại bọn hắn, tương lai báo thù. Giới chủ, không dám, trước khi ta chết, nhất định. Đủ rồi, sớm biết có bây giờ, sao lúc trước ngươi còn như thế? Bây giờ giả vờ giả vịt cho ai nhìn. Nếu như lúc ấy Khương Phàm, Triệu Thế Hùng chết rồi, nếu như ta cũng bởi vì viên đan dược kia mà chết rồi, bây giờ ngươi khẳng định trốn ở bên trong thâm viện bá vương phủ của ngươi thoải mái cười to. Ngươi sẽ còn hối hận không? Ngươi sẽ quỳ gối trước mộ phần của ta thỉnh cầu ta tha thứ sao? Ngươi sai rồi, ngươi là sợ. Giới chủ, ta thật sự sai rồi, ta biết sai rồi. Giới chủ, xin hãy trừng phạt ta. Xin hãy khoan dung cho cả nhà Sở gia. Sở Khâm Nghiêu cả đời đều không có cong qua eo,
giờ khắc này lại đau đớn khẩn cầu, đầu đụng phải sàn nhà giá lạnh. Một tiếng, lại một tiếng. Giới chủ không nói thêm lời, trong đại điện lâm vào kiềm chế, chỉ có thanh âm dập đầu quanh quẩn trầm muộn. Hồi lâu, giới chủ hít một hơi thật sâu, ở trên cao nhìn xuống tuyên cáo. Mặc kệ hại ta là các ngươi có ý hay vô tình, tội của các ngươi đều không thể tha. Nhưng, ngươi hẳn là may mắn khi Khương Phàm và Triệu Thế Hùng cũng chưa chết, ta cũng còn sống. Ta nhớ tới Sở gia ngàn năm khổ lao, nhớ tới mặt mũi tiên tổ Sở gia, có thể cho ngươi lựa chọn thứ hai. Xin mời giới chủ khai ân. Sở Khâm Nghiêu vội vàng khấu tạ. Từ hôm nay trở đi, Sở gia toàn diện đoạn tuyệt tất cả liên hệ cùng phe phái Lý gia, để ta điều động. Ta nói nhảy, ngươi hỏi đâu? Ta nói giết, ngươi hỏi ai? Ta nói chết, ngươi không được chần chờ nửa phần. Sau khi Triệu Thế Hùng bước lên cảnh giới bán thánh, ngươi quy vị xí thiên giới, nhường ra bá vương phủ, không được có bất cứ cái gì ngỗ nghịch. Bá vương không có chút gì do dự, cao giọng nói. Lĩnh mệnh, nhớ kỹ một câu, ngươi, Sở Khâm Nghiêu chết rồi, chết từ hôm nay, sau này Sở Khâm Nghiêu là đao trong tay của ta. Mà Sở gia từ nay về sau đều là lập công chuộc tội, vì ngươi Sở Khâm Nghiêu chuộc tội. Sở Khâm Nghiêu, chết vì giới chủ. Sở gia, do giới chủ thúc đẩy. Đầu tác ngọc đường do ngươi tự mình truyền bày ra chiến quốc, công bố nguyên nhân. Bên trong nguyên nhân loại bỏ ngươi cùng Sở Thương Minh. Tạ ơn giới chủ khai ân. Truyền nhân đương đại của Sở gia, ngoại trừ Sở Thương Minh ra, toàn bộ còn lại tiến vào xí thiên giới, gia nhập chi đội hình luật, đóng giữ cấm khu trung bộ. Tạ ơn giới chủ khai ân. Khóe mắt bá vương có chút run run, nhưng vẫn cao giọng lĩnh mệnh. Lui ra đi. Bá vương liên tiếp hành lễ, khom người rời khỏi đại điện. Giờ khắc này, thân thể hùng tráng lại có chút còng xuống, bước chân vững vàng cũng có chút phù phiếm. Hắn hiểu được, vận mệnh của hắn cùng bá vương phủ đã hoàn toàn thay đổi. Từ chủ nhân chiến quốc độc lập trở thành chiến đao vung vẩy trong tay giới chủ. Thậm chí tại tương lai không lâu, bọn hắn còn có thể đăng lâm bách tộc chiến trường, tuyên cáo cuộc khởi xí thiên giới. Bởi vì, hắn biết rõ nguyên nhân giới chủ trùng sinh trở về. Ai? Khương Phàm ở bên cạnh nhìn mà lắc đầu, còn tưởng rằng có thể xử tử Sở Thương Minh. Con quỷ nhỏ này, thủ đoạn ngược lại là cao minh, một trận cầm cây gõ nhẹ, bá vương nhanh nhẹn dũng mãnh đùa bỡn lại vỗ ngay tay. Có ý kiến? Giới chủ liếc mắt nhìn Khương Phàm. Khương Phàm nhún nhún vai. Ngài là giới chủ, ngài toàn quyền xử lý. Yêu cầu của ta chỉ có một, đừng lại hại ta. Giới chủ ngồi trở lại ghế dựa. Ngươi ở lại, còn lại toàn bộ lui ra, ta có việc cùng ngươi bàn bạc. Hung Linh Hầu, Triệu Thế Hùng, cường giả còn có hình luật nhao nhao hành lễ rồi lui ra. Chờ một lát, ta sẽ trở lại rất nhanh thôi. Khương Phàm đi theo chạy ra khỏi xí thiên điện, đuổi kịp Hung Linh Hầu. Cho ngài một câu, thành tựu của ngài. Không nên dừng bước ở đây, là chính ngài tự mình buộc lại. Có ý gì? Hung Linh Hầu nhấc tầm mắt lên. Cốc chủ ác nhân cốc tên là Khương Diễm, cũng là do Diêm Bá bồi dưỡng. Lúc trước hắn là chí tôn thánh phẩm, bây giờ là thiên phẩm linh văn. Ta cũng là do Diêm Bá nuôi, trước đó ta là chí tôn thánh phẩm, bây giờ cũng là thiên phẩm. Nếu ngài cũng được Diêm Bá bồi dưỡng, kỳ thật cũng có thể. Đôi mắt tinh hồng của Hung Linh Hầu có chút ngưng tụ. Tiếp cận Khương Phàm. Triệu Thế Hùng đều ngạc nhiên nhìn Khương Phàm, Diêm Bá là ai? Bồi dưỡng Khương Phàm, bồi dưỡng phụ thân. Tình huống này là như thế nào? Khương Phàm xích lại gần mấy bước, thấp giọng nói. Tháo xiềng xích, nếm thử phóng thích huyết tính, dùng đan dược kích phát huyết mạch. Ngài không nên dừng bước ở đây, ngài có thể có hơn tương lai rộng lớn hơn, ta chờ mong thay đổi của ngài, chờ mong thiên phẩm sát lục huyết viêm. Có ý gì? Ngươi nói rõ ràng. Triệu Thế Hùng vừa muốn giữ chặt Khương Phàm đã chạy về xí thiên điện. Cửa điện đóng lại, để lại Hung Linh Hầu đang thít chặt lông mày. Trong đại điện, giới chủ dẫm lên thềm đá từ chỗ cao đi xuống. Ngươi bây giờ đã là sinh tử cảnh, không thích hợp lại đến mấy chỗ điên điên khùng khùng. Từ hôm nay trở đi, ngươi ở lại xí thiên giới, cho đến khi vượt qua sinh tử cảnh. Tạ ơn giới chủ có ý tốt, nhưng... Bình thường sinh tử cảnh cần thời gian 3 năm, ngắn nhất đều là 2 năm, ta còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, không thể nào một mực ở lại nơi này, mục đích thực sự chuyến đi này của Khương Phàm là muốn đi trung vực, cùng Cửu Thiên Thần giáo đàm phán,
không thể lãng phí thời gian 2-3 năm ở chỗ này. Trước đó là muốn đè ép cảnh giới, sau khi hoàn thành nhiệm vụ lại tiến vào sinh tử cảnh, không nghĩ tới lại sớm tiến đến, nhưng cũng chỉ có thể nhận mệnh. Cũng may Trứng Ngọc đã sắp thức tỉnh, Lý Dần, Dương Biện đang tiếp thụ truyền thừa. Bọn hắn hẳn là có thể bảo hộ hắn rất tốt. Người đã là trưởng lão tam đẳng của Xí Thiên Giới, có thân phận có địa vị, chuyện bình thường giao cho người khác xử lý là được. Giới chủ nói xong, lộ ra nụ cười thản nhiên, mang thâm ý mà nói. Đại nhân vật phải có phong phạm của đại nhân vật, giữ vững thần bí, không cần chuyện gì cũng đều tự thân đi làm. Đột nhiên nâng ta lên cao làm cái gì, ngài muốn làm gì? Khương Phàm cảnh giác. Giới chủ đi đến trước mặt Khương Phàm, giúp hắn chỉnh sửa cổ áo. Ta muốn cùng ngươi nói chuyện. Nói thì nói đi, đừng động tay động chân. Khương Phàm lui lại hai bước, hỏi tiểu lão đầu bên cạnh. Sinh tử cảnh hậu kỳ, ngoại trừ thực lực, cảm xúc có chập trùng, một ít vấn đề đặc thù sẽ có ảnh hưởng sao? Ví dụ như, chuyện giữa nam nữ này. Tiểu lão đầu thờ ơ, chỉ là dùng một ánh mắt khó nói nên lời nhìn hắn. Ta muốn cùng ngươi nói chuyện với Dạ An Nhiên. Giới chủ có đôi mắt phượng, bờ môi mỏng, bộ dáng không tính là xinh đẹp, nhưng giờ phút này khóe miệng câu lên chút đường cong, lại có loại vận vị rất đặc biệt. Ngươi muốn giữ lại nàng, có thể. Khương Phàm rất sung sướng, không tiếp tục bàn điều kiện. Từ tình huống cự long đến xem, giống như không có ác ý đối với An Nhiên. An Nhiên lại là sinh tử cảnh, không thích hợp đi theo hắn mạo hiểm khắp nơi. Ở lại nơi này không chỉ có an toàn, còn có thể tiếp nhận cự long chỉ đạo, nhận hỗn độn nguyên lực điều trị, thật sự là lại cực kỳ thích hợp. Ngoại trừ đứng trước khả năng bị giới chủ quấy rối ra, thì không có bệnh gì khác. Thay đổi chủ ý. Giới chủ rất bất ngờ. Ta hy vọng tốt cho nàng, nhưng, ta không hy vọng ngài đả loạn chú ý của nàng. Đối với chỗ không gian này mà nói, các ngươi chỉ là ở tạm, nàng mới thật sự là người thừa kế. Nếu như muốn tính toán nàng, trước tiên hãy ngẫm lại con cự long kia. Đừng chúng ta nghĩ tùy tiện như vậy, ta sẽ cùng nàng làm giao dịch, nhưng sẽ không cưỡng cầu làm bất cứ chuyện gì. Vậy là tốt rồi, ta sẽ cùng An Nhiên bàn bạc, khuyên nàng ở lại. Tiếp đó, nói chuyện của ngươi. Giới chủ lại đi về trước hai bước. Khương Phàm tranh thủ thời gian lui lại, kéo dài khoảng cách. Ta không có gì để nói. Chờ ta chữa trị xong sẽ liền rời khỏi, lúc nào các ngươi cần thì gọi ta đến. Giới chủ lại đi về trước, khóe miệng ôm lấy đường cong, giống như cười mà không phải cười nhìn hắn. Ta muốn nói chuyện linh văn của ngươi. Phần thiên tước đó, đều đã nói qua rồi. Khương Phàm lui lại lần nữa. Ta cũng đã nói, không phải phần thiên tước. Giới chủ tiếp tục đi lên phía trước. Khương Phàm bất đắc dĩ nhìn tiểu lão đầu bên cạnh. Giới chủ nhà các ngươi sao động như thế, ngươi mặc kệ sao? Chẳng may thật xảy ra chuyện gì, ta cũng không chịu trách nhiệm đâu nhé. Có thể xảy ra chuyện gì, ngay cả nữ tử như Dạ An Nhiên ngươi đều không có chút tà niệm, ngươi không chỉ tinh thần có vấn đề, thân thể cũng có chút bệnh. Giới chủ nói xong, lại nháy mắt với tiểu lão đầu. Các ngươi muốn làm gì? Khương Phàm cảnh giác lui lại. Một già một trẻ này hôm nay giống như không đúng lắm. Tác Ngọc Đường và Bá Vương cũng chỉ là món ăn khai vị, người mới là bữa ăn chính. Giới chủ vây sau lưng Khương Phàm, ngăn hắn lại. Tiểu lão đầu đứng ở trước mặt Khương Phàm, từ trong nhẫn không gian lật ra một miếng ngọc thạch. Biết là dùng để làm gì không? Ký ức tinh thạch, các ngươi nhìn trộm ta. Tác dụng của nó là ghi chép lịch sử. Ồ, nó ghi chép lịch sử gì đặc biệt sao, có liên quan cùng quá trình phát triển Xí Thiên Giới. Đôi mắt Khương Phàm có chút ngưng tụ, đột nhiên có một loại bất an. Tiểu lão đầu tùy ý lật tới lật lui ngọc thạch, ánh mắt thâm thúy một mực tiếp cận Khương Phàm. Phía trên này ghi chép phần lịch sử vô cùng quý giá, bởi vì đưa mắt nhìn khắp Thương Huyền Đại Lục, thế lực bảo trụ đoạn lịch sử này chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thiên hạ hôm nay, biết được đoạn lịch sử kia ít càng thêm ít. Lịch sử năm nào? Nỗi bất an trong lòng Khương Phàm càng mãnh liệt. Chỉ là mặt ngoài lại đang tận lực duy trì tự nhiên và bình tĩnh. Nói gần thì không gần, nói xa cũng không xa, ngàn năm mà thôi. Lịch sử ngàn năm trước, làm sao có thể không có nhiều người nhớ kỹ được? Bởi vì bị phong ấn. Ai có năng lực lớn như vậy, có thể ảnh hưởng đến lịch sử truyền thừa. Thụ ý đế quân tám phương, 12 hoàng đạo liên thủ,
vạn ức con dân Thương Huyền tập thể im miệng không nói. Lúc ấy là xảy ra chuyện gì quan trọng đại sao? Khương Phàm ra vẻ kinh ngạc giơ lông mày lên. Ngươi nói xem. Không phải là ngươi nên nói sao? Ngươi hẳn là rõ ràng hơn. Tiền bối nói đùa gì rồi? Ta sao có thể biết được lịch sử bị phong ấn? Tiểu lão đầu lật tới lật lui miếng ngọc thạch, trong đôi mắt thâm thúy nổi lên sáng rực. Lịch sử nó bên trong ghi chép không toàn diện, nhưng đầy đủ để cho chúng ta hiểu lúc ấy đã xảy ra chuyện gì. Vì sao lại nhìn ta như vậy? Có liên quan tới ta sao? Khương Phàm đột nhiên nghĩ đến không gian ngũ hành trong động sâu, chẳng lẽ là thời điểm cưỡng ép đột phá cảnh giới, đã bại lộ linh văn chu tước. Bên trong nó ghi chép một nhân vật quan trọng, lại rất giống linh văn của ngươi. Nếu như ta không có đoán sai, linh văn của ngươi hẳn là... Tiểu lão đầu nhi, giới chủ, trăm miệng một lời. Thần tổ vạn cầm, chu tước. Chu tước, nói đùa cái gì vậy, ta chỉ là một nhân vật bé, làm sao có thể dính líu liên quan cùng chu tước được. Ngươi sợ hãi. Ta đương nhiên sợ, các ngươi kéo một cái lịch sử, cứng rắn nhét trên người của ta, không phải hại ta sao? Nếu như ta thực sự muốn hại ngươi, cũng không phải là cùng ngươi nói chuyện ở chỗ này, cũng không phải hai chúng ta cùng ngươi bàn bạc. Nếu như ta thực sự muốn hại ngươi, ngươi cũng không phải là đứng ở chỗ này, mà là nằm dạp trên mặt đất, nhét vào luyện lô. Các ngươi thật sự đã sai rồi. Khương Phàm chết cũng không thừa nhận. Giới chủ vây trước mặt Khương Phàm. Đừng có gấp phủ nhận, nơi này không có người khác, chúng ta thẳng thắn đối đãi. Ta nói thân phận của ta một chút trước, ngươi lại trò chuyện tiếp thân phận của ngươi. Ta không muốn nghe, không liên quan với ta. Nếu như không có việc gì, ta đi trước. Ngươi đến nghe. Ta bề bộn nhiều việc, quá bận rộn. Tác Ngọc Đường đều đã chết, ngươi còn có người nào muốn tai họa? Đứng lại cho ta. Giới chủ, ta thật không muốn nghe. Ngươi không nghe cũng phải nghe. Tình huống của ta, giống như, cũng là luân hồi trùng sinh mà tới. Giới chủ chủ động cởi trần câu nói đầu tiên liền hấp dẫn lấy Khương Phàm. Tình huống của ta và ngươi không giống nhau lắm. Ta thuộc về tự sát, ngươi thuộc về bị giết, ta chết từ 3.000 năm trước, ngươi chết từ 1.000 năm trước. Giới chủ nhìn Khương Phàm. Muốn tiếp tục nghe không? Khương Phàm trần chờ liên tục. Ta cũng không phải bận rộn như vậy, nghe một chút cũng không sao. Lúc đó ta là giới chủ xí thiên giới, cũng là thánh vương linh văn cổ kim hiếm thấy của xí thiên giới. Linh văn của ta là hư thiên đỉnh, có thể cùng vạn hỏa thiên hạ trung dung, dẫn vạn hỏa vào cơ thể, lấy tự thân là đỉnh, nội luyện đan dược. Ta từng lấy hư thiên đỉnh làm dẫn, cảm ngộ mồi lửa thiên hạ, nhìn trộm thánh hoàng huyền diệu. Ta từng có dã tâm rất lớn, muốn tăng lên địa vị xí thiên giới, triệt để thoát khỏi thân phận hoàng tộc, đưa thân vào hàng ngũ hoàng đạo. Nhưng xí thiên giới trung quy vẫn là thế lực luyện đan, chỉ có thể lấy danh khí, lực ảnh hưởng, tìm kiếm tên hoàng đạo, không thể dùng phương thức chiến tranh cưỡng ép cướp đoạt. Mà cách cục của 12 hoàng đạo Thương Huyền đã vững chắc, mặc dù bọn hắn nguyện ý cùng xí thiên giới gây dựng mối quan hệ tốt, nhưng lại không hy vọng xí thiên giới cùng bọn hắn bình khởi bình tọa, nhất là chủ nhân Tây Nam, Thái Cổ Thần Miếu. Ta cố gắng cả đời, đều không thể nhìn thấy hy vọng. Trước khi chết, ta đã nghĩ đến một cách đặc biệt. Trùng sinh, trở về. Ngươi làm như thế nào? Khương Phàm thật sự khá tò mò. Luân hồi ảo diệu phức tạp lại thần bí, đều cần chuẩn bị đặc biệt, làm sao nàng làm được? Lại còn là vượt ngang dòng dã 3.000 năm. Ta trùng sinh cùng thức tỉnh, dùng hai viên thiên phẩm đan dược. Viên đầu tiên, cửu kiếp luân hồi đan. Viên thứ hai, đạo nguyên đan. Nơi này có cửu kiếp luân hồi đan. Đan Hoàng chú ý lắng nghe. Công hiệu của cửu kiếp luân hồi đan chính là luân hồi trùng sinh. Sau khi dùng đan dược, cơ thể, linh hồn, ý thức, nhanh chóng tiêu tán, lấy dược hiệu đặc biệt mở ra cánh cửa luân hồi, nhưng không vào địa ngục, trực tiếp trải qua thâm không luân hồi trùng sinh trở về. Điểm kỳ diệu của không vào địa ngục chính là, kiếp trước là linh văn gì, phẩm cấp gì, trùng sinh vẫn như thế, ý thức kiếp trước sẽ nương theo trùng sinh mà khôi phục. Nhưng không vào địa ngục tương đương với quấy nhiễu luân hồi đại đạo, lúc nào cũng có thể lọt vào hủy diệt, cũng có thể là vĩnh viễn mê thất tại cửu u thâm không. Nói cách khác, viên đan dược kia là cực mệnh, người có khả năng sẽ trùng sinh trở về, có khả năng triệt để tiêu vong. Mà đạo nguyên đan là dùng trước khi thức tỉnh linh văn, kích phát tiềm lực. Sau khi dùng viên đan dược kia, toàn diện kích phát tiềm lực toàn thân một cách triệt để,
có hy vọng sinh ra cao phẩm cấp linh văn cực lớn. Mà tiềm lực càng lớn, hiệu quả càng mạnh. Nói cách khác, bản thân ngươi nên thức tỉnh thiên phẩm, nếu như sau khi dùng viên đan dược kia, sẽ có 1/10 hy vọng thức tỉnh Thánh Vương. Nếu như bản thân ngươi chính là Thánh Vương, sẽ có 1% hy vọng thức tỉnh Thánh Hoàng. Mặc dù hy vọng vô cùng nhỏ, nhưng vẫn vô cùng mê người. Giọng đan hoàng nhắc nhở trong đầu Khương Phàm. Cửu kiếp luân hồi đan cùng đạo nguyên đan xác thực đều là đan dược bát phẩm, cũng chính là thiên phẩm đan dược. Muốn luyện chế thiên phẩm đan dược, nhất định phải là luyện đan sư thiên phẩm linh văn, cùng hỏa diễm và đỉnh lô càng mạnh. Chỉ là, tuy dược liệu để luyện đan dược thiên phẩm đều cực kỳ hiếm thấy, tỷ lệ thành công càng là 1/10 đan dược thánh phẩm. Thuật luyện đan dược thiên phẩm, liền ngay cả bên trong đan hoàng cổ kinh của ta, cũng chỉ có 9 cái mà thôi. Vậy mà xí thiên giới lại có thể có 2 thuật luyện thiên phẩm đan dược, thật làm cho ta ngoài ý muốn. Khương Phàm khẽ nói trong đầu. Xí thiên giới dù sao cũng là hoàng tộc đan đạo, còn mưu toan đưa thân hoàng đạo, không có chút nội tình sao có thể đi. Giới chủ tiếp tục nói ra. Dược liệu để luyện thiên phẩm đan dược cực kỳ khó tìm, độ khó luyện chế lại càng cao hơn, càng đừng đề cập tỷ lệ thành công. Nhưng lúc đó xí thiên giới lại cất giữ một viên cửu kiếp luân hồi đan, một mực không người nào dám nếm thử. Sau khi ta dùng luân hồi đan chịu chết thì đã để lại di huấn, không tiếc cái giá gì, phải luyện chế đạo nguyên đan, đợi ta trùng sinh trở về. Sau đó, ta lang thang 3.000 năm trong thâm không, nhận hết cô độc. May mà sau khi sống lại xí thiên giới đã chuẩn bị xong đạo nguyên đan. Tuy nhiên, ta vẫn là Thánh Vương Linh Văn, không có đạt tới vấn đề kỳ vọng. Vẻ mặt giới chủ hốt hoảng, nghĩ lại những gì đã trải qua. Nàng đã từng mong muốn sau khi chết mấy trăm năm liền có thể trùng sinh, kết quả lại lưu lạc ở cửu u thâm không ròng rã 3.127 năm. Lúc ở trong thâm không vô tận, nàng không có chỉ dẫn đặc biệt, không tìm thấy con đường luân hồi, bởi vì đã quấy nhiễu luân hồi đại đạo, còn thường xuyên nhận năng lượng thần bí quấy nhiễu, vô số lần lâm vào hôn mê. Lúc bắt đầu còn có thể kiên trì, nhưng càng về sau lại càng dần dần lạc lối. Mấy chục năm, mấy trăm năm, hơn ngàn năm. Nàng tại phiêu đãng trong hư không vô tận, tại hôn mê trong bóng tối vô tận. Không có lối ra, không có cuối cùng. Tuyệt vọng, cô độc. Mỗi cái linh hồn thổi qua bên cạnh nàng đều giống như có nơi để trở về mình, chỉ có nàng lại là tấm bèo giữa đại dương mênh mông, bay tới bay lui, trôi về hủy diệt. Cho đến sau khi, nàng trong hoảng hốt nghe được một thanh âm, giống như là kêu gọi, giống như là thút thít. Nàng đã yên lặng quá lâu, không có chú ý. Lại về sau, không biết đã qua bao lâu, những câu sâu kín khẽ nói lại xuất hiện lần nữa. Một lần, lại một lần. Nàng từ trong tuyệt vọng thức tỉnh, bắt đầu truy tìm âm thanh kia. Chỉ là thâm không quá mênh mông, vô biên vô hạn, năng lượng thần bí vẫn tiếp tục quấy nhiễu, luôn nàng kéo vào vực sâu. Không biết đã tìm bao lâu, hôn mê bao nhiêu năm tháng, rốt cuộc nàng cũng lần theo thanh âm tìm được một tòa tế đàn thần bí. Di cốt một con cự long bị lợi kiếm xuyên qua, phiêu đãng khí tức luân hồi nồng đậm. 8 cự thú trấn thủ tế đàn, phóng thích ra thánh uy vô tận. Một cái đầu lâu, mũ phượng, khăn quàng vai, thiêu đốt xương cốt của mình. Đó là hình ảnh khắc sâu nhất trong trí nhớ mông lung của nàng, cũng là nơi đó đã cứu vớt nàng, cho nàng chỉ dẫn phiêu miểu. Bí mật của ta đã nói xong, ngươi thì sao? Giới chủ nhìn Khương Phàm, chờ đợi đáp án. Tiểu lão đầu đang mong đợi, cũng khẩn trương. Nếu như Khương Phàm là thức tỉnh Chu Tước Linh Văn ngoài ý muốn, bọn hắn hoàn toàn có thể cùng hắn hợp tác, thành tựu lẫn nhau. Nếu như Khương Phàm có liên quan cùng bí mật ngàn năm trước, bọn hắn thật phải cân nhắc cho thật kỹ. Dù sao bọn hắn cũng muốn trở thành hoàng đạo mới, không phải muốn đi hướng hủy diệt. Khương Phàm trầm mặc, vô ý thức muốn lắc đầu phủ nhận, có thể là do tính cách mạo hiểm, dã tâm bị sao động, lại đang trêu chọc hắn. Nhưng, thời khắc hắn trầm mặc này, ở trong mắt của bọn họ, đã tương đương với thừa nhận. Tiểu lão đầu cau chặt lông mày, trong mắt giới chủ lại thêm mấy phần tinh mang. Mặc dù ngươi đã mang Dương Vương đi, nhưng ngươi không có phụ lòng hắn, hắn cũng không có hối hận. Ta mặc kệ ngay lúc đó xí thiên giới đối đãi chuyện này như thế nào, nhưng ta rất khâm phục dũng khí của hắn, từ bỏ vinh quang dễ như trở bàn tay, đi phấn đấu mộng tưởng thuộc về mình. Vì giấc mộng mà chết, tốt hơn là cả đời không có vì mộng tưởng mà liều mạng đọ sức qua.
Cuộc đời của hắn là vì mộng tưởng mà liều mạng đọ sức, cuối cùng lại vì ta mà chết. Khương Phàm sầu não khẽ nói, lại giống như kinh lôi vang vọng trong đầu của giới chủ và tiểu lão đầu. Thừa nhận. Đây là chính miệng thừa nhận. Cho dù bọn hắn đã chuẩn bị kỹ càng, cũng có chỗ chờ mong, nhưng khi thật sự nghe được câu trả lời chắc chắn Khương Phàm, bọn hắn vẫn khiếp sợ nói không ra lời. Thật sự là hắn. Chủ nhân Thương Huyền, phần thiên thần hoàng. Hắn đã luân hồi trùng sinh rồi. Tư liệu lịch sử rõ ràng ghi chép hắn là bị thiên kiếp oanh sát. Làm sao có thể còn có thể trở về? Chẳng lẽ có liên quan cùng sự kiện, tập thể thần triều chịu chết, sau trận chiến đăng thiên kiều? Giới chủ đột nhiên nhớ tới hình ảnh nàng nhìn thấy trong cửu u thâm không, lúc ấy cảm giác đó là tế đàn tuyên cổ vĩnh tồn trong thâm không, chẳng lẽ? Nếu chúng ta đã thẳng thắn với nhau, tiếp theo liền nói chuyện hợp tác. Khương Phàm vẫn còn có chút lo lắng, dù sao vấn đề thân phận là bí mật lớn nhất của hắn, càng dính đến vô số anh linh thần triều đã bỏ ra. Đi nhầm một bước, vạn kiếp không phục. Nhưng, nếu như quả thật có thể kéo xí thiên giới lên chiến xa, hắn tương đương với có thể có vốn liếng, an thân, cùng, lập mệnh. Bất luận là bắc tiến trung vực, hay là kết minh với cửu thiên, đều có lực lượng tương ứng. Khụ khụ, tiểu lão đầu ho nhẹ vài tiếng, dùng ánh mắt ra hiệu với giới chủ, trước tiên hãy tự mình thương lượng một chút sau đó lại cùng Khương Phàm bàn bạc, thế nhưng giới chủ giống như con sói đói đã ngửi được mùi máu tươi, trực tiếp nói thẳng. Ta chịu khổ 3.000 năm tại thâm không, chính là muốn dẫn đầu xí thiên giới vấn đỉnh hoàng đạo. Chỉ cần có thể làm đờ được, cái gì ta cũng đều nguyện ý bỏ ra. Nhưng, bí mật của ngươi quá lớn, ngươi muốn báo thù toàn bộ Thương Huyền. Ngươi là muốn khiêu chiến tất cả hoàng đạo Thương Huyền. Chúng ta cùng ngươi liên hợp sẽ chỉ có hai cái kết quả. Cái đầu tiên, ngươi trọng trưởng Thương Huyền, chúng ta trở thành hoàng đạo. Nếu như ngươi vạn thế vĩnh xương, chúng ta vĩnh viễn không suy bại. Cái thứ hai, ngươi báo thù thất bại, triệt để chết đi, lại không còn hy vọng, chúng ta cũng sẽ bị chôn cùng, hài cốt không còn. Ngươi muốn điều kiện gì? Khương Phàm sâu hít một hơi, buông xuống lo lắng. Nhưng hắn quyết định không chỉ là bởi vì dã tâm của giới chủ, còn có Dạ An Nhiên cùng ngũ hành thần long. Chúng ta muốn một sự bảo hộ. Giới chủ hoàn toàn không để ý ánh mắt ra hiệu của tiểu lão đầu, ánh mắt sáng rực, cảm xúc bành trướng. Bảo hộ gì? Khương Phàm nghiêm túc nghênh tiếp ánh mắt nóng bỏng của giới chủ. Dạ An Nhiên vĩnh viễn ở lại xí thiên giới, phối hợp với ta tăng lên thực lực xí thiên giới. Nếu như tương lai ngày nào đó, ngươi quả thật thất bại. Dạ An Nhiên đầu tiên là phải làm rời khỏi thế giới xí thiên giới thật sự, cũng cam đoan an toàn, không phải mang theo xí thiên giới chôn cùng với ngươi. Khương Phàm cho ra cam đoan. Kiếp trước ta không có trả lại Dương Vương, kiếp này chắc chắn bảo đảm xí thiên giới an toàn. Tiểu lão đầu không nghĩ tới giới chủ lại qua loa như thế, nhưng nếu đã như thế này, cũng không cần thiết lại ngăn cản. Nếu muốn hợp tác, ta hy vọng hai bên có thể thẳng thắn. Đầu tiên, ngươi là làm thế nào để trở về? Bọn người thiên hậu thần triều đều đã chết, hay là cũng giống như ngươi, đều trở về rồi. Đông Nam thiên môn biến mất ở đâu, là hủy diệt, hay là bị các ngươi giấu đi rồi? Lực lượng mà các ngươi báo thù lại là cái gì? Khương Phàm nói. Chúng ta bây giờ không cần thiết vội vã nói chuyện hợp tác, đầu tiên không ngại chờ chút đã, xem trước một chút. Dù sao thân phận của ta còn không có công bố. Các ngươi bây giờ càng không cần vì ta mà mạo hiểm. Chờ ngày nào đó ta thật sự cần các ngươi, chúng ta lại nói chuyện kỹ càng, như thế nào? Bí mật khác, ta có thể không hỏi. Nhưng thiên hậu đâu, tu la đâu? Tiểu lão đầu nhìn chằm chằm Khương Phàm. Kiếp trước Khương Phàm có thể nhanh chóng quật khởi Thương Huyền, có hai người không thể bỏ qua công lao, một là thiên hậu, một là tu la. Bọn hắn được xem như là phụ tá đắc lực của Khương Phàm. Càng là trụ cột dơ cao nâng vạn thế thần triều lên. Thiên hậu kinh thái tuyệt diễm, ngự thiên vô địch. Tu la thần võ ngút trời, bế nghễ quần hùng. Bọn hắn song song đột phá hàng rào thánh hoàng, biến đổi linh văn, vấn đỉnh cảnh giới thần linh. Danh uy cường đại của bọn hắn tại vạn thế thần triều thậm chí Thương Huyền, đã đuổi sát phần thiên thần hoàng. Nếu như kiếp này không có hai cường nhân giống như đại nghịch thiên kia, bọn họ rất khó tin tưởng Khương Phàm có thể quật khởi lần nữa. Nếu như hai vị kia đều có thể trở về, hy vọng báo thù của Khương Phàm cũng sẽ gia tăng thật lớn. Khương Phàm hơi chần chờ, vẫn nói thẳng. Thiên hậu đã trở về, Tu La đang ở Côn Lôn chờ ta.
Tiểu lão đầu hít một vào một hơi lạnh, trở về rồi. Bọn họ đều trở về. Đây quả thật là muốn báo thù. Thương Huyền Đại Lục tái hiện lịch sử phủ bụi. Không đúng, một khi thân phận Khương Phàm bị bại lộ, chắc chắn nhấc lên sóng to gió lớn, đoạn lịch sử hoàn toàn mới này nhất định càng bao la hơn, càng rộng rãi, thậm chí càng bi tráng hơn so với ngàn năm trước. À, hắn từng nghĩ về đoạn lịch sử kia, không nghĩ tới thậm chí lại có may mắn có thể đi đến lịch sử. Nhưng, Xí Thiên Giới thật muốn dung nhập trận lịch sử sắp lao nhanh này sao? Mặc dù vinh quang thắng lợi nhất định rất lóa mắt, nhưng nếu như thất bại, chờ đợi Xí Thiên Giới lại là cái gì? Hắn lặng lẽ nhìn giới chủ. Đáy mắt giới chủ lại mang đầy tinh mang cùng cái phần cuồng nhiệt đang kiềm chế kia để hắn chau mày, lòng tràn đầy lo lắng. Nếu đều đã thẳng thắn, ngươi có thể yên tâm ở lại Xí Thiên Giới vượt qua sinh tử cảnh, có gì cần, trực tiếp tới tìm ta. Giới chủ nhếch miệng bôi lên một nụ cười quái dị. Ở trước mặt người ngoài, ta là giới chủ, ngươi là trưởng lão, giữ vững tôn trọng. Lúc không có người, vẫn nên thân cận chút, ta hơn ngươi 2000 tuổi, ngươi gọi ta nãi nãi, ta gọi ngươi tôn nhi. Mặt Khương Phàm đen lại. Ta còn có việc phải xử lý, không ở lại lâu. Ta có thể an bài người thay ngươi xử lý, tin tưởng ta, lực lượng của Xí Thiên Giới so với ngươi tưởng tượng còn mạnh hơn. Chuyện này chỉ có thể chính ta làm. Chuyện gì mà phải để ngươi tự mình đi? Tiến vào trung vực, tiếp Cửu Tiêu Thiên. Ngươi muốn đi Cửu Thiên Thần Giáo. Giới chủ cùng tiểu lão đầu kinh ngạc nhìn hắn. Cửu Thiên Thần Giáo tiếp cận ta, lão tổ tông bọn hắn mời ta đến Cửu Tiêu Thiên đàm phán. Mặc dù ta đoán không ra thái độ của hắn, nhưng nếu như thành công, ta sẽ triệt để thay đổi tình cảnh của ta. Ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần? Nụ cười trên mặt giới chủ đã biến mất, Cửu Thiên Thần Giáo là thiên tôn hoàng đạo ở trung vực, địa vị tôn quý, thực lực khủng bố, lực ảnh hưởng càng bao phủ các ngõ ngách đại địa trung vực. Không có nắm chắc, chỉ có thể tranh thủ. Khương Phàm ngược lại rất thoải mái. Nếu như không đi, hẳn phải chết không nghi ngờ, nếu đi thì còn có thể có hy vọng, cho nên không có gì phải lo lắng, đi lên phía trước là được. Trung vực nguy hiểm, người đã là sinh tử cảnh, càng không thể đi. Ta trì hoãn không nổi. Khương Phàm lắc đầu, nói. Nếu không có việc gì, ta đi xem Tác Ngọc Đường một chút. Linh văn của hắn là ngũ sắc thánh hỏa, không thể lãng phí. Nhưng, sau khi bọn hắn rời khỏi Xí Thiên Điện, trong góc đại điện, ở giữa sàn nhà mờ tối, một con côn trùng giao hòa cùng không gian nhẹ nhàng run run cánh, bay ra khỏi Xí Thiên Điện. Sau đó không lâu, chỗ cửa ra vào của Xí Thiên Giới. Hung Linh Hầu cố ý kéo dài không hề rời khỏi, tiếp nhận tiểu côn trùng, nắm ở trong tay, rời khỏi Xí Thiên Giới. Chém đầu Tác Ngọc Đường răn chúng, truyền bày ra nội bộ Xí Thiên Giới, Hạo Thiên Thánh Quốc, Bá Vương Chiến Quốc. Lý do chém đầu, mưu hại Triệu Thế Hùng của Hung Linh Hầu Phủ, trưởng lão tam đẳng của Xí Thiên Giới, Khương Phàm, Ngộ Thương Giới Chủ. Các trưởng lão Tác Ngọc Đường mang tới từ Thánh Địa, xử tử toàn bộ. Từng tin tức được công bố dẫn phát oanh động to lớn, toàn bộ Hạo Thiên Thánh Quốc cùng Bá Vương Chiến Quốc sôi trào. Người người đều biết giữa Khương Phàm cùng Tác Ngọc Đường có ân oán, cũng có người suy đoán giữa hai người sẽ có cạnh tranh. Thế nhưng ai cũng không nghĩ tới, trò hay còn chưa bắt đầu, vậy mà liền đạt được kết quả thảm liệt như vậy. Nội bộ Xí Thiên Giới rất phong bế, bọn hắn không biết tình huống cụ thể, nhưng những câu ngắn gọn, cùng xử trí tàn khốc. Làm cho tất cả mọi người đều hiểu trình độ nghiêm trọng của chuyện này. Nhưng, Tác Ngọc Đường cứ thế mà chết đi sao? Hắn dù sao cũng đã từng là tôn chủ Nam Bộ, là nhân vật tầng cao nhất được người người kính quý. Tưởng tượng 3 năm trước đây, Xí Thiên Giới còn vì tranh đoạt hắn mà đối đầu trực diện với Thánh Địa Trung ương. 3 năm ngắn ngủi, vậy mà rơi vào kết quả như vậy. Mọi người thổn thức, đồng thời cũng nhao nhao đoán được đã xảy ra chuyện gì. Vậy mà lại có thể để cho giới chủ công nhiên xử trí, mà không phải bí mật trừng trị. Nhất là còn truyền bày ra các phương, càng là nhục nhã chưa bao giờ qua. Nhưng cùng với khiếp sợ, bọn họ cũng đều đã thật sâu ý thức được, địa vị Khương Phàm đã được đến vững chắc. Người của Vạn Đạo Thần Giáo, Huyền Nguyệt Hoàng Triều, Cổ Hoa Hoàng Thành bí mật ở lại nơi này là kinh hãi nhất. Trước đó giới chủ Xí Thiên Giới vì để bảo trụ Khương Phàm, đã không tiếc tạm giam Điêu Lãnh Phong. Đuổi Huyền Nguyệt và Cổ Hoa đi, bây giờ lại càng là chém đầu Tác Ngọc Đường, bọn hắn không tưởng tượng nổi Khương Phàm đã cùng giới chủ làm giao dịch gì, nhưng có thể khẳng định, Khương Phàm đã rất được giới chủ coi trọng.
cấm khu trung ương tại xí thiên giới. Tác Ngọc Đường đã bị xử lý, ta chuẩn bị rời khỏi. Khương Phàm và Dạ An Nhiên dạo bước trong cánh rừng tươi mát, hưởng thụ nhẹ nhõm khó có được. Khi nào thì đi? Dạ An Nhiên an tĩnh đi tới, má ngọc xinh đẹp, tinh khiết trắng nõn, dáng người yêu nhã lượn lờ mềm mại, phảng phất cùng cánh rừng xung quanh dung hợp hoàn mỹ, cho người ta một cảm giác tốt đẹp, cảnh đẹp ý vui. Chờ sau đi Thanh Đồng tiểu tháp an tĩnh, cũng nhanh. Đến lúc đó Dương Biện, Lý Dần, Khương Bân, đều sẽ mạnh lên, còn có Tặc Điểu cũng đã muốn xuất quan, hỗn độn nguyên hỏa bên trong trứng ngọc cũng sẽ thức tỉnh, có bọn hắn bồi tiếp ta, muội không cần lo lắng. Khương Phàm đi ra cánh rừng, đến bên hồ, kéo tay Dạ An Nhiên. Muội đã là sinh tử cảnh, thực lực không ổn, bồi tiếp ta quá mạo hiểm, vẫn là ở lại nơi này đi. Ta tin tưởng bọn họ, nhưng ta không tin huynh. Dạ An Nhiên lo lắng chính là tính cách của Khương Phàm. Lần này đi trung vực khẳng định sẽ nguy hiểm trùng điệp, đứng mũi chịu sào chính là nhân gian ngục, Khương Phàm cần được bảo vệ, càng cần phải có người thương lượng. Khương Phàm cười nói. Trước đó không phải ta đều là đi một mình sao? Trước đó là trước đó, huynh bây giờ đã là sinh tử cảnh, cảm xúc rất dễ dàng chịu ảnh hưởng. Nếu như tại thời khắc mấu chốt lại xúc động, lúc nào cũng có thể sẽ lâm vào nguy hiểm. Dạ An Nhiên rất muốn ở lại chỗ này, nhưng cũng thật sự lo lắng cho Khương Phàm. Trước có nhân gian ngục, tùy thời mở miệng to ra, sau có hoàng tộc các phương, nhìn chằm chằm không dứt. Mà trung vực minh mông lại càng có các loại tai họa ngầm, mà kiếp trước của Khương Phàm để lại, những tai họa ngầm kia có chút thì có khả năng trở thành bằng hữu, có chút thì có khả năng trở thành kẻ địch. Con đường tiến về Cửu Thiên Thần Giáo này nhất định là một trận hành trình gian khổ tràn ngập khó khăn chắc trở. Không nghiêm trọng như vậy, tin tưởng ta, con đường này với ta mà nói chính là một trận lịch luyện thực lực, càng lịch luyện tâm trí, ta có thể tự mình đi, cũng hẳn là nên tự mình đi. Khương Phàm mỉm cười nhìn Dạ An Nhiên. Nắm chặt tay của nàng. Ở lại đi, xí thiên giới đã biết thân phận của ta, cũng nguyện ý hợp tác. Nhưng giữa chúng ta có thể hợp tác tới trình độ nào, hoàn toàn là bởi quyết định bởi muội. Bọn hắn biết tất cả mọi chuyện rồi. Xí thiên giới có giữ lại đoạn lịch sử kia, bọn hắn nên biết đều đã biết. Vị giới chủ này cũng là một người có dã tâm, mục tiêu của nàng là dẫn đầu xí thiên giới trở thành hoàng đạo thương huyền. Muội ở lại nơi này. Không chỉ phải nhanh trưởng thành một chút, cũng phải quan sát vị giới chủ này, tận lực tranh thủ để hợp tác tốt hơn. Nếu như có thể được xí thiên giới chân thành duy trì, lực lượng ta cùng Cửu Thiên Thần Giáo đàm phán, cũng sẽ lớn hơn. Dạ An Nhiên do dự mãi, sau đó mới chậm rãi gật đầu. Ta có thể ở lại, nhưng huynh ít nhất phải ở chỗ này chờ 3 tháng. Vì sao? Chờ sau 3 tháng, Lý Dần cùng Dương Biện hẳn là có thể thức tỉnh, đến lúc đó các ngươi lại đi. Nhưng thật ra Dạ An Nhiên đang đợi Kiều Hinh cùng Hướng Vãn Tình, bây giờ trong Thanh Đồng tiểu tháp tràn ngập lực lượng hỗn độn, cũng có năng lượng phi phàm mà thần binh thức tỉnh thả ra. Vô cùng có khả năng ảnh hưởng đến Kiều Hinh cùng Hướng Vãn Tình để bọn họ nhanh chóng thức tỉnh. Sau 3 tháng, coi như các nàng vẫn chưa tỉnh lại, cũng không xê xích gì nhiều. Nàng cũng yên lòng. Cũng tốt, vậy thì 3 tháng. Muội vừa vặn thừa dịp trong khoảng thời gian này giúp ta diễn biến Sơn Hà Đại Táng. Mặc dù Khương Phàm không thể không rời khỏi, nhưng cũng không có gấp gáp như vậy. Dù sao bản thân cũng là ở sinh tử cảnh, nhất định phải coi trọng, không thể khinh thường. Dạ An Nhiên nhìn Khương Phàm, hơi do dự, má ngọc có chút đỏ ửng. Huynh chờ ta một hồi trước đã. Muội từ từ chuẩn bị, không nôn nóng, cưỡng ép vận dụng năng lượng ở sinh tử cảnh là rất nguy hiểm. Khương Phàm không có chú ý tới Dạ An Nhiên có vấn đề, đi đến trong rừng rậm. Hít sâu mấy hơi, bắt đầu điều chỉnh trạng thái. Dạ An Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu, lượn lờ đi tới trong rừng cây. Người đó, Đan Hoàng than nhẹ, chủ động tách liên hệ ra khỏi linh hồn Khương Phàm, triệt để yên lặng. Sư phụ, thế nào? Khương Phàm kỳ quái, bất thình lình than thở cái gì, lại chê ta không có luyện đan sao? Đan Hoàng biến mất, không có trả lời. Khương Phàm kêu vài tiếng, nhún nhún vai. Lại không để ý nữa, ý thức dần dần bình tĩnh, yên lặng cảm ngộ Sơn Hà, tìm kiếm đại táng ảo diệu. Nơi này mặc dù là xí thiên giới, là thế giới độc lập ngăn cách an toàn với bên ngoài, nhưng vẫn có thể cùng đại địa mẫu khí nơi này sinh ra cảm ứng. Mặc dù không có chân thực lại mênh mông như bên ngoài,
nhưng chỉ là nghiên cứu mà thôi, đầy đủ. Theo Khương Phàm ý thức trầm luân, cảnh tượng xung quanh dần dần mông lung, núi cao, cánh rừng đều biến thành năng lượng tinh khiết, phiêu đãng trong thế giới ý thức. Nhưng, thời điểm Khương Phàm đang bắt đầu cảm ngộ, năng lượng trong ý thức đột nhiên cuồn cuộn, giống như nhận lấy một loại dẫn dắt mãnh liệt nào đó. Khương Phàm thức tỉnh, kinh ngạc mở mắt ra. Trong lúc bất chi bất giác, xung quanh vậy mà lại phiêu đãng mê vụ mỏng manh, bao phủ sơn lâm tươi mát. Núi cao ù ù, cưỡng ép biến đổi, cây rừng sinh trưởng tốt, che đậy bầu trời. Phạm vi mấy ngàn mét giống như đang cưỡng ép, phong bế. Khương Phàm đứng dậy, vừa muốn cảnh giác, trong sương mù phía trước từ từ đi tới một thân ảnh uyển chuyển. Nàng uyển chuyển gót sen, dáng người thướt tha, trong sương mù giống như mộng ảo này, trong rừng rậm tươi mát này như một tinh linh dịu dàng, phong thái hiểu điệu, mỹ lệ vô hạ. Nàng lượn lờ mềm mại mà đến, xuyên qua cây rừng xanh biếc, đi qua bụi hoa ngào ngạt ngát hương, những nơi đi qua, sinh cơ lượn lờ, thải điệp bay múa, để cho toàn bộ tầm mắt người ta cũng vì đó sáng ngời lên. Khương Phàm có chút há mồm, trực tiếp nhìn đến ngây người. Dạ An Nhiên. Nàng rút đi áo bào rộng rãi, thay đổi váy dài đơn bạc, thân thể dịu dàng linh lung chập trùng lại mềm mại hoàn mỹ hiện ra ở trước mắt. Đường cong uyển chuyển, lóe ra da thịt sáng bóng, làm cho người ta nhớ mãi không quên. Lông mi thật dài, hai con người sáng ngời tựa như hải dương thâm thúy. Nhan sắc mỹ lệ bởi vì gương mặt lại thẹn thùng đỏ ửng, nhiều hơn mấy phần mềm mại đáng yêu mê người. Khương Phàm nhìn một chút, cảm giác toàn thân nổi lên từng cơn sóng nhiệt, giống như hồng thủy mất khống chế đang lan tràn cuộn trào mãnh liệt. Lúc trước hắn chỉ là thưởng thức Dạ An Nhiên mỹ hảo, không dám mạo phạm, không dám lỗ mãng. Bởi vì An Nhiên tựa như là tinh linh thuần khiết, chỉ có thể nhìn từ xa, chỉ có thể thưởng thức. Nhưng bây giờ, hắn say mê. Thật giống như hết thảy mỹ hảo trên thế gian đang đi về phía hắn, nhịn không được liền muốn ôm bọn chúng, chiếm hữu bọn chúng. Dạ An Nhiên đi đến bên cạnh Khương Phàm, thẹn thùng vô hạn, nhan sắc động lòng người, dáng người uyển chuyển, da thịt phát sáng, còn có khí chất thánh khiết kia đều để người ta hoa mắt thần mê. Nếu như đến cả cái này mà Khương Phàm vẫn không rõ, vậy thì thật là sống uổng phí hai đời. Thế nhưng, phần này mỹ hảo tới quá đột nhiên để chân tay hắn lại có chút luống cuống. Dạ An Nhiên mím chặt môi đỏ, muốn nói nhưng vẫn còn e ngại, mặc dù nàng đã cố lấy hết dũng khí, mà dù sao vẫn là một nữ hài tử, chưa bao giờ trải qua loại chuyện này, cũng đứng ở nơi đó luống cuống chân tay. Bầu không khí mỹ hảo, vậy mà lâm vào xấu hổ nhẹ nhàng. Tuy nhiên xúc động mãnh liệt, kích thích nguyên thủy, rất nhanh đã đốt Khương Phàm một chút. Khương Phàm cố gắng khắc chế cảm giác sao động muốn sống nuốt nàng kia, tận lực dịu dàng ôm nữ tử trước mặt. Ôn nhuận ôm vào lòng. Cảm giác kỳ diệu thấm vào lẫn nhau. Sau đó, trận chiến đầu tiên sau khi trùng sinh, cứ như vậy mà khai hỏa. Tại tiểu thế giới ngũ hành mông lung này, tại tiểu không gian hỗn độn gần như tại khai thiên tích địa này, bọn hắn quên hết tất cả chiến đấu đánh oanh oanh liệt liệt, kích tình bành trướng. Dạ An Nhiên quá mê người. Khương Phàm lại có loại cảm giác ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Dạ An Nhiên thanh xuân u mê, mới nếm thử trái cấm, cũng có chút say mê trong đó. Nhưng, sau khi bị Khương Phàm kéo lấy giày vò 8-9 ngày, nàng bắt đầu chống đỡ không được. Người đâu, không sai biệt lắm, làm sao còn không dứt. Giới chủ mang theo cây gậy, đứng phía trước mê vụ cuồn cuộn, dùng sức gõ đại thụ ở bên cạnh. Chúng ta đang tu luyện. Chỉ sau chốc lát, Khương Phàm lúng túng đi tới, cố gắng ổn định lại. Ta là để cho ngươi nhiều mấy người nữa, không có để cho ngươi hành hạ như thế. Chúng ta thật sự là đang tu luyện. Chút chuyện giữa nam nữ điểm ấy, có cái gì tốt mà che đậy? Khai thác biện pháp sao? Sinh tử cảnh không nên sinh con. Đều đã 9 ngày rồi, tha nàng, ngươi cũng nghỉ ngơi một chút. Bó chặt quần, đi theo ta. Làm gì? Khương Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, mang theo ký ức trùng sinh chính là không giống như thế. Thanh đồng tiểu tháp của ngươi đã an tĩnh. Ồ, Khương Phàm chỉ lo trà đạp Dạ An Nhiên, đều quên mất chuyện thanh đồng tiểu tháp. Thanh đồng tiểu tháp an tĩnh, mang ý nghĩa hỗn độn nguyên hỏa bên trong trứng ngọc đã thức tỉnh. Giờ khắc này hắn đã chờ mong quá lâu. Chờ ta một chút. Dạ An Nhiên tản ra mê vụ, cũng từ bên trong đi tới. Dù nàng đã cố gắng giữ vững bình tĩnh,
nhưng vẫn có thể nhìn ra có chút không giống như bình thường. Má Ngọc ửng đỏ, ánh mắt phiêu hốt, vẻ mặt có chút mất tự nhiên. Trước kia tươi mát tịnh lệ, tự nhiên thuần mỹ, luôn luôn cho người ta một cảm giác thanh cao lạnh nhạt rất khó đến gần, tựa như là cô nương trong tranh. Bây giờ lại có tư thái tiểu nữ nhi thẹn thùng, giống như từ trong tranh đi ra. Càng thật hơn, càng mê người hơn. Khương Phàm nhìn ra nàng cố gắng giấu đi thẹn thùng, trong lòng nhìn không được mà rung động, hỏa khí suýt chút nữa lại bị đốt lên. Dạ An Nhiên thẹn thùng nguyết hắn một cái, không nên hành hạ người ta như thế. Giới chủ mang theo bọn hắn đi lên phía trước, thuận miệng nói. Cho các ngươi một đề nghị, thời điểm bắt đầu lại, làm phong ấn đơn giản là được, đừng làm ngũ hành lĩnh vực, rất dễ gây chú ý. Giới chủ, khẩu hạ lưu tình đi. Còn không biết xấu hổ mà nói ta, các ngươi không biết mình náo ra động tĩnh bao lớn sao. Ngũ hành lĩnh vực xác thực rất phong bế, chúng ta từ bên ngoài cái gì đều không nhìn thấy, nhưng nó là tương thông cùng ý thức của An Nhiên. Thời điểm các ngươi an tĩnh, mê vụ an tĩnh, thời điểm các ngươi sao động, mê vụ nhấc lên, thời điểm các ngươi cao vút, mê vụ oanh oanh liệt liệt. Thời điểm An Nhiên thét lên, mê vụ đều có thể đội lên bầu trời. Nếu như không phải ta nhắc nhở lão gia hỏa ở bên ngoài làm cái phong ấn, phong bế nơi này, toàn xí thiên giới đều muốn đến thưởng thức tiết tấu của các ngươi. Khương Phàm ngây người, bị nói đến đỏ mặt. Dạ An Nhiên lại cực kỳ xấu hổ, suýt chút nữa tìm một cái lỗ để chui vào. Không gian giới tâm đã khôi phục bình tĩnh thường ngày. Hào quang năm màu từ năm trong vòng xoáy nở rộ, xen lẫn thành quang ảnh lộng lẫy thần bí. Cự long vắt ngang, khổng lồ vô biên. Mang đến áp bách để cho người ta hít thở không thông, phảng phất thần linh quan sát dân chúng. Thanh đồng tiểu tháp lơ lửng ở trên không, tỏa ra ánh sáng mãnh liệt, nhưng đã không còn hấp thu hỗn độn nguyên lực của cự long nữa. Thay ta nói lời cảm tạ với cự long. Khương Phàm khẽ nói với An Nhiên, ý thức một lần nữa khống chế lại thanh đồng tiểu tháp, từ trên cao dẫn trở về, biến lớn chừng bàn tay. Trong không gian tầng đầu tiên tỏa ra ánh sáng lung linh, trứng ngọc đã phá vỡ. Chỉ còn lại vỏ trứng đã vỡ vụn, tỏa ra ánh sáng chói lọi. Một tiểu nữ hài nhi kiều nộn đẹp đẽ đang bày biện ra cái đuôi dài nhỏ du tẩu bốn chỗ, đôi mắt ngập nước to tò mò nhìn hoàn cảnh xung quanh. Da thịt của nó trắng trắng nộn nộn, giống như mỹ ngọc thượng giai, bạch lân trắng muốt che kín cái đuôi, cũng hiện ra ánh sáng màu bạc cự đẹp mắt. Nó giống như là hàng mỹ nghệ được tạo hình tỉ mỉ, để cho người ta mê muội. Khương Phàm ngưng tụ ý thức thành hình người. Giáng lâm đến tầng đầu tiên. Tiểu nữ hài nhi không có chạy trốn, không có cảnh giác, mà là nghiêng đầu, tò mò nhìn, quái vật, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình. Từ đầu đến chân, từ chân đến đầu, khuôn mặt nhỏ tràn đầy kinh ngạc, giống như đang nghĩ, nó thật lớn, phía dưới làm sao lại chia ra, không giống với ta nha. Ngươi tốt rồi, ngươi tên là gì? Khương Phàm chú ý đến ánh mắt tiểu hài nhi, tinh khiết sáng tỏ, không có bất kỳ tà ý gì. Thật giống như một tấm giấy trắng, mà khí tức vô cùng bình ổn, không có phát giác được nguy hiểm. Tiểu hài nhi há mồm, lộ ra răng trắng non mịn, thử thăm dò khép mở mấy lần, học Khương Phàm phát ra âm thanh. Ngươi tốt rồi, ngươi tên, là gì? Ngươi cái gì đều không nhớ rõ. Ngươi, cái gì, đều không nhớ rõ. Tiểu hài nhi giống như rất ngạc nhiên đối với giọng của mình, cứ lặp lại mấy lần, sau đó bày biện cái đuôi nhỏ, hưng phấn mà nhìn Khương Phàm. Còn giống như muốn nghe chút âm thanh khác. Khương Phàm cười, cũng buông xuống cảnh giác. Mặc kệ nó là sinh ra như thế nào, chí ít bây giờ xem ra cũng không có nguy hại. Tiểu nữ hài nhi học được mấy lần, muốn đụng vào Khương Phàm, kết quả vèo cái đã lướt đi qua. Ta chỉ là bóng dáng. Khương Phàm cười nói, càng nhìn càng đáng yêu, nhịn không được liền muốn đưa ra ngoài, chia sẻ cùng Dạ An Nhiên tiểu khả ái này. Có phải ngươi sau khi cùng Dạ An Nhiên kết hợp đã muốn hài tử rồi hay không? Giọng đan hoàng vang lên trong đầu Khương Phàm. Sư phụ! Khương Phàm méo mặt. Ngươi coi nó là hài tử sao? Tính cảnh giác trước đây của ngươi đâu? Giọng đan hoàng nghiêm túc hiếm thấy. Nó có cái gì không bình thường sao? Nó nguyên lực hỗn độn trọn vẹn hấp thu 16 ngày, có khả năng bình thường sao? Đừng nói là một quả trứng, liền xem như bán thánh đều có thể no bạo. Khương Phàm khẽ nhíu mày, cẩn thận quan sát tiểu nữ hài nhi. Tiểu nữ hài nhi cảm giác chơi rất vui, cũng học Khương Phàm nhíu mày làm ra vẻ mặt nghiêm túc, cùng hắn mắt chừng mắt lớn nhỏ.
ngươi lại đến tầng thứ ba nhìn xem. Đan Hoàng nhắc nhở Khương Phàm. Ý thức Khương Phàm rời khỏi tầng đầu tiên, lên tới tầng thứ ba. Không gian trăm dặm mênh mông bị năng lượng cùng ánh sáng nồng đậm bao phủ, uy thế cường thịnh chấn động không gian, tiếp tục oanh minh, đinh tai nhức óc. Hơn 80 ngọn núi cao đều đang lay động giống như lúc nào cũng có thể sụp đổ. Lý Dần, Dương Biện, đều đang cùng vũ khí dung hợp, trường thương của Khương Bân bị kích thích cũng bắt đầu dung hợp chiều sâu. Chỉ là phương thức dung hợp, nhìn vô cùng thảm liệt. Bọn hắn vậy mà đang bị vô tình xé rách, sau đó nhanh chóng đoàn tụ, sau khi đoàn tụ lại lần nữa xé rách, cứ lặp lại như thế. Từng tiếng kêu đau đớn thảm thiết, xen lẫn trong oanh minh kịch liệt vang vọng tại không gian nơi đây. Du cảnh chiến, Niệm An đứng trong góc tầng thứ ba, khiếp sợ nhìn không trung, sắc mặt tái nhợt. Phương thức dung hợp này, người quen thuộc không? Giọng Đan Hoàng vang lên, so với trước đó lại càng nghiêm túc hơn. Khương Phàm cau mày, nghĩ đến Bát Hoang chiến trụ. Bọn chúng cùng Bát Hoang chiến trụ là một cấp bậc. Bọn chúng đều là mạnh hơn bảo khí, thánh khí hỗn thiên linh bảo. Là thuật luyện binh của nhân tộc, thành tựu chí cao của thuật luyện binh. Người có thể hiểu thành, nhân tộc sáng tạo sinh mạng thể hoàn toàn mới. Không giống với loại sinh mệnh tồn tại khác của nhân tộc, yêu tộc, ma tộc, linh tộc, thậm chí là quỷ tộc. Đan Hoàng xuyên thấu qua ý thức Khương Phàm, chú ý đến ba tôn chiến binh, trầm giọng nói. Tình huống của hỗn thiên linh bảo vô cùng phức tạp, nhưng có một điểm chung, chính là phương thức dung hợp mà ngươi thấy. Bọn chúng có thể hòa tan thành thể lỏng, cùng ký chủ triệt để dung hợp. Bọn chúng chính là ký chủ chính là bọn chúng, cùng nhau tồn tại. Dung hợp, ký chủ. Hỗn thiên linh bảo mới bắt đầu sinh ra đều không có ý thức của bản thân, sau khi dung hợp, nó sẽ cung cấp lực lượng cho ký chủ thì cần phải tế hiến lực lượng linh hồn cho bọn chúng. Chờ ký chủ chết, linh hồn sẽ ở bên trong, diễn biến linh hồn thành chất dinh dưỡng. Sau đó, nó sẽ chờ đợi vị ký chủ kế tiếp, cho đến ngày nào đó, nó diễn biến ra ý thức độc lập hoàn toàn thuộc về mình. Hỗn thiên linh bảo. Khương Phàm mặc niệm lấy tên xa lạ. Trong trí nhớ kiếp trước của hắn hoàn toàn không có thay đổi như thế này, đều là thánh khí, thần khí. Hỗn thiên linh bảo đại biểu cho thành tựu chí cao của luyện binh sư nhân tộc, cả đời có thể luyện ra một cái, chết cũng nhắm mắt. Nhưng, luyện binh sư có thể luyện ra hỗn thiên linh bảo, nhất định phải là binh hoàng. Nhân vật cổ kim hiếm thấy như vậy, cũng tạo thành hỗn thiên linh bảo cực kỳ quý giá, coi như tại thời đại chúng ta kia, cũng tìm không ra mấy người. Ngài nghĩ tới điều gì? Khương Phàm càng nhăn chặt mày, nhìn chằm chằm năng lượng kịch liệt cuồn cuộn. Quang ảnh hoa mỹ tiếp tục nở rộ, xen lẫn thành cảnh tượng phức tạp. Một cái giống như là u minh địa ngục, một cái giống như là thương khung minh mông, một cái thì giống như là đại lục chìm nổi. Chúng ta đoán sai. 10 phần sai. Đan Hoàng nghiêm túc. Nếu như hỗn thiên linh bảo từng đi theo một ký chủ liền sẽ có ý thức yếu ớt của bản thân, tại thời điểm lựa chọn ký chủ lần nữa, cũng vô cùng bắt bẻ. Trước tiên phải xem máu, sau đó lại phẩm hồn, còn có nhìn trộm ý thức. Nếu như không thích hợp, nó sẽ phong bế bản thân, tuyệt đối không dung hợp. Chỉ có hỗn thiên linh bảo chưa từng có ký chủ, mới có thể không soi mói, không tuyển chọn, tùy tiện liền có thể đạt được bọn nó ký chủ dung hợp toàn diện. Đầu tiên là Khương Bân, sau đó lại là Lý Dần và Dương Biệt, không phải ta nói bọn hắn không ưu tú, mà là bọn hắn dung hợp quá nhanh quá trực tiếp. Chuyện này có nghĩa là ba hỗn thiên linh bảo này, còn có khác hai cái kia, năm kiện hỗn thiên linh bảo toàn bộ đều là hoàn toàn mới, chưa từng có xuất hiện qua ở bên ngoài. Không phải chúng ta đã từng đoán qua, bọn chúng đều là bị luyện binh lô kia rèn đúc sao? Là đã đoán, nhưng ta không nghĩ tới bọn chúng lại là hỗn thiên linh bảo. Đan Hoàng rung động vượt xa Khương Phàm, bởi vì Khương Phàm không hiểu rõ ý nghĩa của hỗn thiên linh bảo, còn hắn thì lại rõ ràng nhất. Bởi vì yêu đồng chính là hỗn thiên linh bảo mà hắn tâm huyết suốt đời tạo ra. Lấy thành tựu ngay lúc đó của hắn, ngay cả mệnh đều dựng vào. Thế nhưng, nơi này lại có 5 cái. Ai có thể làm được? Hắn không tin một người lại có thể làm được đến trình độ này. Thế nhưng, 5 binh hoàng. Có thể thông qua thuật luyện binh đạt tới vấn đề hoàng cấp, hơn mấy ngàn vạn năm đều xuất hiện không được một người. Làm sao lại có 5 cái? Càng làm cho Đan Hoàng cảnh giác chính là, 5 cái hỗn thiên linh bảo hoàn toàn mới, cũng chỉ là bảo vệ một quả trứng ngọc. Đan Hoàng nói,
Ta hoài nghi nữ hài nhi bên trong trứng ngọc cũng là một cái hỗn thiên linh bảo. Ý thức Khương Phàm từ tầng 3 trở lại tầng đầu tiên. Nàng xem như vũ khí, hay là đan dược. Ta có khuynh hướng suy nghĩ về đan dược. Đan dược luyện thành hỗn thiên linh bảo, so với binh khí còn phức tạp hơn, vị luyện đan sư kia nhất định là ở cấp độ của ta, thậm chí cong cao hơn. Còn mạnh hơn so với ngài. Khương Phàm chấn kinh. Luyện đan sư đều rất kiêu ngạo, nhất là loại cấp độ như sư phụ, trong tiềm thức liền sẽ cho rằng mình là thiên hạ đệ nhất, không ai bằng. Nếu như có thể để hắn trực tiếp thừa nhận mạnh hơn mình, chỉ có thể nói rõ đối phương xác thực mạnh đến trình độ khó có thể tin nổi. Đan Hoàng nói, như ta vừa mới nói, thời điểm hỗn thiên linh bảo sinh ra không có ý thức. Khương Phàm nhìn tiểu nữ hài nhi lanh lợi đơn thuần trước mặt. Vậy nàng có ý thức, nàng có ý thức hoàn toàn độc lập của riêng mình. Làm sao làm được? Trừ phi là, vị kia luyện đan sư luyện mình vào. Giọng Đan Hoàng vô cùng trầm thấp. Khương Phàm nghe được thì ra đầu tê dại một hồi. Trước tiên đừng gấp, có thể làm cho bọn hắn điên cuồng như vậy, viên đan dược kia tuyệt đối không chỉ đơn giản là hỗn độn nguyên hỏa. Lúc ấy ta suy đoán bọn chúng là đang phục hồi hỗn độn nguyên hỏa, nảy sinh dã tâm, càng có nhiều hỏa diễm dung hợp tiến vào. Bây giờ càng khẳng định suy đoán này, bọn hắn không chỉ có thêm rất nhiều hỏa diễm, rất có thể còn thêm thần hỏa khác. Đan Hoàng nhìn tiểu xà, thực sự khó có thể tưởng tượng nổi. Đây rốt cuộc nên tính là dạng tồn tại gì, dạng sinh mạng thể gì. Bọn họ muốn làm gì? Khương Phàm cũng cảm nhận được cảnh giác, Binh Hoàng, Đan Hoàng. Nếu bọn họ có thể luyện chế trí bảo như vậy, vì sao lại lựa chọn mai táng, mà không phải là chiêu cáo thiên hạ? Còn có một nơi cần phải chú ý. Mặc kệ là luyện chế đan dược hỗn thiên linh bảo, hay là luyện chế vũ khí hỗn thiên linh bảo, vật liệu đều cần cực kỳ quý giá. Quý giá tới trình độ nào? Nếu nói cho ngươi hiểu, thì ngay cả thần huyết cũng chỉ là chế thuốc ở cửa hàng. Các loại vật liệu, đều là quý giá đến mức như cổ kim hiếm thấy. Cho nên nói muốn luyện chế 6 cái hỗn thiên linh bảo, muốn chỉ có mấy người là không thể nào làm được, muốn bí mật siêu tập vật liệu, mấy ngàn năm đều siêu tập không đến. Ý của ngài là, lúc đương thời đã có rất nhiều người tham gia công trình vĩ đại này. Ta tưởng tượng không đến, dạng thời đại gì, lại có thể tạo nên ra 5 binh hoàng. Ta tưởng tượng không đến, bọn hắn từ nơi nào lấy được quy mô vật liệu như thế này, ta cũng tưởng không đến, rốt cuộc là bọn hắn muốn làm gì. Trong đầu Đan Hoàng có ngàn vạn suy nghĩ, nhưng thực sự không cách nào giữ vững được bình tĩnh. Lúc đó, khi bọn hắn phát hiện luyện binh tràng dưới mặt đất, phía trên lại còn có vạn linh huyết thụ, còn có yêu cốt mai táng vô tận. Bên trong yêu cốt lại còn có bạch hổ, cự long. Tất nhiên đó là một thời đại thịnh vượng không gì sánh được. Nơi đó thậm chí còn phát sinh qua một loại đại sự nào đó oanh động toàn bộ thời đại. Linh hồn Đan Hoàng ba động kịch liệt, nghĩ đến một khả năng kinh dị nào đó. Thời đại kia, chẳng lẽ cũng đã mai táng qua trời. Vậy ta nên làm thế nào với nàng bây giờ? Khương Phàm cũng cảm thấy khó giải quyết. Tiểu tử này rất có thể còn cất giấu một bí mật động trời nào đó, càng có thể có được thực lực kinh khủng khó mà tưởng tượng. Cố gắng mà nuôi dưỡng, bồi dưỡng tình cảm. Ta sẽ để nàng ở lại đây trước, dạy nàng nói chuyện, dạy nàng đạo lý, xem nàng như nữ nhi. Chờ nàng ngày nào đó hoàn toàn chấp nhận ta, ỷ lại vào ta, lại mang nàng đi ra xem thế giới một chút. Sau khi Khương Phàm nói xong bỗng nhiên cảm giác được quái dị, đây là nuôi một nữ nhi sao? Làm sao cảm giác là muốn nuôi tiểu tổ tông vậy? Trong thanh đồng tiểu tháp có cái gì? Vẻ mặt Dạ An Nhiên phức tạp. Cự long vậy mà để nàng cảnh giác Khương Phàm. Cảnh giác trứng ngọc bên trong. Khương Phàm lắc đầu. Sau này hãy nói đi. Khương Phàm hỏi. Ngươi lại cất giấu bí mật gì, nói nghe một chút. Khương Phàm treo thanh đồng tiểu tháp ở trên cổ. Bí mật đương nhiên là phải dùng để bảo mật. Vô hồi thánh địa. Đại Long Đao cùng tinh thần kiếm đã thức tỉnh, cũng đang cùng Chu Thanh Thọ và Hàn Ngạo dung hợp. Lần lượt xé rách, lần lượt gây dựng lại. Giống như đang thiên trùy bách luyện. Bọn hắn đau đến không muốn sống, cơ hồ muốn sụp đổ. Thứ duy nhất có thể khích lệ bọn hắn đau khổ kiên trì lý do là quá trình mỗi lần xé nát gây dựng lại đều sẽ có năng lượng kỳ diệu rót vào thân thể, dung hợp cùng thần binh cũng sẽ làm sâu sắc thêm một phần. Bọn hắn đang đau đớn, đồng thời cũng ở ngoài sáng lộ vẻ cảm giác mình đang thay đổi mạnh. Đau đớn, sống không bằng chết. Mạnh lên,
nhẹ nhàng vui vẻ. Vô hồi thánh chủ từ đầu đến cuối ở bên cạnh bảo vệ, nghiêm túc nhắc nhở bọn hắn giữ vững tỉnh táo. Trước đó Khư Khương Bân dung hợp cũng không có thảm liệt như vậy, cho nên nàng không rõ ràng chuyện này rốt cuộc là như thế nào, chỉ có thể cổ vũ bọn hắn chịu đựng, tuyệt đối không được để bị phá hủy. Bọn người Na Yêu nhìn đến lo lắng, nhìn đến tái nhợt sắc mặt. Quá đau đớn, đây rốt cuộc là thứ vũ khí gì? Nơi này chính là vô hồi thánh địa. Một thánh địa nho nhỏ, tại sao có thể có năng lượng kinh người như thế? Diệp Trục Thiên truy tìm cảm giác, đi tới bên ngoài vô hồi thánh địa. Mặc dù vô hồi thánh địa đã mở ra pháp trận, mê vụ giống như sóng biển dâng cuồn cuộn, bao phủ cánh rừng mênh mông. Nhưng, hai nguồn năng lượng kia quá mạnh, như ẩn như hiện trong sương mù nồng đậm. Một cái như mê vụ cá biệt chiếu ánh thành ngôi sao đầy trời, thần bí lại phiêu miểu. Một cái lại hình thành cự long trong sương mù, khổng lồ lại uy nghiêm. Uy thế mãnh liệt thẩm thấu qua mê vụ, tràn ngập giữa đất trời, kinh hồn nhiếp phách để cho người ta có một loại cảm giác thần phục cúng bái mãnh liệt. Ngay cả nam tử bồi bạn Diệp Trục Thiên cũng đều mang theo vẻ mặt nghiêm trọng, không che giấu được phần chấn kinh kia. Bên trong vô hồi thánh địa cất giấu bí bảo gì, tại sao lại có thể có loại uy thế này? Hắn nhất định phải báo cáo thái cổ thần miếu. Một thanh tinh thần kiếm. Diệp Trục Thiên câu thông ý thức với tinh không mênh mông, nhìn trộm tinh thần trong sương mù, thấy được một thanh cự kiếm sáng chói, chỉ xéo thương thiên. Cự kiếm dâng lên cường quang, vặn vẹo cả không gian, như có vô số ngôi sao đang bảo vệ lấy nó, lại như là tinh hà đang bao quanh nó. Lực lượng tinh thần cường đại, vậy mà khiến cho bí thuật truyền thừa của hắn rung chuyển kịch liệt. Hắn muốn thôi diễn thiên cơ, vậy mà cũng bị quấy nhiễu. Vũ khí như thế này thì thật sự chưa từng nghe thấy. Ngay cả bên trong thái cổ thần miếu cũng đều không có ghi chép. Còn có con cự long bên cạnh kia, thật sự là lớn đến rung động, cứ như chiếm cứ cả mấy trăm dặm vô hồi thánh địa. Vô hồi thánh địa đang làm gì? Bọn hắn lại lấy được vũ khí như thế này từ nơi nào? Đại hoang! Chẳng lẽ là xuất hiện bên trong đại hoang thần bí? Diệp Trục Thiên nghĩ đến lời truyền một thời gian trước. Kiều gia chính là lợi dụng đại hoang thâm uyên chống cự ở ba vị thánh tổ tấn công mạnh. Bọn chúng là của ta. Đáy mắt Diệp Trục Thiên hiện lên sự tham lam, ngay cả khuôn mặt trắng trẻo, thanh tú nho nhã cũng đều hiện sơ qua dữ tợn. Không nên khinh cử vọng động. Nam tử mặc dù chấn kinh, cũng khát vọng, nhưng vẫn nhắc nhở Diệp Trục Thiên, tuyệt đối không nên mạo phạm vô hồi thánh địa. Bây giờ vô hồi thánh địa đã là tôn chủ Nam Bộ. Nếu như mạo phạm bọn hắn, chính là mạo phạm thánh địa thiên hạ. Tổ sơn trung ương nơi đó tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Mặc dù thái cổ thần miếu cũng không sợ tổ sơn trung ương, nhưng khiêu chiến tổ sơn, chính là khiêu chiến dân chúng. Chỉ riêng phần danh nghĩa này liền có thể cho hoàng đạo khác tìm được cớ, chọn danh nghĩa giữ gìn dân chúng, khởi xướng tấn công mạnh đến thái cổ thần miếu. Đây không thể nghi ngờ là lý do chiến tranh không thể tốt hơn. Trong lịch sử cũng xác thực đã từng xảy ra qua chuyện như thế. Diệp Trục Thiên mặc dù sao động, nhưng không có xúc động. Bọn hắn sớm muộn cũng đều sẽ đi ra. Diệp Trục Thiên ta am hiểu nhất chính là chờ đợi, kiên nhẫn chờ đợi. Hung Linh Hầu Phủ. Tại hạ Khương Diễm, bái kiến Hung Linh Hầu. Khương Diễm bí mật đến bá vương chiến quốc, trực tiếp đến nhà bái phỏng Hung Linh Hầu. Còn có Chu Bất Dĩ và Hoàng Bánh Nướng, Hoàng Đại Bính đi cùng. Ác nhân vương, Khương Diễm. Hung Linh Hầu tiếp kiến Khương Diễm trong thạch điện, lần đầu tiên liền nhìn ra cảnh giới của hắn. Bán thánh. Khí thế so với hắn còn mạnh hơn. Ác nhân vương là xưng hô lúc trước, bây giờ chỉ tên Khương Diễm. Khương Diễm cũng đang quan sát Hung Linh Hầu trước mặt. Không hổ là sát lục huyết viêm tạo nên bán thánh, cho dù treo phong ấn nhưng đều có thể ảnh hưởng đến ý thức của hắn. Giống như lúc nào cũng có thể sẽ khiến cho bản thân xảy ra sai lầm, lâm vào điên cuồng, lại như đứng ở bên trên chiến trường đỏ thẫm, sát khí thảm liệt giống như thủy triều vỗ từng cơn bao phủ tới phía hắn. Chu Bất Dĩ, Hoàng Bánh Nướng đều chau mày, thể hiện vẻ đau đớn. Giống như trước mặt ngồi không phải là một người sống, mà là một con ác thú hung tàn lúc nào cũng có thể tấn công. Hung Linh Hầu nói, trước kia ngươi là thánh phẩm linh văn. Ở giữa thánh phẩm linh văn đến thiên phẩm linh văn như lạch trời, khó mà vượt qua. Nhưng đối với loại người như chúng ta đây mà nói, lại có thể lấy phương pháp đặc biệt làm ra kỳ tích. Loại người như chúng ta đây.
Khương Phàm không có nói với ngài sao? Không nói rõ ràng. Chúng ta đều là người do Diêm Bá nuôi lớn, trong thân thể đều có huyết mạch vô cùng đặc biệt đang yên lặng, đặc biệt đến mức có thể ảnh hưởng linh văn. Chỉ cần đạt được cơ duyên tương ứng, huyết mạch có thể kích phát ra. Ta chưa bao giờ cảm nhận được qua huyết mạch. Có thể là sát lục chi hỏa quá đặc thù, che giấu huyết mạch cảm ứng. Nhưng ta có thể cam đoan, người xác thực tồn tại huyết mạch đặc thù, chỉ cần có thể kích hoạt, người có thể bước lên thiên phẩm linh văn. Cơ duyên gì? Gặp được Khương Phàm, chính là cơ duyên của ngài. Nắm chặt, ngài liền có thể thức tỉnh huyết mạch, trùng kích thánh nhân cảnh. Khương Diễm có chút kỳ quái. Nếu Khương Phàm có thể được hung linh hầu trợ giúp, thuận lợi tiến vào xí thiên giới, còn có thể giết Tác Ngọc Đường, hẳn là đã rất thân cận cùng hung linh hầu, thế nhưng từ ngữ khí hung linh hầu đến xem, giống như không có làm rõ thân phận. Nhưng, Khương Diễm rất rõ ràng người như hung linh hầu tuyệt đối sẽ không chịu cô đơn, dã tâm mênh mông chỉ là bởi vì bị phẩm cấp linh văn hạn chế mà đè lại. Nhanh chóng lại bất đắc dĩ, mà chấp nhận số mệnh. Một khi biết thành tựu của hắn không chỉ có như thế, hắn tuyệt đối sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế phóng ra một bước về phía trước. Bán thánh, trong mắt vô số thế nhân, tuyệt đối là thành tựu chí cao của thánh phẩm linh văn, đáng để tôn trọng, càng đáng để nhìn lên. Chỉ có người thật sự đứng ở vị trí này, mới biết được mình có bao nhiêu thật đáng buồn. Rõ ràng thánh cảnh đang ở trước mắt, lại bởi vì linh văn hạn chế, vĩnh viễn dừng bước ở đây, không cách nào chân chính lột xác nhập thánh. Hung linh hầu mặt không thay đổi nhìn Khương Diễm, nhưng không phải nhìn hắn con mắt, mà là đang nhìn mặt hắn. Gương mặt này, dứt bỏ tính tình ảnh hưởng, dứt bỏ ánh mắt ảnh hưởng, sao mà tương tự như Khương Phàm. Gương mặt này, lại sao mà tương tự như lúc hắn còn trẻ. Hai tử Diêm Bá nuôi lớn, đều là một bộ dáng sao. Diêm Bá, rốt cuộc đã nuôi bao nhiêu hài tử. Hắn lần nữa nhớ tới hình ảnh tinh hồn trùng bí mật ghi chép. Lịch sử ngàn năm trước, Khương Phàm là cổ nhân trùng sinh. Trên lưng lại còn đeo bí mật to lớn, cổ nhân có được qua truyền kỳ vô tận. Diêm Bá, rốt cuộc là ai? Khương Phàm rốt cuộc là ai? Hắn là ai? Hoàng Bánh Nướng nói. Khương Phàm không chọn lựa chứng minh thân phận cùng ngươi, có thể là từ tôn trọng ngươi, cũng không muốn quấy rầy cuộc sống của ngươi. Ta cho ngươi một đề nghị, nếu như ngươi còn muốn làm hung linh hầu của chiến quốc, cũng đừng có đụng cái cơ duyên này, bởi vì một khi đụng phải, ngươi chắc chắn không về được. Nhưng nếu như ngươi muốn chạm đến cơ duyên này liền phải chuẩn bị tốt để vứt bỏ tất cả mọi thứ nửa đời trước của ngươi, đừng quay đầu lại. Sau khi Khương Phàm được hầu phủ thông báo, hắn dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi xí thiên giới, đi tới hung linh hầu phủ. Bây giờ các ngươi thế nào rồi? Khương Phàm nhìn thấy bọn hắn khí sắc không tệ, không khỏi lộ ra nụ cười. Thánh tổ Thiên Cung thứ 9 nhúng tay, đầu tiên là giúp chúng ta ứng phó cổ hoa thánh tổ, sau đó chuyển rời chúng ta đến Thanh Võ Hải Vực, ở Nam Bộ. Lão tổ bây giờ đang mang theo những người khác di chuyển khắp nơi, hấp dẫn lực chú ý. Ta lo lắng an toàn của ngươi ở nơi này liền đến nhìn xem. Trước khi đến Khương Diễm quả thật lo lắng Khương Phàm sẽ gặp phải phiền phức, không nghĩ tới xí thiên giới lại không tiếc đối kháng cùng thần giáo, bảo vệ hắn, một thời gian trước càng là chém đầu Tác Ngọc Đường. Truyền bày ra trong ngoài. Có thể tưởng tượng, quan hệ giữa Khương Phàm cùng giới chủ đã vô cùng thân mật. Đây cũng là nguyên nhân bọn hắn dám can đảm xuất hiện, trực tiếp bái phỏng hung linh hầu phủ. Ta đã cùng xí thiên giới hợp tác. Khương Phàm giới thiệu sơ lược tình huống của giới chủ, cùng bí mật của Dạ An Nhiên với xí thiên giới. Bọn người Khương Diễm rung động, giới chủ xí thiên giới lại là người được luân hồi, lại còn kết minh. Thật đúng là thế sự vô thường. Cái gọi là, đường ra, mãi mãi cũng do tự mình đi ra. Các ngươi bây giờ liền trở về, mau chóng chạm mặt cùng Kiều Vô Hối. Tộc nhân Niết Bàn Cảnh trở xuống toàn bộ chuyển rời đến nơi này, do Dạ An Nhiên tiếp dẫn tiến xí thiên giới. Theo như những gì ngươi nói trước đó, giới chủ còn không có chân chính hợp tác cùng chúng ta, tùy tiện người đưa vào như thế này, có phải quá mạo phạm hay không? Các ngươi cũng không thể mang theo nhiều người như vậy đi khắp tứ xứ được. Niết Bàn Cảnh trở xuống cũng cần sinh hoạt, cần tu luyện. Ta sẽ nói cùng giới chủ, do An Nhiên đơn độc khai phách một tiểu thế giới trong cấm khu, đã an toàn, lại bí ẩn, còn có thể có năng lượng ngũ hành tinh khiết. Vậy thì tốt, chúng ta sẽ trở về sắp xếp. Không có ràng buộc, hành động tiếp theo các ngươi đều có thể buông tay buông chân, chủ công cổ hoa hoàng thành.
Nếu có cơ hội, thuận đường chỉnh đốn cả Huyền Nguyệt Hoàng Triều. Cổ Hoa bên kia, có tai mắt ác nhân cốc các ngươi trước đó để lại, còn có Thiên Cung thứ 9, đánh một hai lần ngạnh chiến cũng không có vấn đề. Nhưng trước khi tấn công Huyền Nguyệt, tốt nhất nên liên hệ cùng Thiên Hậu trước. Nàng đang ở Đại La Sơn, mưu đồ luân hồi bí cảnh. Mưu đồ luân hồi bí cảnh. Bọn người Chu Bất Dĩ lắc đầu. Thiên Hậu đúng là Thiên Hậu, mười mấy tuổi liền dám chơi lớn như vậy. Đây là một viên trường sinh đan, lúc các ngươi trở về thuận đường đi Vô Hồi Thánh Địa một chuyến, tự tay giao cho Thánh Chủ. Khương Phàm chứa trường sinh đan hộp gấm giao cho Khương Diễm, thuận tay lật ra một bộ võ pháp. Đây là tiểu quang mang thánh thuật, nguyên bộ, vừa phỏng chế. Mang về nhìn xem ai thích hợp để tu luyện. Chúng ta trở về, người cũng chú ý an toàn. Vạn đạo thần giáo sẽ không từ bỏ, Cổ Hoa, Huyền Nguyệt cũng có thể sẽ ngóc đầu trở lại. Khương Diễm căn dặn, sau đó mang theo Chu Bất Dĩ, Hoàng Bánh Nướng rời khỏi. Bọn hắn trước khi đến đều rất khẩn trương, bây giờ lại có cảm giác vui vẻ nhẹ nhõm. Khương Phàm có thể hợp tác cùng Xí Thiên Giới thật sự là quá ngoài ý muốn, cũng quá vui mừng. Mặc dù bây giờ còn không thể công khai tuyên cáo, nhưng rốt cuộc bọn hắn cũng có đồng bạn hợp tác, lại còn là hoàng tộc đan dược. Xí Thiên Giới không chỉ có thể cung cấp hậu thuẫn tuyệt đối, còn có thể cung cấp đan dược dư thừa. Nếu như Thiên Hậu nơi đó lại liên minh với Đại La Sơn, khống chế luân hồi bí cảnh, tình cảnh của bọn hắn sẽ đạt được cải thiện cực lớn. Hai cái căn cứ không gian, hai minh hữu hoàng tộc. Ngẫm lại liền kích động. Đêm tối sắp biến mất, ánh sáng đang ở trước mắt. Niết bàn thạch. Thời điểm bọn người Khương Phàm đi ra khỏi hầu phủ, vậy mà đã nhận ra cảm giác quen thuộc. Chẳng lẽ là, nhân gian ngục còn không hết hy vọng sao? Lại dùng cách này đang thử thăm dò hắn. Niết bàn thạch trong tay bọn họ xem ra không ít nhỉ. Khương Phàm làm bộ không có cảm giác được, rất tự nhiên đi ra khỏi hầu phủ. Bọn hắn nếu có thể điều niết bàn thạch mới đến thăm dò hắn, rất có thể là hoài nghi hắn. Loại tình huống này hoặc là thành thành thật thật bị điều tra, ngồi đợi bọn hắn rời khỏi, hoặc chính là đột nhiên xuất kích, nắm giữ quyền chủ động. Khương Phàm không phải loại người ngồi đợi thẩm phán kia, tốt nhất là nghĩ biện pháp, kích thích bọn hắn đi ra. Cảnh chiến. Khương Phàm truyền ý thức vào trong góc tầng thứ 3 của Thanh Đồng Tiểu Tháp. Có cái gì phân phó? Người phụ trách Hồng Quán, Sở Khang, không ít lần khi dễ huynh muội các ngươi chứ? Sở Khang. Đáy mắt Du Cảnh Chiến lấp lóe ý lạnh. Những hồi ức đã từng để hắn đau đến không muốn sống, những hồi ức không dám xuất hiện ở trong đầu liên tiếp hiển hiện. Nghiêm trọng nhất là sau khi hắn giết hai tên thị vệ Hồng Quán, Sở Uyên lại kéo hắn tới trong phòng muội muội, để hắn trơ mắt nhìn. Tên heo mập buồn nôn. Tên tạp toái đáng chết. Du Cảnh Chiến đã từng vô số lần huyễn tưởng giết chết hắn. Không, là xé hắn, là nấu hắn. Sau đó mang đi nấu canh thịt, ăn sạch sẽ. Ca ca, đều đã qua rồi. Niệm An ôm lấy ca ca, nhẹ giọng an ủi. Làm khó dễ, vĩnh viễn làm khó dễ. Mặt Du Cảnh Chiến đều bị bóp méo. Hôm nay ta đưa hắn vào tới cho các ngươi. Khương Phàm đi đến khu đầu tiên. Khương trưởng lão, hân hạnh, ta là thiếu trang chủ Vân Lam Sơn Trang, Bùi Khánh. Lần đầu gặp mặt, một chút lễ mọn, còn xin vui vẻ nhận. Khương trưởng lão, ngài có chuyện gì phải xử lý sao? Giao cho ta rất tình nguyện cống hiến sức lực. Khương Phàm đi trên đường dài, không ngừng có người đến bắt chuyện, có người nguyện ý đi theo làm tùy tùng, có người chủ động tặng lễ vật, còn có kéo lấy muội muội đến giới thiệu. Nhiệt tình lại tôn trọng. Bây giờ Khương Phàm đã khác so với lúc xưa. Mặc dù Xí Thiên Giới công khai tuyên bố Tác Ngọc Đường phạm vào tối kỵ, Ngộ Thương giới chủ, lấy chính hình luật nhất định phải chém đầu. Nhưng ở trong lòng rất nhiều người, vẫn cảm giác đó chính là do chiến tranh giữa Khương Phàm cùng Tác Ngọc Đường, mà là lấy kế hoạch lớn của Khương Phàm toàn thắng chấm dứt. Tác Ngọc Đường chết đi, mang ý nghĩa Khương Phàm triệt để đặt vững vàng bước chân tại Xí Thiên Giới, rất có thể còn thắng được ưu ái giới chủ. Tương lai vô cùng rộng mở. Khương Phàm khách khí đáp lại, thuận miệng hỏi. Có ai biết bây giờ Sở Khang ở đâu không? Thái Dương Cung, bây giờ hắn đang ở Thái Dương Cung tiếp khách. Lập tức có người trả lời. Thành khu đầu tiên, Thái Dương Cung. Nơi này là thương hội khổng lồ nhất bá vương chiến quốc, cũng là thương hội tôn quý nhất. Bởi vì có gần nửa đan dược Xí Thiên Giới luyện chế đều trực tiếp vận chuyển đến nơi đây bán ra.
Các phương cầu xin đan dược đặc thù, cũng là đăng ký ở chỗ này, sau đó chờ đợi. Thái Dương Cung trực thuộc ở Bá Vương Phủ quản lý, đang ở chân núi của Phủ Bá Vương. Thật đúng là theo tới rồi. Khương Phàm có thể rõ ràng cảm nhận được Niết Bàn Thạch đang sau lưng cách đó không xa. Kiên nhẫn truy đuổi quan sát như thế, xem ra hoài nghi hắn rất sâu rồi. Càng không thể ngồi chờ chết. Dẫn ra, Khương Phàm vẫn giả bộ như không biết gì cả, cứ thế mà chen chúc giữa mọi người, đi tới Thái Dương Cung. Khương Phàm, trước mặt đại điện, một nam tử mập mạp mặc y phục lộng lẫy đang mang theo vẻ mặt tươi cười nghênh đón khách lui tới, thế nhưng khi nhìn thấy Khương Phàm, thể hiện lập tức mất tự nhiên. Sở Khang, trùng hợp như vậy sao? Khương Phàm cười, trên dưới dò xét Sở Khang. Từ Hoa Lâu đến Thái Dương Cung, Sở lão bản đây là lên chức sao? Khóe mắt Sở Khang run rẩy, miễn cưỡng muốn đưa ra một nụ cười, nhưng bây giờ chen không ra. Hồng Quán mặc dù là Hoa Lâu, lại là chỗ ăn chơi đỉnh cấp mọi người đều biết, tiếp xúc tất cả đều là công tử đại tộc, mỗi ngày thu nhập được rất nhiều tinh tệ, Sở Khang hắn cũng là hồng nhân của Bá Vương Phủ. Nhưng Khương Phàm dày vò một trận, không chỉ có hủy Hồng Quán của hắn, ngay cả tất cả Hoa Lâu của Bá Vương Chiến Quốc đều lọt vào thanh lý. Hắn cũng từ đã từng lão bản ở Hồng Lâu, biến thành người tiếp khách ở đại đường. Uất ức trong lòng chỉ có mình hắn rõ ràng nhất. Khương Phàm vỗ vỗ cái mặt béo của Sở Khang, cười nói. Biểu hiện tốt một chút, chớ phụ lòng Bá Vương Phủ coi trọng ngươi. Sở Khang đưa tay đập vào tay Khương Phàm, thịt mỡ trên mặt đều bị tức giận mà run run. Đừng tưởng rằng trở thành trưởng lão liền có thể muốn làm gì thì làm. Nơi này là Thái Dương Cung, thương hội lệ thuộc trực tiếp Bá Vương Phủ, ngươi tốt nhất nên thu liếm một chút cho ta. Ngươi đang uy hiếp ta. Ta đang cảnh cáo ngươi. Trưởng lão, chỉ là trưởng lão của Xí Thiên Giới, nơi này, là Bá Vương Chiến Quốc. Ngươi cũng dám dùng giọng điệu này nói chuyện với ta, có tin một câu của ta liền có thể để cho ngươi ngay cả cánh cửa này đều không xem được hay không? Ha ha, ha ha, lời nói của ta, ngươi nghe không hiểu. Nếu như ngươi ở thành khu thứ ba, còn có thể ỷ vào Hung Linh Hầu Phủ muốn làm gì thì làm, nhưng ở chỗ này, ngươi còn không có thực lực kia. Mặc kệ tại sao ngươi tới nơi này, tốt nhất nên thu liễm một chút, chớ làm cho mình khó xử. Sở Khang khinh thường bĩu môi. Đi gọi Sở Thương Minh tới. Sở Thương Minh là để cho ngươi tùy tiện kêu. Ngươi nên gọi một tiếng tiểu vương ra. Đi thông báo Sở Thương Minh, là ta có việc mời hắn tới. Ha ha, thật đề cao bản thân mà. Khương Phàm ngăn ở trước cánh cửa rộng rãi khí phái, rước lấy vô số người vây xem. Bọn thị vệ đều gom lại nơi này. Chỉ là không ai nguyện ý bước lên trước gây phiền toái. Đi mời tiểu vương ra, liền nói trưởng lão tam đẳng của Xí Thiên Giới, Khương Phàm đang ở trước Thái Dương Cung ngang nhiên gây sự. Sở Khang cố ý hô to, khinh thường nhìn Khương Phàm. Hắn cảm giác gần đây cảm xúc của tiểu vương ra rất khác thường, có khả năng chính là bị chuyện của Khương Phàm huyên náo. Hôm nay vừa vặn tranh thủ cơ hội cho tiểu vương ra hung hăng nhục nhã Khương Phàm. Làm càn trước Thái Dương Cung. Quả thực là tự rước lấy nhục. Đám người nghị luận ầm ĩ, đều chờ đợi xem náo nhiệt. Khương Phàm, trưởng lão tam đẳng bây giờ của Xí Thiên Giới, chạm tay đều có thể bỏng. Sở Thương Minh, tiểu bá vương của Bá Vương Phủ. Nếu thật là náo lên, khẳng định sẽ vô cùng đặc sắc. Sau đó không lâu, Sở Thương Minh từ Bá Vương Phủ chạy tới nơi này, chau mày, sắc mặt âm trầm. Tiểu vương ra. Sở Khang đi nhanh qua, muốn báo cáo. Kết quả đối diện chính là một bàn tay của Sở Thương Minh. Làm càn, dám ở trước Thái Dương Cung ngăn cản trưởng lão tam đẳng Xí Thiên Giới, ai cho ngươi lá gan đó? Sở Thương Minh hận không thể chụp chết cái tên heo mập này. Hắn thật vất vả với giữ được cái mạng, thế cũng không tiếp tục tiếp xúc cùng Khương Phàm, kết quả hỗn đản này lại kéo Khương Phàm tới trước mặt hắn. Khi lấy được tin tức, hắn thậm chí còn hoài nghi Khương Phàm cố ý dùng Sở Khang dẫn hắn đi ra. Khương Phàm đi đến đại điện. Tiểu vương ra, trong mắt Thái Dương Cung giống như chỉ có tiếp đãi Bá Vương Phủ, không có Xí Thiên Giới nhỉ, ngay cả trưởng lão tam đẳng ta đây đều không được vào, có phải có chút quá mức hay không? Sở Thương Minh vội vàng nói. Thái Dương Cung cho tới bây giờ đều là của Xí Thiên Giới, Bá Vương Phủ chỉ là trông coi thay. Tên Sở Khang này vừa tới không có mấy tháng, không hiểu quy củ, ta thay mặt Bá Vương Phủ, xin lỗi Khương trưởng lão. Như vậy đi.
hôm nay Khương trưởng lão coi trọng cái gì, đều do Sở Thương Minh ta tính tiền. Rất nhiều người kinh ngạc nhìn một màn này, cho hay mình mong đợi đâu. Tiểu vương gia lại chủ động hạ thấp tư thái đối với Khương Phàm. Đây chính là đãi ngộ ngay cả Triệu Thế Hùng đều không có. Xem ra lời đồn là thật, Khương Phàm đã trực tiếp cùng giới chủ gây dựng mối quan hệ, ngay cả bá vương phủ đều phải tôn trọng. Sở Khang càng không dám tin, tiểu vương gia xin lỗi Khương Phàm. Tiểu vương gia là bá vương tương lai, Khương Phàm hắn có cao hơn nữa thì cũng chỉ là một tên trưởng lão. Khương Phàm nói, người như vậy ở lại Thái Dương Cung, rất dễ dàng khiến cho người khác hiểu lầm. Như vậy đi, ta thay tiểu vương gia dạy dỗ mấy ngày. Dẫn hắn đi xí thiên giới, quen thuộc quy củ nơi đó. Tiểu vương gia, Sở Khang sợ hãi, khẩn cầu nhìn Sở Thương Minh, tuyệt đối không được, rơi xuống trong tay Khương Phàm, hắn khẳng định không có kết cục tốt. Mà, nếu như hôm nay Sở Thương Minh tùy tiện từ bỏ hắn, tương lai coi như hắn sống thêm trở về, ngay cả con chó đều không làm được. Loại chuyện này cũng không cần phải phiền phức Khương trưởng lão, ta mang về tự mình quản giáo. Sở Thương Minh theo bản năng muốn chống cự, cao ngạo nửa đời người, vẫn không quá thích ứng với việc cúi đầu trước người khác. Ta vừa vặn thiếu người hầu, vẫn là giao cho ta đi. Khương Phàm đón ánh mắt Sở Thương Minh, trong đôi mắt mang theo cảnh cáo. Nhớ kỹ tình cảnh bây giờ của bá vương phủ, nhớ kỹ ngươi còn thiếu ta một cái mạng. Sở Thương Minh giãy giụa trong lòng, mặc dù vô cùng không cam lòng, nhưng vẫn từ bỏ. Vậy thì phiền phức Khương trưởng lão. Tiểu vương gia, không được. Sở Khang tuyệt vọng. Khương Phàm đưa một tay bóp lấy cái cổ to mỏng của Sở Khang, dẫn vào hắc khí của thanh đồng tiểu tháp, che mất Sở Khang, cưỡng ép kéo vào tầng thứ ba. Đại điện xa hoa rộng rãi thoáng an tĩnh. Nơi này tất cả đều là đại biểu đại tộc của các phương, ánh mắt ác độc, lòng dạ thâm trầm, bọn hắn nhìn không chỉ là mặt ngoài, càng đang thưởng thức ý nghĩa phía sau. Sở Thương Minh chủ động yếu thế, không thể nghi ngờ là truyền đạt một cái tin tức. Bá vương, thậm chí toàn bộ phe phái bá vương đều đang kiêng kỵ tân trưởng lão này. Phần kiêng kỵ này cũng không chỉ là vì Khương Phàm hợp tác cùng phe phái Hung Linh Hầu, Khương Phàm khẳng định đã tìm tới chỗ dựa càng cường ngạnh hơn, ví dụ như giới chủ. Khương Phàm là người của giới chủ, lại còn là rất thân cận. Chỉ có như thế, mới có thể để cho Sở Thương Minh cao ngạo cúi thấp đầu. Vị này chính là Khương trưởng lão. Hân hạnh, hân hạnh. Một thanh âm nhẹ nhàng khoan khoái từ ngoài điện truyền đến. Khương Phàm bình tĩnh, nhưng trong lòng lại kinh ngạc, nhanh như vậy đã dẫn ra rồi sao? Hắn thiết kế trò hay vẫn còn chưa hoàn toàn buông ra mà. Chẳng lẽ... đối phương đã sớm chuẩn bị gặp mặt hắn. Sở Thương Minh nhìn thấy người ở bên ngoài đi tới, khôi phục bình thường thần thái. Mộ Dung huynh, rất lâu không đến chiến quốc rồi. Sở Khang, Du Cảnh Chiến cùng Niệm An nhìn tên heo mập từ trên trời giáng xuống, đều có chút ngây người. Mặc dù rất chờ mong, nhưng vẫn không nghĩ tới Khương Phàm nói cho vào liền thật cho vào như thế. Du Cảnh Chiến, U Mộng, Sở Uyên đứng lên. Nơi này là nơi nào? Giọng Khương Phàm truyền đến nơi này. Hắn là của huynh muội các ngươi, đừng khách khí, sống hay chết, tùy các ngươi xử trí. Du Cảnh Chiến lập tức dữ tợn. Sở Khang, ngươi có nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay không? Các ngươi, nơi này. Sở Khang nhìn lên năng lượng như cuồng chiều sôi trào trên bầu trời, nhìn lại rừng rậm mênh mông ở xung quanh, nơi này là một loại vũ khí không gian nào đó sao? Ầm ầm. Lôi chiều oanh minh, đinh tai nhức óc, Du Cảnh Chiến nhấc lên lôi chiều chói mắt, đối diện che mất Sở Khang. Sở Khang bị đánh bay ra ngoài, đập ầm ầm trên núi đá. Toàn thân be bét máu thịt, lộ ra bạch cốt âm u. Hắn quen sống trong nhung lụa rồi, chưa lúc nào nhận qua thương tổn như vậy, hắn nhìn xương cốt nội tạng của mình lộ ở bên ngoài, lập tức kêu thảm giống như ác quỷ. Nơi này là địa ngục của ngươi, Sở Khang ngươi đã đến địa ngục để trả nợ. Du Cảnh Chiến giống như một con sói hoang đang nổi điên, nhào tới phía Sở Uyên. Chờ một chút, đầu tiên chờ chút đã, ngươi nghe ta nói, nghe ta. À, Thái Dương Cung. Một nam tử mặc áo bào xanh cười sang sảng đi đến đại điện. Tiểu vương ra bỏ qua cho, xác thực đã thật lâu không có tới. Ai bảo ta chỉ là càn nguyên thánh văn cơ chứ, so ra đều kém hơn chí tôn thánh văn của tiểu vương ra, qua sinh tử cảnh rất gian nan. Tùy tiện không dám ra tới. Ồ,
Mộ Dung huynh cũng đã là sinh tử cảnh rồi. Do dự thật lâu, một năm trước vẫn tiến đến. Thân ở đại gia tộc, không bước về phía trước chính là lui lại là sẽ bị đánh. Nam tử dáng dấp không tính anh tuấn, còn có chút chất phác, nụ cười cởi mở rất dễ dàng để cho người ta sinh ra cảm giác thân cận, chỉ là mắt trong mắt thỉnh thoảng lóe lên sáng rực, biểu hiện người này đang che giấu sự khôn khéo của mình. Vị này là Mộ Dung Tĩnh, truyền nhân Thanh Ngục. Sở Thương Minh giới thiệu cho Khương Phàm. Khương trưởng lão đã nghe nói qua Thanh Ngục chưa? Trên cổ Mộ Dung Tĩnh treo một mảnh niết bàn thạch, ánh mắt sáng ngời lưu ý thể hiện của Khương Phàm. Hắn chính là người theo dõi Khương Phàm. Trong khoảng thời gian này hắn vẫn một mực mang theo niết bàn thạch ẩn núp ở ngoài Hung Linh Hầu Phủ. Mãi mới chờ đến lúc, kết quả Khương Phàm giống như không có phản ứng. Nhưng rốt cuộc là thật sự không có phản ứng, hay là đang cố ý che giấu? Hắn cần tự mình xác định. Tha thứ ta kiến thức ít ỏi. Khương Phàm đã sớm chuẩn bị, chỉ là nhìn Mộ Dung Tĩnh, không có nghiêng mắt nhìn ở chỗ cổ áo hắn. Sở Thương Minh giới thiệu sơ lược, nói. Trung vực có bốn đại thánh địa, cũng có tứ đại chúa tể dưới mặt đất. Nhân gian ngục là chúa tể dưới mặt đất tại Nam Bộ, Thanh Ngục là một trong nhân gian thất ngục. Mộ Dung Tĩnh dùng sức nắm chặt tay Khương Phàm lại. Thế lực dưới mặt đất, cùng ác nhân cốc của nghị trưởng lão đều là người kiếm ăn, thoải mái, tùy ý, ưa thích kết giao bằng hữu. Huynh nói như thế, đột nhiên cảm giác thân thiết hơn rất nhiều. Ha ha, ta xem xét Khương trưởng lão liền biết là một người thoải mái. Người khác đều nói Khương trưởng lão tính cách cường thế, làm việc điên cuồng, nhưng ta chỉ thích người như vậy, khoái ý ân oán thù hận, tính tình thật thà. Nam tử mà, liền nên có dáng vẻ nam tử. Khương Phàm khách khí ứng phó. Không hổ là truyền nhân của Thanh Ngục, mồm mép quả thật rất tốt. Mấy câu, mấy cái thể hiện, mấy cái động tác liền có thể sinh ra cảm giác tốt. Đều là luyện ra được sao? Sở Thương Minh nói. Nếu Mộ Dung huynh đã tiến vào sinh tử cảnh, làm sao lại còn tự mình đến nơi này? Mộ Dung Tĩnh cười nói. Ta trước sau cũng đã không tới 2 năm, không phải là sợ tiểu vương gia trách tội sao? Vừa hay gần đây cảm xúc, thực lực cũng có chút ổn định liền tranh thủ thời gian tới bái phỏng. Trên đường tới còn nghe nói chuyện của Khương trưởng lão, đặc biệt muốn nhìn một chút rốt cuộc là một nam tử có bao nhiêu mị lực vậy mà lại có thể được giới chủ xí thiên giới chúng ta yêu ái. Một câu đã giữ gìn mặt mũi Sở Thương Minh, lại tán dương Khương Phàm, vô cùng đúng chỗ. Khương Phàm chủ động mời. Ta thấy Mộ Dung huynh đệ là người sảng khoái, đáng để kết giao, chúng ta tìm một chỗ ngồi một chút. Ha ha, Khương trưởng lão nói một câu này, thật không uổng công ta ngày đêm kiêm trình 170.000 dặm. Tiểu vương gia, vẫn là anh hùng lâu. Đi đi đi, quy củ cũ, vẫn là ta mời khách. Khóe miệng Sở Thương Minh co quắp, làm khách. Cùng Khương Phàm. Nói đùa cái gì, ngẫm lại cũng cảm thấy khó chịu. Tiểu vương gia, xin mời. Khương Phàm cũng đưa tay mời. Ta đang ở hậu kỳ sinh tử cảnh, gần đây càng ngày càng nguy hiểm. Phụ vương ra lệnh cho ta là nhiều nhất đến Thái Dương cung nhìn, nơi khác thực sự không tiện. Thế này sao, vậy trước tiên cung chúc tiểu vương ra thành công vượt qua sinh tử cảnh, đến lúc đó ta lại bài tiệc ăn mừng. Mộ Dung Tĩnh cáo từ rời khỏi, lúc xoay người, không để lại dấu vết thu niết bàn thạch vào cổ áo. Khương Phàm chú ý tới cử động nhỏ của hắn, nhưng vẫn giả bộ như cái gì cũng không biết. Sở Thương Minh đưa mắt nhìn Khương Phàm, Mộ Dung Tĩnh rời khỏi, hơi nhíu mày lại. Mặc dù biết tính cách của Mộ Dung Tĩnh, nhiệt tình kết giao Khương Phàm cũng là hợp tình lý, nhưng ở trước mặt của hắn không kiên kỵ gì như thế, vẫn có vẻ hơi vội vàng. Khương Phàm cùng Mộ Dung Tĩnh đi đến trong phòng xa hoa tại Anh Hùng Lâu, khách sáo ngồi xuống. Trong lòng Khương Phàm có chút kỳ quái, vậy mà lại không nhìn thấy Lý Phong. Mặc dù đại mộ bí thuật có thể thay đổi bộ dáng, thế nhưng ánh mắt khí chất đều không đổi được. Hắn có thể xác định bên trong không có Lý Phong. Kỳ lạ! Hắn biến mất lâu như vậy, Lý Phong hẳn là sốt ruột đến muốn hỏng, theo lý hẳn là sẽ xen lẫn trong đội ngũ tới mới đúng. Chẳng lẽ ngày đó Lý Phong bị thương rất nghiêm trọng, đã sớm về nhân gian ngục tu dưỡng? Tới đây, tất cả vào đi. Mộ Dung Tĩnh vỗ vỗ tay với ngoài cửa. Lúc Khương Phàm đang coi là muốn dẫn đại nhân vật gì, vậy mà oanh oanh yến yến tiến vào 9 nữ tử mỹ lệ. Có đáng yêu, có dịu dàng, có vũ mị, có cao gầy, có nở nang, có kiều tiếu. Yến gầy béo mập, phong tình khác nhau.
toàn bộ đều là những người có nhan sắc mỹ diệu tuyệt luân thượng đẳng để cho người ta hoa mắt thần mê, miên man bất định. Mộ Dung Tĩnh lưu ý vẻ mặt của Khương Phàm, cao giọng nói. Đều thất thần làm gì, còn không mau hành lễ cùng Khương trưởng lão. Khương trưởng lão, chín vị nữ tử xấu hổ hành lễ. Ha ha, tới đây, Khương trưởng lão, đặc biệt vì huynh mà chuẩn bị lễ vật, như thế nào? Tất cả đều là của huynh. Đây là ý gì? Khương Phàm sợ không được mưu kế của Mộ Dung Tĩnh, nhìn người rất sáng suốt, lại muốn dùng loại phương thức này rút ngắn quan hệ. Dung tục, ta nghe nói Khương trưởng lão vừa mới tiến bá vương chiến quốc liền giận dữ vì hồng nhan, đại náo hồng quán, trắng trợn cướp đi hoa khôi, rước lấy rất nhiều chỉ trích. Nhưng ta nghe ngược lại thân cận, bởi vì, ha ha, chúng ta đều là người trong đồng đạo. Mộ Dung Tĩnh nháy mắt mấy cái với Khương Phàm, lộ ra nụ cười mà chỉ nam tử mới hiểu. Đều là ta từ trên đường tới đây tuyển chọn tại các thành, khí chất tư thái hay tính cách, đều là thượng giai, đều vẫn sạch sẽ. Mộ Dung huynh phí tâm, nhưng ta không thể nhận. Khương Phàm đã hiểu ý đồ của hắn. Đây là muốn dùng hồng quán sự kiện làm điểm vào, điều tra nguyên nhân hắn cướp đi U Mộng. Ai, đều là nam tử, ta hiểu. Không dối gạt Khương huynh, ta cũng sẽ giữ tốt cái miệng này mà. Nam tử chúng ta liều đến liều đi, không phải là liều cái địa vị sao? Vì sao liều địa vị? Còn không phải là vì hưởng thụ. Hưởng thụ tôn quý, hưởng thụ tiền tài, hưởng thụ nữ tử. Mộ Dung Tĩnh biểu hiện rất nhiệt tình, rất thân cận, cố gắng dùng phương thức nam tử nhất rút ngắn liên quan. Mộ Dung huynh có ý tốt ta xin nhận, nhưng các nàng không quá thích hợp với ta. Chín cô nương này đều có đặc sắc, sao không có một ai thích hợp với Khương trưởng lão? Hay là ta thật đã đoán sai tâm tư Khương trưởng lão rồi? Trước khi đến, ta nghe nói Khương trưởng lão đại náo hồng quán, khắc sâu ấn tượng, cho nên. Mộ Dung Tĩnh lưu ý thể hiện của Khương Phàm, dẫn dắt chủ đề. Giống như Khương Phàm đoán, hắn linh muốn xác định nguyên nhân mà Khương Phàm cướp U Mộng đi. Ta quả thật ưa thích nữ tử, nhưng chỉ thích xem vừa ý. Ngày mới tới chiến quốc ấy, kính tên hồng quán đã lâu, muốn đi đến thể nghiệm, kết quả khí chất đặc biệt của U Mộng kia đã hấp dẫn đến ta, trong lòng mềm nhũn, lại đang thời điểm kích tình, liền mới muốn cứu nàng ra ngoài. Mặc dù lúc ấy xúc động, nhưng Khương Phàm ta có một rất tính tình kỳ quái, chuyện đã đồng ý với người, nhất định phải làm được, nhất là nữ tử. Khương Phàm tùy ý lại nghiêm cấm ứng phó. Ta nhớ không lầm, lúc ấy Khương trưởng lão vừa mới đến Hung Linh Hầu Phủ không có mấy ngày, có thể có đảm lượng đại náo hồng quán như thế, còn không sợ bá vương phủ, một mồi lửa đốt đi hồng quán. Mộ Dung Tĩnh thật sự bội phục. Mộ Dung Tĩnh tiếp tục dẫn dắt đến chủ đề, đào sâu lấy các loại nguyên nhân. Lúc ấy phóng hỏa là do xúc động, cũng là bất đắc dĩ. Chỉ giáo cho. Bởi vì lúc ấy U Mộng rất sợ, sợ bá vương phủ sẽ cướp lại nàng, sợ lại bị nhận tra tấn, còn giống như rất sợ người nàng bán tới nơi này. Nếu ta đã cứu ra, làm sao cũng đều phải cho người ta được cảm giác an toàn, cho nên. Một mồi lửa liền đốt đi. U Mộng cô nương có thể gặp được Khương trưởng lão thật sự quá may mắn. Lấy địa vị Khương trưởng lão bây giờ. Coi như lôi kéo tay của nàng dạo phố ở bên ngoài, đều sẽ không còn có người dám nói nửa câu. Thật ra ta lại nghĩ, nàng vẫn rất sợ, không nguyện ý lộ diện. Có Khương trưởng lão cho nàng chỗ dựa, nàng sợ cái gì? Ha ha, ai còn có lá gan dám làm loạn chứ? Sợ người bán nàng tới nơi này. Tìm tới người kia, bắt giết trước mặt nàng là được. Nếu như Khương trưởng lão tin tưởng nhân gian ngục, không ngại giao cho Mộ Dung Tĩnh ta. Tối đa một tháng, ta cam đoan giao người kia cho trong tay huynh. Ta đã an bài người của Hung Linh Hầu Phủ điều tra qua, nhưng đến bây giờ đều không có tin tức. Không phải Mộ Dung Tĩnh ta khoe khoang, loại chuyện này vẫn là nên để nhân gian ngục chúng ta am hiểu hơn. Khương trưởng lão, nói một chút xem nàng còn nhớ rõ thứ gì. Nàng chỉ biết là bởi vì cứu được hai người mà bị diệt tộc, những cái khác đều không nhớ rõ. Nàng có nhớ kỷ niệm gì đặc biệt của đám người diệt tộc kia không? Mộ Dung Tĩnh lưu ý vẻ mặt của Khương Phàm, trong lòng có chút ngoài ý muốn. Khương Phàm lại thật sự hỏi qua thân thế của U Mộng, còn an bài Hung Linh Hầu Phủ điều tra. Chẳng lẽ hắn mang U Mộng đi không chỉ là muốn độc hưởng, chơi xong liền ném đi, lại còn muốn cùng nữ tử Hoa Lâu bàn bạc tình cảm, thay nữ tử Hoa Lâu báo thù? Hay là nói, Khương Phàm thật có liên quan cùng Niết Bàn Thạch?
chính là muốn điều tra hai người mà tộc nhân của U Mộng cứu đêm đó. Nếu thật là như thế, hôm nay thật sự đến đúng rồi. Đêm đó nàng bị kích thích, cái gì cũng đều không nhớ rõ. Nếu như Khương trưởng lão tin được chúng ta, lại sốt ruột muốn điều tra kẻ thù của U Mộng cô nương, không ngại giao nàng cho chúng ta mang nàng về lại nơi đó, nói không chừng còn có thể nhớ lại chút gì. Cũng không phải không cần, ta chỉ không muốn nàng lại nhớ lại thảm kịch đêm đó. Không có manh mối, chuyện lại qua nhiều năm như vậy, thật không tốt để điều tra. Tuy nhiên Khương trưởng lão yên tâm, ta sẽ báo cho nhân gian ngục, tận hết khả năng đi thăm dò. Lúc nào có kết quả, sẽ nói cho huynh trước tiên. Tới đây, chúng ta uống rượu, hôm nay có thể quen biết Khương trưởng lão, thật sự là vinh hạnh của ta. Mộ Dung Tĩnh cầm bầu rượu lên, đứng dậy muốn rót rượu cho Khương Phàm. Mộ Dung huynh không cần khách khí như vậy, nếu muốn kết giao bằng hữu, cũng đừng có làm lễ gì, chúng ta dễ chịu thế nào thì tới thế nấy. Khương Phàm cầm chén rượu đứng dậy nghênh rượu. Ai, đây cũng không phải là lễ nói, là tôn trọng. Mộ Dung Tĩnh ta rất ít bội phục ai, nhưng Khương trưởng lão thật sự đã để cho ta lau mắt mà nhìn. Đây cũng không phải là thổi phồng. Khương trưởng lão xuất thân biên hoang, lại có thể trong vài chục năm ngắn ngủi lấy được thành tựu của ngày hôm nay. Nam Bộ, Bắc Bộ, Tây Bộ, đều mọi người đều biết, thật sự là mẫu mực cho chúng ta. Xác thực lấy được chút thành tựu, nhưng không có mẫu mực khoa trương như thế. Hôm nay lần đầu tiên ta nghe về nhân gian ngục, có rất nhiều vấn đề muốn thỉnh giáo, chúng ta cũng chớ khách khí. Rượu, ta tự mình tới. Khương Phàm cố ý nắm kéo bầu rượu. Khương trưởng lão nhất định phải để cho ta đổ chén đầu tiên này cho huynh. Huynh không phải rót cho ta, ta nhất định phải rót một chén cho huynh, tới đây. Hai người khách sáo xô đẩy mấy lần. Vẫn là Mộ Dung Tĩnh kinh nghiệm phong phú, chủ động ngồi xuống. Chúng ta đều chớ khách khí, tự mình rót cho mình vậy, nhưng chén đầu tiên, nhất định phải là ta kính Khương trưởng lão. Vậy ta liền. Khương Phàm đang muốn ngồi xuống, bỗng nhiên tập trung vào cổ áo Mộ Dung Tĩnh. Trước khi rời khỏi Thái Dương Cung, Mộ Dung Tĩnh đã xảo diệu giấu đi niết bàn thạch, nhưng Khương Phàm mượn lôi kéo, đứng ở vị trí thích hợp, rất tự nhiên đã phát hiện niết bàn thạch. Sắc mặt Mộ Dung Tĩnh nhỏ bé không thể nhận ra biến đổi, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình tĩnh, rất tự nhiên sửa sang lại vạt áo, tránh khỏi ánh mắt Khương Phàm bắt đầu rót rượu. Khương Phàm tiếp tục đứng đấy, trên mặt không có nụ cười. Xin hỏi Mộ Dung huynh, Ngọc Thạch huynh mang là ở đâu có được? Cái này sao, trang trí thôi. Tới đây, ta kính Khương trưởng lão một chén. Khương trưởng lão đã là trưởng lão tam đẳng của hoàng tộc, lại có lực lượng của kiều gia như vậy. Huynh đầu tiên chờ chút đã, ta muốn thấy nhìn khối ngọc thạch kia của Mộ Dung huynh. Khương Phàm đảo khách thành chủ, rằng co với Mộ Dung Tĩnh. Khương trưởng lão không có hứng thú với nữ tử, nhưng lại cảm thấy hứng thú đối với ngọc thạch. Ta chỗ này có rất nhiều, không biết Khương trưởng lão ưa thích loại hình nào. Mộ Dung Tĩnh có chút trở tay không kịp, cũng may lòng dạ đủ sâu, không có biểu hiện ở trên mặt. Ta không thích ngọc thạch, ta là cảm giác khối ngọc thạch kia nhìn rất quen mắt. Rất giống miếng ngọc của U Mộng. Ngọc thạch như thế này, có thể thấy được trong cửa hàng ở khắp nơi. Miếng trên người U Mộng là vị nào công tử tặng sao? Là đám người bán nàng tới nơi này, cưỡng ép treo ở trên người nàng, còn nói trừ phi nàng chết rồi, nếu không thì không thể lấy xuống được. Đầu Khương Phàm ngón tay xẹt qua thanh đồng tiểu tháp, từ bên trong dẫn xuất ra miếng niết bàn thạch của U Mộng. Niết bàn thạch đều là mảnh vỡ. Kiếp trước đánh nát sau đó phân phát cho thuộc cấp, cho nên bộ dáng nhìn không ra chỗ tương tự, nhưng đều tỏa ra ánh sáng đỏ hồng yếu ớt, ẩn ẩn hình dáng chim tước. Vẫn rất giống. Mộ Dung Tĩnh mắt thấy đã giấu không được, chỉ có thể lấy ra niết bàn thạch của mình. U Mộng nói là có người đeo lên cho nàng, có nói qua người nào, là nguyên nhân gì không? Tha thứ ta mạo muội, có thể xin mời U Mộng cô nương tới, chúng ta nói chuyện kỹ càng hay không? Khương Phàm cười lạnh trong lòng, giả vờ y như thật. U Mộng ở trong xí thiên giới, ta cũng không muốn nàng còn gặp phải ác mộng như trước đây. Tuy nhiên cái gì? Ta đã đồng ý với nàng, sẽ giúp nàng tìm tới kẻ thù diệt tộc, muốn rửa sạch khuất nhục những năm này cho nàng. Ủy thác bá vương, thanh lý triệt để hoa lâu tại chiến quốc, chính là cho nàng một cái bàn giao. Sau đó, ta muốn tra ra đám người diệt toàn tộc nàng kia, sau đó. Diệt toàn tộc đám người kia.
Đáy mắt Khương Phàm chợt hiện ý lạnh, tập trung vào Mộ Dung Tĩnh. Mộ Dung huynh, hôm nay ta đến kết giao bằng hữu, không phải đến kết thù, cho nên... Giải thích. Khương huynh hiểu lầm rồi. Mộ Dung Tĩnh liền vội vàng đứng lên, rất nghiêm túc nói. Khối ngọc thạch này là ta ngẫu nhiên lấy được, không có chút liên quan nào cùng U Mộng cô nương. Nhân gian ngục chúng ta làm việc cũng đều rất gọn gàng, tuyệt đối không để lại hậu hoạn, làm sao có thể người kéo tới thành thị náo nhiệt này, còn đưa vào hoa lâu. Ngẫu nhiên lấy được, từ nơi nào, có thể xin mời Mộ Dung huynh, giải thích rõ ràng hay không? Khương Phàm tiếp cận Mộ Dung Tĩnh, nắm chặt quyền chủ động, bắt đầu phản kích. Muốn mưu kế ta, ngươi còn non chút. Chính là bên trong thương hội nào đó, ta là Hỏa Diễm Linh Văn, tại thời điểm gặp được nó có một cảm giác kỳ quái, liền mang ở trên thân, đến bây giờ cũng đã rất nhiều năm. Ta dám cam đoan nhân gian ngục không có liên quan gì cùng U Mộng cô nương, Khương trưởng lão tuyệt đối không nên hiểu lầm. Ngọc Thạch là con đường duy nhất để ta điều tra kẻ thù của U Mộng, lại đụng phải huynh ở nơi này, ta có thể không hiểu lầm. Tha thứ ta nói thẳng, lời giải thích của huynh, ta không tin. Ta xác thực rất khó giải thích rõ ràng, không bằng như vậy đi, cho ta 2 tháng. Ta sẽ thuận theo manh mối này, tra ra hung thủ, cho Khương trưởng lão một lời giải thích hài lòng. 2 tháng. Nhiều nhất 2 tháng, nếu như không có manh mối, ta rất khó tra được, nhưng có manh mối, 2 tháng là đủ. Mặt Khương Phàm không thay đổi nhìn Mộ Dung Tĩnh, thật lâu mới nói. Tiệc rượu hôm nay tới đây trước, 2 tháng sau, còn ở nơi này, ta xin mời. Tuy nhiên điều kiện tiên quyết là, huynh có thể tra được hung thủ cho ta. Mộ Dung Tĩnh đứng dậy đưa tiễn. Nhiều nhất 2 tháng, chờ tin tức tốt của ta. Thời điểm Khương Phàm ra khỏi phòng, đột nhiên hỏi một câu. Quan hệ giữa Mộ Dung huynh và Bá Vương phủ rất tốt. Thanh ngục chúng ta phụ trách mua sắm đan dược cho tất cả ngục khác, những năm gần đây đều thông qua Bá Vương phủ trực tiếp liên hệ phe phái Lý gia ở bên trong. Thế sao, các ngươi có thể sẽ phải sửa đổi sách lược một chút. Vì sao? Bá Vương phủ đã cùng phe phái Lý gia toàn diện đoạn tuyệt quan hệ, nếu như các ngươi còn muốn đan dược của Lý gia, cũng đừng lại thông qua Bá Vương phủ, thay cách khác đi. Bá Vương phủ cùng Lý gia đoạn tuyệt quan hệ. Sau khi Khương Phàm rời khỏi, sắc mặt của đám người thanh mục lập tức âm trầm xuống, đây là chuyện khi nào? Gian phòng đối diện mở cửa ra, Tề trưởng lão già nua khô quát đi ra. Đơn đặt hàng đan dược năm nay một thời gian trước chúng ta vừa giao cho Bá Vương phủ, tuy nhiên thái độ Bá Vương phủ nơi đó rất là lạ. Bọn hắn chỉ tiếp nhận, không có cho ra thời gian cụ thể, cũng không có đàm phán giá cả tương ứng. Ta còn tưởng rằng là nội bộ xí thiên giới có biến động gì, thì ra là Bá Vương phủ đã cùng Lý gia trở mặt. Tề trưởng lão cau mày. Vì sao? Chuyện này không nên như thế chứ? Nếu như không có Bá Vương phủ duy trì, Lý gia rất khó duy trì địa vị phe phái thứ hai. Không có Lý gia duy trì, lực khống chế của Bá Vương phủ đối với những hầu phủ khác cũng sẽ hạ xuống. Đây là lưỡng bại câu thương. Cao tầng bọn hắn không nên không lý trí như thế. Xem ra xí thiên giới trong khoảng thời gian này đã phát sinh rất nhiều chuyện. Nhưng, chuyện gì lại có thể khiến cho Bá Vương phủ cùng Lý gia đoạn tuyệt với nhau? Mộ Dung Tĩnh nghĩ đến thái độ của Sở Thương Minh đối với Khương Phàm. Cái này giao cho thanh ngục điều tra, ngươi lại là xảy ra chuyện gì? Không phải thăm dò Khương Phàm sao, làm sao lại bị hắn bao lấy? Ta đã đánh giá thấp hắn. Ta cho Thiệu Hoa Vinh trở về, mời ngươi đi theo là cảm giác ngươi thích hợp hơn so với hắn, cũng nhắc nhở qua ngươi phải ứng phó cẩn thận. Ngươi bây giờ lại đến một câu đánh giá thấp, có phải quá không có trách nhiệm hay không? Ta đánh giá thấp trình độ khôn khéo của hắn, có thể mang Kiều Gia ra khỏi cổ hoa, có thể dẫn toàn lực thánh địa bảo hộ, quả nhiên không phải người bình thường. Tuy nhiên, Khương Phàm đột nhiên chủ động phản kích, vẫn còn có chút tận lực. Nói rõ hắn rất cảnh giác, từ lúc bắt đầu nhìn thấy ta, một khắc này liền đã phòng bị. Không ngoài 2 loại khả năng, cái đầu tiên, hắn có thể cảm nhận được Niết Bàn Thạch, biết ta đã tới. Cái thứ hai, hắn trời sinh tính đã như vậy, luôn cảnh giác đối với người xa lạ, cũng theo thói quen chủ mà động xuất kích. Ngươi có khuynh hướng theo cái nào? Sắc mặt Tề trưởng lão hơi chậm. Ta thỉnh giáo Tề trưởng lão một vấn đề. Ngài có thể sẽ vì một nữ tử hoa lâu, từ lần thứ hai gặp mặt liền đốt đi cả tòa hoa lâu không? Ngài có thể sẽ vì một nữ tử, mấy ngày ngắn ngủi liền tiêu trừ hoa lâu toàn chiến quốc không?
dù sao ta cũng sẽ không. Ta tin tưởng người tinh minh như Khương Phàm cũng sẽ không xúc động như vậy. Trừ phi, lúc ấy hắn thật sự tức giận, lại còn là không cách nào khống chế được tức giận. Lúc vừa mới nhắc đến U Mộng, ánh mắt Khương Phàm cũng để lộ ra sát ý chân thực. Lấy địa vị hắn bây giờ, chỉ cần mở miệng, muốn nữ tử, Thương gia tân khách chiến quốc tuyệt đối có thể làm cho hắn quanh năm suốt tháng mỗi ngày không giống nhau. Sao hắn lại đối với một nữ tử Hoa Lâu đã từng là ai cũng có thể làm chồng, như vậy nhớ mãi không quên, còn muốn báo thù đến cùng. Trừ phi, sự tức giận của Khương Phàm đến bây giờ vẫn còn không có lắng lại. Cái kia đã không còn là thù hận của U Mộng, mà là thù hận của chính hắn. Ý của ngươi là, Tề trưởng lão chậm rãi gật đầu, lúc này mới có chút bộ dáng truyền nhân thanh ngục. Trước khi ta cùng Khương Phàm gặp mặt là đang hoài nghi hắn. Hôm nay gặp mặt, không phải muốn thử dò xét hắn biết cái gì, là muốn xem rốt cuộc hắn là hạng người gì, sau đó. Lấy người luận chuyện. Nếu thật là sắc quỷ, hắn điên cuồng U Mộng, miễn cưỡng coi như có cái để giải thích. Nếu như hắn không phải, chuyện kia có vấn đề, ta bây giờ có 5 phần nắm chắc, có thể xác định Khương Phàm có liên quan cùng Niết Bàn Thạch. Nhưng cụ thể có liên quan tới trình độ nào, cần tiến thêm một bước để xác nhận. Ngươi chuẩn bị làm thế nào? Tề trưởng lão càng hài lòng hơn, rốt cuộc đã đến một người có thể làm việc. Ca ca U Mộng tên là gì? Du Cảnh Chiến. Đến bây giờ cũng còn không tìm được hắn. Biến mất cùng thị vệ đầu lĩnh Hồng Quán. Nếu như không phải tại Bá Vương Phủ, chính là tại chỗ Khương Phàm. Hẳn là đang ở chỗ Khương Phàm. Mộ Dung Tĩnh nghĩ sâu tính kỹ, sau đó nói. Khương Phàm rất khôn khéo, cũng rất cảnh giác. Muốn điều tra Khương Phàm, còn phải từ nguyên nhân căn bản mà làm lên. Tề trưởng lão, tộc nhân lúc trước của Du Cảnh Chiến là ngài đồ sát sao? Di ngôn tiên tổ, sứ mệnh chân chính của Hắc Ngục chúng ta chính là đuổi bắt Niết Bàn Thạch. Phát hiện một cái. Đơn độc điều động một trưởng lão, toàn quyền phụ trách. Mấy trăm năm qua, Hắc Ngục trước sau đã phát hiện 36 khối Niết Bàn Thạch, nhưng chưa từng có buông tha truy tra. 5 năm trước, tình báo của Hắc Ngục phát hiện một bộ tộc nhỏ bí ẩn ở Tân Hải, đặc mệnh ta toàn quyền phụ trách. Nhưng không nghĩ tới, bọn hắn lại vô cùng cảnh giác, vậy mà thoát khỏi vây bắt, giết ra khỏi trùng vây. Ta đuổi bắt hơn 2 tháng, mới ngăn chặn bọn hắn tại Thập Vạn Đại Sơn, sau một trận chém giết. Tộc trưởng của bọn họ lại mang theo tiểu nữ nhi chạy trốn. Chờ khi chúng ta tìm tới, bọn hắn đã chết. Ta không biết bọn hắn chết như thế nào, lại nói cái gì cùng tộc nhân cứu bọn họ, vì để giữ vững bí mật của Niết Bàn Thạch, chỉ có thể tru diệt toàn tộc, để lại 2 người thay thế làm mồi dụ. Ta nhớ không lầm, kỳ thật trong tộc Tân Hải kia còn có người sống sót. Có thể mời hắn dùng một lát. Không thể nào. Vì sao? Hắn bị vây tại địa lao tầng dưới chót nhất ở Hắc Ngục, chặt đứt tứ chi, móc mắt phế tai, lấy U Minh Hàn băng trấn áp, đến nay đã 5 năm. Không phải lệnh của ngục chủ Hắc Ngục, bất luận kẻ nào không được thả hắn ra khỏi địa lao. Mộ Dung Tĩnh kinh ngạc nhìn Tề trưởng lão, một hồi mới nói. Hắn đây là có đãi ngộ gì? Hắc Ngục là do tiên tổ tuyên bố sáng lập từ hơn 200 năm trước, sứ mệnh chính là đuổi bắt Niết Bàn Thạch. Hơn 200 năm. Chúng ta đuổi tới 36 khối, liên quan đến 23 người hoặc là thế lực. Chủ nhân mỗi cái đều có thù linh văn hoặc huyết mạch vô cùng đặc. Nhất là bộ tộc này, đặc thù nhất. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu bọn hắn có thể trốn đến bây giờ, lại tránh khỏi đuổi bắt lúc ấy. Bọn hắn, có thể ảnh hưởng thời gian. Có thể ảnh hưởng thời gian, là huyết mạch, hay là linh văn. Mộ Dung Tĩnh không nghĩ tới trong địa lao Hắc Ngục lại cất giấu một nhân vật đặc biệt như thế này. Linh văn, một loại linh văn vô cùng quỷ dị. Hắn là bí mật mà Hắc Ngục ẩn giấu, chưa bao giờ công khai với bên ngoài, cũng không cho phép bất cứ kẻ nào truyền ra ngoài. Tề trưởng lão cảnh cáo Mộ Dung Tĩnh. Ta là truyền nhân thanh ngục, ta hiểu quy củ. Mộ Dung Tĩnh vẫn rất khiếp sợ, cũng càng hiếu kỳ đối với bí mật của Niết Bàn Thạch. Ta muốn xác định một vấn đề với Tề trưởng lão, nguyên nhân các ngươi truy tìm Niết Bàn Thạch là gì? Tìm tới Niết Bàn Thạch. Nó cùng chủ nhân lưu đày của nó tới nơi khác biệt, bí mật giám sát, chờ đợi người có cảm ứng với Niết Bàn Thạch xuất hiện. Đến nay xuất hiện qua chưa? Từng mấy lần có tình huống đặc biệt, cuối cùng đều được chứng thực là hiểu lầm. Lần này thì sao? Lần này khả năng hẳn là cao nhất. Nếu đã như thế, ngài hoàn toàn có thể xin chỉ thị ngục chủ Hắc Ngục, đưa người thần bí kia tới,
trực tiếp thăm dò Khương Phàm. Không được, tỷ lệ vẫn quá nhỏ. Không có chắc chắn 8 phần 10, ngục chủ không thể thả hắn ra. Tề trưởng lão quả quyết lắc đầu. Tên gia hỏa nguy hiểm kia đã là niết bàn cảnh, một khi tìm được cơ hội đào thoát, bọn hắn rất khó lại bắt được, mà mối hận diệt tộc, càng có thể làm cho hắn điên cuồng trả thù. Mộ Dung Tĩnh chần chờ một lát, nói. Nếu hắn không thể dùng, chúng ta thay những người khác. Ngươi có cách gì? Không phải Khương Phàm muốn, kẻ thù, sao? Chúng ta cho hắn. Mang ta cho hắn, để hắn chặt ta. Ha ha, Tề trưởng lão đừng kích động. Không phải các ngươi còn khống chế 36 cái niết bàn thạch sao? Mang mấy cái chủ nhân trong đó tới, ở ngay trước mặt Khương Phàm, giết. Hoặc là kín đáo đưa cho Khương Phàm, để Khương Phàm giết ngay trước mặt chúng ta. Nếu như Khương Phàm làm không được, hoặc là kiếm cớ từ chối, vậy đã nói rõ hắn có vấn đề lớn. Khả năng Khương Phàm có thể cảm nhận niết bàn thạch liền có thể đạt tới 8 phần. Tề trưởng lão khẽ nhíu mày, đây cũng là một chủ ý. Nhưng, mỗi cái niết bàn thạch đều do trưởng lão chuyên môn phụ trách, mệnh lệnh rất rõ ràng, chờ chết. Nếu như hắn đi qua yêu cầu, chẳng khác nào muốn mạng của bọn hắn chắc chắn sẽ không đồng ý. Tề trưởng lão suy nghĩ thật kỹ. Sứ mệnh của Hắc Ngục đã kéo dài 200 năm, nếu có thể cáo phá ở chỗ ngài đây, người chính là công thần của Hắc Ngục. Mộ Dung Tĩnh kích thích Tề trưởng lão. Hắn đã thật lâu không cảm thấy hứng thú đối một sự kiện, lần này nhất định phải xác định bí mật của Niết Bàn Thạch là cái gì. Khương Phàm yên lặng đi trên đường, cau mày. Tên Mộ Dung Tĩnh này mang đến cho hắn một cảm giác thật không đơn giản. Mà nhân gian ngục liên tục phái người đến sò xét hắn, rõ ràng có chỗ hoài nghi đối với hắn. Loại hoài nghi này, còn có thể lại không ngừng gia tăng. Mộ Dung Tĩnh dùng sự kiện Hồng Quán cắt vào, hẳn là từ nơi đó hoài nghi hắn. Nhưng, coi như thời gian đảo lưu, hắn cũng muốn đốt đi Hồng Quán. Là xúc động nhưng không hối hận. Cũng may hắn đã cùng Xí Thiên Giới có liên quan sâu hơn, không sợ nhân gian ngục. Nhưng, thế lực nhân gian ngục phức tạp, nếu như phát hiện phận của hắn, một tiếng tuyên cáo, bí mật của hắn liền để mọi người đều biết. Đầu tiên phải xác định rốt cuộc nhân gian ngục có suy đoán gì đối với ta. Khương Phàm càng nhăn chặt lông mày, đám gia hỏa kia đều quá tinh danh rồi, nếu như tấp nập, tiếp xúc, rất dễ dàng biến khéo thành vụng. Làm sao bây giờ? Khương Phàm vừa đi vừa nghỉ, nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên linh quan lóe lên. Đúng rồi, sao ta lại quên hắn? Hùng, thế nào? Khương Phàm gõ cửa điện thạch điện, chào hỏi Triệu Thế Hùng đang minh tưởng bên trong. Hùng, tạm thời còn sống. Tình huống của Triệu Thế Hùng rất tồi tệ, thể hiện đau đớn, toàn thân căng cứng, huyết viêm không bị khống chế mãnh liệt nhấc lên. Tựa như Đan Hoàng giải thích, khí tức sát lục của sát lục huyết viêm, cùng kỳ huyết viêm đều quá cường liệt, khi thân thể bắt đầu cưỡng ép cướp đoạt quyền khống chế, không có ý thức áp chế huyết viêm sẽ dần dần mất khống chế. Khương Phàm rất khó tưởng tượng năm đó Triệu Thời Việt làm thế nào kiên trì nổi. Muốn nhờ ngươi một việc. Khách khí như vậy, là không có công việc tốt. Ly Hỏa Lô, đan thư của Ly Hỏa Thánh Địa, Cao Điệu mang đến Ly Hỏa Thánh Địa. Loại chuyện này nên để giới chủ an bài, không phải càng tốt sao? Đồ ai cũng đều có thể đưa, nhưng ta muốn người từ Ly Hỏa Thánh Địa tiếp, tận lực giữ bí mật. Người nào? Nạp Lan Thanh Cảnh. Chưa nghe nói qua. Người cứ một mực nhận lấy là được. Ta sắp xếp người đi qua. Hôm nay liền đi. Được, hôm nay liền đi. Triệu Thế Hùng rời khỏi thạch điện, ủy thác mấy vị huynh trưởng tự mình phụ trách. Sau đó không lâu, Triệu Thế Kinh, Triệu Thế Võ từ Xí Thiên Giới mời ra nguy nga Ly Hỏa Lô. Khi bá vương tự mình mang theo đầu lâu Tác Ngọc Đường truyền bày ra các thành khu chiến quốc, bọn hắn Cao Điệu xuất phát, tiến về Ly Hỏa Thánh Địa cách đó 10 vạn dặm. 3 năm trước đây, Xí Thiên Giới vì để có được Tác Ngọc Đường, cường thế đối kháng với Tử Vi Thánh Địa, tình cảnh còn giống như rõ mồn một trước mắt. 3 năm sau, vậy mà Xí Thiên Giới lại chém đầu Tác Ngọc Đường, Cao Điệu trả lại Ly Hỏa Lô. Điều này không khỏi làm cho đám người trải qua sự kiện lần kia thổn thức không thôi, cũng làm cho mọi người rung động thế sự vô thường. Nơi Ly Hỏa Lô đi qua, tất cả thế lực, vô số dân chúng, đều nhao nhao chú ý. Bọn hắn đều hiểu. Cái này không chỉ là Xí Thiên Giới muốn cùng Ly Hỏa Thánh Địa hòa giải, càng là bởi vì Khương Phàm ở bên trong tác hợp điều giải. Khương Phàm đã từng là cái tên không người biết được,
bây giờ đã truyền khắp Đại lục Nam Bộ, không ai không biết, không người không hay. Trước đó bởi vì thánh địa đuổi đi, hoàng tộc vây bắt, rất nhiều người đều cảm giác hắn điên cuồng dừng ở đây, hắn huy hoàng cũng chỉ như phù dung sớm nở tối tàn, để lại cho mọi người dư vị sau cùng mà đàm tiếu, cùng ảnh hưởng địa vị hoàng tộc không thể dung chuyển. Thế nhưng không đến nửa năm, Kiều gia và ác nhân Cốc Đào thoát vây bắt, liên sát hai vị thánh nhân, hai vị bán thánh, Khương Phàm càng mạo hiểm tiếp cận Xí Thiên giới, đạt được địa vị vững chắc tại Xí Thiên giới. Truyền kỳ lần nữa rơi xuống trên thân Khương Phàm. Bây giờ Cao Điệu trả lại Ly Hỏa Lô cho thánh địa, thanh danh càng là Khương Phàm được thọt tới độ cao mới. Ai cũng biết bây giờ Khương Phàm đã không còn là giặc cỏ, mà là trưởng lão tam đẳng của Xí Thiên giới. Hắn có thể bằng vào tầng quan hệ này, một lần nữa hợp tác cùng thánh địa, từ đã từng là con rơi của thánh địa, bây giờ biến thành quý khách của thánh địa. Khương Phàm còn có thể thôi động Xí Thiên giới, giữ gìn địa vị liên minh thánh địa Nam Bộ tại Nam Bộ. Liên minh thánh địa Nam Bộ cũng có thể từ vô hồi thánh chủ dẫn đầu dơ cao tên, quý khách một lần nữa giữ gìn Khương Phàm. Cứ như vậy, trên mặt nổi lưng Khương Phàm tựa hai đại thế lực trung lập siêu cấp là liên minh thánh địa Nam Bộ cùng Xí Thiên giới, sau lưng càng có hai lực lượng chiến đấu cường đại là Kiều Gia và Ác Nhân Cốc. Ai còn dám xem nhẹ nam tử hơn 20 tuổi này? Đại địa Nam Bộ mênh mông, hiển nhiên đã có một chỗ cắm rùi cho nam tử này. Về phần hắn có thể đi đến độ cao gì, còn cần nhìn phát triển phía sau, bởi vì vạn đạo thần giáo uy hiếp, còn thật sự tồn tại. Sau khi Ly Hỏa Thánh Địa nhận được tin tức, lập tức do Khương Hồng Võ dẫn đội, tiến về nghênh đón. Nếu Xí Thiên giới đã hạ thấp tư thái, bọn hắn không cần thiết lại bưng giá đỡ. Huống chi, vẫn là do nhi tử của Khương Hồng Võ tranh thủ cơ hội cho Ly Hỏa Thánh Địa, có thể không nể mặt mũi sao? Hung Linh Hầu Phủ. Khương Phàm trưởng lão, đã lâu không gặp. Nạp Lan Thanh Cảnh di chuyển xe lăn, đi tới đình viện của Khương Phàm. Nhanh như vậy đã đến rồi. Khương Phàm ngạc nhiên ra ngoài nghênh đón, so với mong muốn còn nhanh hơn chừng 10 ngày. Ta theo Khương Điện Chủ đi nghênh đón Ly Hỏa Lô, công tử Triệu Thế Võ nói ngươi cần ta tới một chuyến, chúng ta liền tránh khỏi các phương chú ý, trực tiếp tới đây. Ngươi có thể đến thì thật quá tốt rồi, tới đây, nhanh đến bên trong nghỉ ngơi một chút. Giữa chúng ta cũng không cần ôn chuyện, có gì cần ta làm. Tốt, xử lý chính sự trước. Ngươi bây giờ là linh hồn cảnh tam trọng thiên, cảnh giới tăng lên rất nhanh nha. Nói đùa, cảnh giới của ta so ra cùng các ngươi, khác nhau một trời một vực. Tình huống của ngươi đặc thù, bây giờ có thể đến tam trọng thiên đã rất hiếm thấy. Ngươi là muốn hỏi Nguyệt Nhãn Linh Văn ta tu luyện tới trình độ gì? Khương Phàm ngượng ngùng cười nói. Cái gì cũng đều không gạt được ngươi. Không sai, ta muốn để cho ngươi giúp ta nhìn trộm ý tưởng thật sự của một người, cha càng sâu càng tốt. Nạp Lan Thanh Cảnh không có vội vã đồng ý, mà trầm ngâm một lát. Đầu tiên phải nhìn cảnh giới của hắn. Nếu như cảnh giới quá cao, lực lượng linh hồn, lực lượng ý thức đều sẽ tăng cường tương ứng, nhìn trộm rất dễ dàng bị quấy rầy. Thứ hai là phải nhìn tâm lý phòng ngự của hắn, nếu như nhận huấn luyện nghiêm ngặt, cũng có thể ảnh hưởng đến sự thăm dò của ta, còn có thể lừa dối ta. Nếu như chỉ là muốn điều tra chút tình báo, ta có thể giúp ngươi. Nhưng nếu là quá chính xác quá cẩn thận, ta không dám hứa chắc. Chuyện ta muốn hiểu xác thực rất quan trọng, hẳn là thuộc về bí mật rất lớn của hắn, nhưng bây giờ hắn là sinh tử cảnh. Xử lý rất nhiều, cảm xúc, cảnh giới của sinh tử cảnh rất không ổn định, tại thời điểm hắn mệt mỏi đau đớn, tâm tình chập chờn mãnh liệt, ta hẳn có thể nhìn trộm ra bí mật sâu nhất trong nội tâm của hắn. Tốt, ngươi ở đây nghỉ ngơi một lát, ta mang tới một người cho ngươi. Khương Phàm bước nhanh rời khỏi, tìm Triệu Thế Hùng. Hùng, bận không? Bận bịu. Triệu Thế Hùng đắm chìm bên trong minh tưởng. Theo giúp ta đi gặp một người. Ta nói ta rất bận. Trộm chút nhàn trong bận bịu. Phụ thân vừa đi, chờ một lúc sẽ trở lại. Chúng ta cũng rất mau sẽ trở lại. Phụ thân không để cho ta rời khỏi thạch điện nửa bước. Ngươi vừa mới tiến vào sinh tử cảnh mà cứ như vậy khẩn trương, 3 năm sau làm sao bây giờ? Đi đi đi, nhanh lên. Thật không được. Ta nói được thì được. Đừng làm khẩn trương như vậy. Chờ một chút, đừng động thủ, ai, đừng kéo xiềng xích, ta là người. Khương Phàm dắt lấy xiềng xích, lôi Triệu Thế Hùng ra khỏi thạch điện.
Ta không cần mặt mũi sao? Buông tay. Triệu Thế Hùng buồn bực sửa sang lại y phục, đi theo Khương Phàm rời khỏi. Một tòa biệt viện tao nhã lịch sự tại thành khu đầu tiên, là trụ sở tạm thời của Thanh Ngục. Tề trưởng lão, đều đã 10 ngày, còn không người đáp lại ngài sao? Mộ Dung Tĩnh tìm được Tề trưởng lão. Ta đã liên hệ năm lão bằng hữu, bọn hắn đều biểu thị sẽ xem xét. Sẽ xem xét, rõ ràng chính là đang qua loa. Tề trưởng lão, chuyện này nói cho cùng chính là không có liên quan trực tiếp với ta chỉ phụng mệnh đến đây phối hợp với ngài. Nếu như ngài không tự mình cố gắng, ta cũng không có cách nào cả. Chuyện của ta đương nhiên sẽ thận trọng đối đãi, nhưng ngươi không biết ý nghĩa của Niết Bàn Thạch đối với trưởng lão Hắc Ngục chúng ta. Mỗi Hắc Ngục tìm tới một khối Niết Bàn Thạch, đều sẽ liên hệ cùng mệnh của một vị trưởng lão. Liền giống với ta cùng huynh muội U Mộng, nếu như ta chết rồi, cũng sẽ phải truyền cho hậu đại tiếp tục nhìn chằm chằm, nếu như bọn hắn chết rồi, trước khi chết đều phải sinh sôi hậu đại, tiếp tục treo Niết Bàn Thạch chờ đợi. Nói cách khác, mỗi khối Niết Bàn Thạch đều kết nối với hai cái mạng. Trước đó ta cho ngươi mượn tới một khối thăm dò Khương Phàm, đã là mặt mũi rất lớn. Ngươi bảo ta xin mời mấy cái nữa tới, còn trực tiếp giết chết. Chuyện này bằng với giết trưởng lão phụ trách. Chúng ta chưa chắc sẽ muốn giết thật, chỉ là dùng để thăm dò. Bọn hắn cũng sẽ không cho rằng như vậy. Bọn họ cho rằng như vậy, quyết định bởi ngài giải thích thế nào. Tề trưởng lão, ta tiến vào sinh tử cảnh đã một năm, lúc nào cũng có thể nguy hiểm. Ta không thể nào ở lại nơi này quá lâu. Đợi thêm 10 ngày, ngài nhất định phải cho ta một câu trả lời chắc chắn. Nếu như bọn hắn có thể đến, chúng ta sẽ nhanh chóng định ngày hẹn Khương Phàm, thăm dò phản ứng của hắn, làm sao cùng bình phán. Nếu như không thể tới, chúng ta phải nghĩ những biện pháp khác. Tề trưởng lão nói, ta sẽ tận lực thúc giục bọn hắn, ngươi cũng phải nghĩ những biện pháp khác. Mặc kệ kết quả cuối cùng Khương Phàm có phải người chúng ta muốn tìm hay không, ta đều cảm kích sự trợ giúp lần này của ngươi. Lúc này, bọn thị vệ bỗng nhiên đến đây báo cáo. Khương Phàm tới, còn mang Triệu Thế Hùng đến. Làm sao lại đến đây lúc này? Mộ Dung Tĩnh có chút kỳ quái, chẳng lẽ là đến nói xin lỗi? Dù sao ngày đó cũng đã huyên náo đến bầu không khí không thoải mái. Ta tránh mặt trước, ngươi tốt nhất là nên quan sát Khương Phàm. Tề trưởng lão bước nhanh rời khỏi. Khương huynh, tiểu hầu gia. Mộ Dung Tĩnh chủ động đi ra ngoài đón, nhiệt tình kêu gọi. Khương Phàm đi đến trước mặt Mộ Dung Tĩnh, nhìn cổ áo một chút. Ngọc Thạch đâu? Giấu rồi. Ngọc Thạch bây giờ là đầu mối duy nhất, ta đã sắp xếp người đưa đến nhân gian ngục. Mộ Dung Tĩnh mang trên mặt nụ cười thoải mái, bảo đảm nói với Khương Phàm. Khương trưởng lão cứ việc yên tâm, nhiều nhất 2 tháng. Ta sẽ cho huynh một câu trả lời chắc chắn hài lòng. Khương Phàm nói. Ta mang U Mộng ra khỏi xí thiên giới. Mau mời U Mộng cô nương, ta hỏi kỹ lưỡng tình huống hơn một chút, nhìn xem có manh mối gì có thể giúp được. Ta trấn an U Mộng, hỏi kỹ càng tình huống lúc đó, có được 2 manh mối quan trọng. Mau nói tới nghe một chút. Mộ Dung Tĩnh lưu ý vẻ mặt Khương Phàm, bỗng nhiên có một dự cảm không tốt. Triệu Thế Hùng nhìn Mộ Dung Tĩnh. Nhìn lại Khương Phàm, vội vàng thẳng tắp thân thể, không ngừng hít sâu. Nhân gian ngục, có thể sớm chào hỏi hay không? Có cần phải mỗi lần đều chơi kích thích như thế hay không? Lấy những gì hắn hiểu về Khương Phàm, hôm nay khẳng định là lại muốn chuyện ồn ào. Cái đầu tiên, đưa huynh muội bọn hắn đến Hồng Quán, là cửa hàng Thanh Bình gần Hồng Quán, tra được thân phận thật sự của cửa hàng Thanh Bình liền có thể tra được bí mật đám tặc nhân kia. Cái thứ hai, là Ngọc Thạch. Mặc dù Sở Khang bị nhắc nhở không cần điều tra Ngọc Thạch, nhưng vẫn tự mình điều tra qua. Tại mấy nơi khác, cũng có tình huống tương tự như huynh muội các nàng, đều là bị treo Ngọc Thạch, chờ đợi gì đó. Ồ, còn có tình huống như vậy. Mộ Dung Tĩnh không chỉ đang nghe Khương Phàm nói, mà cũng đang quan sát ánh mắt Khương Phàm, bất an trong lòng của hắn lại mãnh liệt hơn mấy phần. Ta suy đoán, nếu tùy tiện điều tra thêm thì có thể tra được mấy tình huống tương tự. Khẳng định sẽ còn có càng nhiều, cũng là một thế lực mạnh mẽ lại đặc biệt, đang bí mật vận hành chuyện này. Mộ Dung Tĩnh chậm rãi gật đầu, cố ý suy tư. Có chút đạo lý. Cái này có chút kỳ quái, vì sao trên cổ huynh có Ngọc Thạch này? Hẳn là nhân gian ngục đang vận hành chuyện này. Mộ Dung Tĩnh vừa muốn giải thích, Khương Phàm đột nhiên đến gần hắn.
ta vẫn câu nói kia, ta rất muốn cùng Mộ Dung huynh làm bằng hữu, nhưng ta là người ân oán rõ ràng. Nếu như là kẻ địch, hai chữ bằng hữu coi như không thể nào nói tới. Khương trưởng lão, ta muốn mời Mộ Dung huynh đến Hung Linh Hầu phủ ngồi một chút. Khương trưởng lão đang hoài nghi ta. Hình như ta đã nói với huynh, ta đang thay U Mộng truy tìm hung thủ, bất kể là ai giết toàn tộc nàng, Khương phàm ta tuyệt đối không buông tha. Huynh tốt nhất nên cùng ta đi giải thích rõ ràng, nếu như không phải huynh, ta sẽ tự mình xin lỗi. Nếu thật là các ngươi, ha ha, Khương phàm ta đã là cái đinh trong mắt rất nhiều hoàng tộc, không quan tâm nhiều thêm một cái nhân gian ngục các ngươi. Mộ Dung Tĩnh nghiêm túc nói. Khương trưởng lão không nên kích động, Ngọc Thạch thật sự là ta ngẫu nhiên mua được. Cũng xin tin tưởng ta, người đồ sát U Mộng cũng không phải nhân gian ngục chúng ta. Cùng ta về Hung Linh Hầu Phủ, giải thích rõ ràng. Ta ở chỗ này liền có thể giải thích. Giải thích. Mộ Dung Tĩnh nhanh quay ngược tâm tư trở lại, các loại suy nghĩ luân phiên lóe qua bộ não, đều bị bài trừ. Bởi vì Khương Phàm rõ ràng đang nhắm tới hắn. Đây cũng là một loại chủ động tiến công, ra tay trước sẽ có lợi. Mặc dù thô bạo, nhưng rất khôn khéo. Nếu như hắn muốn lừa dối vượt qua kiểm tra, chỉ sợ không quá hiện thực. Nhưng hắn lại làm thế nào để nói ra tình hình thực tế? Khương Phàm đụng đụng lỗ tai mình, nhìn Mộ Dung Tĩnh. Ta đang nghe. Ngọc Thạch thật sự là ta mua được ở trong thương hội, về phần tại sao lại dính dấp đến chuyện của U Mộng cô nương, ta cũng rất bất ngờ. Liền thế này, người vẫn nên cùng ta đến Hung Linh Hầu phủ đi, nói chuyện ở nơi đó càng tự tại. Mộ Dung Tĩnh đang muốn nghĩ biện pháp trấn an Khương Phàm, đột nhiên đánh thức, ta đang làm gì? Kỹ xảo đàm phán bị áp chế, nếu không bị động khắp nơi, bị quản chế khắp nơi. Ta nghĩ Khương trưởng lão có chút hiểu lầm. Mộ Dung Tĩnh lui lại hai bước, đổi bị động làm chủ động. Khương trưởng lão vừa gia nhập xí thiên giới, khả năng không hiểu quy củ lắm. Nhân gian ngục cùng xí thiên giới thuộc về quan hệ hợp tác, chỉ cần liên quan vẫn còn, giữa ngươi và ta nên lấy lễ để tiếp đón. Nếu như ngươi đang dùng thân phận bằng hữu thỉnh giáo vấn đề, ta có thể xem tình huống mà cân nhắc phải chăng nên trả lời, lại trả lời bao nhiêu. Nếu như ngươi đang thẩm vấn hỏi ta, rất xin lỗi, ngươi một không có tư cách, hai không có lý do gì. Ta hoàn toàn có thể không rảnh để ý. Ngươi đang cự tuyệt, nói như vậy, Ngọc Thạch trên người U Mộng thật sự là do ngươi đặt lên. Ta chỉ rất bất mãn với thái độ của ngươi đối với ta. Ta đã nhắc nhở qua, đối đãi bằng hữu, Khương Phàm ta từ trước tới giờ không thiếu cấp bậc lễ nghĩa. Đối đãi kẻ địch, Khương Phàm ta chỉ có đau thương. Nếu như Khương trưởng lão có tư thế này, ta chỉ có thể tiễn khách. Nếu như ta khăng khăng muốn kết quả, tha thứ ta nói thẳng, ngươi cùng U Mộng chẳng phải là cái gì, chuyện của nàng không liên hệ gì tới ngươi. Ngươi ngay cả tư cách điều tra đều không có. Làm việc còn cần coi trọng tư cách, ta đây đều là lần đầu tiên nghe nói. Nếu như ngươi chỉ là một tên du côn lưu manh, lẻ loi một mình, ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó, nhưng ngươi bây giờ đã là trưởng lão xí thiên giới, lại còn là trưởng lão tam đẳng tôn quý, làm việc phải nói quy củ. Triệu Thế Hùng cũng ở bên cạnh thấp giọng khuyên nhủ. Không sai lắm, vì một nữ tử hoa lâu, ngươi còn muốn nháo đến lúc nào? Khương Phàm hỏi Triệu Thế Hùng. Ngươi hiểu quy củ xí thiên giới, ngươi đến nói cho ta một chút. Dưới tình huống nào, ta có tư cách tra chuyện của U Mộng? Là loại tư cách có thể cưỡng ép xin mời người hiểm nghi đến Hung Linh Hầu Phủ. Đứng tại góc độ xí thiên giới, tình huống ngươi như thế nào đều không có tư cách. Triệu Thế Hùng dùng ánh mắt ra hiệu Khương Phàm tranh thủ thời gian từ bỏ. Trước đó rõ ràng đã nhắc nhở qua, không nên trêu chọc nhân gian ngục, bởi vì trên mức độ nguy hiểm, chúa tể thế giới dưới đất này so với vạn đạo thần giáo ở Tây Bắc phía xa còn nguy hiểm hơn. Đó là Hùng Sư, đây là Ác Lang. Lại còn là đàn sói du đãng tại hoang dã trong đêm khuya. Tư cách gì cũng đều không có. Không có tư cách, thật không có tư cách. Nàng chỉ là một nữ tử hoa lâu, người có thể chú ý hình tượng hay không? Nữ tử hoa lâu không phải người. Mộ Dung Tĩnh ở bên cạnh nhắc nhở hắn. Nữ tử hoa lâu, chính là nô lệ. Nô lệ và nhân tộc không có linh văn, cũng không xứng làm người. Người ngay cả cái này cũng đều không hiểu. Chúng ta không sao, cáo từ. Triệu Thế Hùng dắt lấy Khương Phàm muốn rời khỏi. Vì nô lệ, nổi xung đột cùng nhân gian ngục, người thật sự quá mức. Mộ Dung Tĩnh âm thầm thở phào, sắc mặt âm trầm.
lại đánh giá thấp phong cách làm việc của Khương Phàm, hắn vậy mà lại trực tiếp xiết trở lại, cưỡng ép cướp đoạt quyền chủ động. Không tiếc chơi cứng, đều muốn hắn bắt lấy. Cái này có điểm giống lúc bắt đầu quyết đấu trên lôi đài đợi thăm dò, chủ động xuất kích, thăm dò kỹ xảo, sau đó chỉ định chiến thuật. Xem ra hắn phải nhanh một chút, mang chủ nhân niết bàn thạch khác đến, cưỡng ép kích thích Khương Phàm, xác định kết quả cuối cùng. Triệu Thế Hùng mạnh mẽ kéo Khương Phàm ra khỏi phòng. Ngươi thật coi U Mộng là nữ tử của ngươi rồi. Nói báo thù liền báo thù. Khương Phàm chính là chờ câu nói này của Triệu Thế Hùng, không hổ là người của ta, thật phối hợp, hắn lập tức dừng lại, cố ý nghiêm túc nói. Nếu như U Mộng là nữ tử của ta, ta liền có tư cách rồi. Dựa theo quy củ Xí Thiên Giới, trưởng lão nội bộ Xí Thiên Giới cưới nữ tử, cũng coi là người của Xí Thiên Giới. Ngươi làm gì? Triệu Thế Hùng đột nhiên khẩn trương lên, sẽ không hồ nháo như thế chứ? Sẽ không, chắc chắn sẽ không. Tinh thần hắn mặc dù có chút vấn đề, nhưng trí thông minh cũng tạm được. Khương Phàm truyền ý thức vào nơi hẻo lánh tại tầng thứ ba. Nơi này đang diễn ra thảm án nhân gian. Du Cảnh Chiến nói được thì làm được, thật nhấc lên nồi, nổi lên lửa. Sở Khang ở bên cạnh mặt mũi tràn đầy máu tươi, một tay nước mũi một tay nước mắt dập đầu, khẩn cầu xin tha thứ. Nhưng chân hắn đã bị cưa xuống, cứ thế mà cưa xuống. U Mộng, ta có một thỉnh cầu mạo muội. Khương Phàm khẽ nhíu mày, chuyển hướng tới U Mộng. Nghị công tử mời nói. U Mộng đang run lẩy bẩy nhìn bộ dáng hung tàn dữ tợn của ca ca. Ta muốn tuyên bố với bên ngoài mối quan hệ của chúng ta, lấy mối quan hệ chưa lập ra thất. A, à, ta chỉ mượn tên tuổi, ứng phó nhân gian ngục, nhưng ta cam đoan, sau đó khẳng định sẽ trả lại danh dự cho cô nương. U Mộng lộ ra một nụ cười phức tạp. Có thể giúp đỡ Nghị công tử, là vinh hạnh của ta. Một chút danh dự, không tính là gì. Đắc tội. Khương Phàm rút ý thức khỏi thanh đồng tiểu tháp, quay người nhìn về phía Mộ Dung Tĩnh ở trong phòng. Khương Phàm, nói cho ta biết, chuyện ngươi nghĩ không giống với những gì ta đang nghĩ. Triệu Thế Hùng cầm thật chặt cánh tay Khương Phàm, thần tình nghiêm túc. Mộ Dung Tĩnh từ từ nhíu mày lại muốn làm cái gì? Khương Phàm hất Triệu Thế Hùng ra, đi đến gian phòng, giằng co với Mộ Dung Tĩnh. Ta quên nói cho ngươi, U Mộng là vị hôn thê của ta, chuyện của nàng, chính là chuyện của ta. Vị hôn thê, ha ha, Khương trưởng lão, ngươi đang nói đùa. Ta chỉ cùng bằng hữu nói đùa, ngươi còn chưa xứng. Ngươi nói là vị hôn thê, chính là vị hôn thê. Khương trưởng lão, đừng làm rộn, trở về đi. Mộ Dung Tĩnh gặp qua ai làm việc không từ thủ đoạn, chưa thấy qua chuyện nào nghiêm trọng đến thế này. Một thiên phẩm luyện đan sư cao quý, trưởng lão tam đẳng của hoàng tộc, cùng nữ tử Hoa Lâu đính hôn. Thật thua thiệt hắn nghĩ ra. Ta cho ngươi một cơ hội, giải thích liên quan của Ngọc Thạch cùng U Mộng. Nếu không thì thế nào? Đừng trách ta không hiểu lễ phép. Khương trưởng lão, ngươi vẫn không rõ. Ngươi không có tư cách hỏi ta. Ta đây cho ngươi cái tư cách. Khương Phàm quay người đi ra ngoài biệt viện, hô to với đường đi náo nhiệt. Tuyên bố một tin vui. Khương Phàm, không được làm ẩu. Triệu Thế Hùng quá sợ hãi, điên rồi sao? Vì một nữ tử Hoa Lâu, trêu chọc nhân gian ngục. Ngươi là ngại sinh tử cảnh quá an nhàn sao? Hay là ngại sống ở Xí Thiên Giới quá buồn tẻ? Khương Phàm, ngươi nghĩ thông suốt. Mộ Dung Tĩnh cảnh giác, lần đầu tiên cảm nhận được nguy hiểm từ trên người Khương Phàm. Người đến người đi trên đường dần dần an tĩnh lại, đều hiếu kỳ gom lại phía trước. Là Khương Phàm, sao hắn lại ở đây? Bây giờ đã là Khương trưởng lão rồi. Tin vui gì? Sau khi mọi người thấy là Khương Phàm, đều rất hứng thú. Giới thiệu một chút cho mọi người, vị hôn thê của ta, U Mộng. Khương Phàm chuẩn bị sẵn sàng mời U Mộng từ trong thanh đồng tiểu tháp đi ra. Triệu Thế Hùng muốn ngăn cản đều đã không kịp, Mộ Dung Tĩnh lui lại hai bước, vẻ mặt càng thêm nghiêm trọng. U Mộng đứng ở bên cạnh Khương Phàm, nhẹ nhàng dựa sát vào hắn, lộ ra nụ cười ngọt ngào. Mặc dù biết là giả, nhưng giờ khắc này, trong lòng của nàng vẫn nổi lên dịu dàng kỳ lạ, nhịn không được mà lặng lẽ ôm chặt cánh tay của hắn, rúc vào trong ngực hắn. Oa, nữ tử thật đẹp. Ta thấy mà yêu, Khương trưởng lão, ánh mắt thật tốt. U Mộng, tên này giống như có chút quen thuộc nhỉ. U Mộng, U Mộng, là hoa khôi hồng quán trước kia sao?
Khương Phàm xông vào Hồng Quán, cướp đi người đó. U mộng, thật sự là u mộng. Nàng thành vị hôn thê của Khương Phàm, từ một nữ tử hoa lâu, lắc mình biến hóa trở thành thê tử của trưởng lão Xí Thiên Giới. Ông trời của ta ơi, u mộng này có mị lực lớn như vậy sao? Khương Phàm làm thật, đây cũng không phải là trò đùa. Người mới tới, trang diện nhỏ, đừng ngạc nhiên. Khương Phàm lớn tiếng tuyên cáo. Ta cùng U Mộng đính hôn, chuyện U Mộng, chính là chuyện của ta. Thù của U Mộng, chính là thù của ta. 5 năm trước, toàn tộc U Mộng đã bị đổ sát, chỉ có 2 huynh muội nàng may mắn thoát khỏi đó, bị ném tới Hoa Lâu Chiến Quốc. Hôm nay, ta lấy thân phận trưởng lão tam đẳng của Xí Thiên Giới, mở ra lệnh treo thưởng. Ai có thể tra được hung thủ cho ta, Khương Phàm ta lấy trường sinh đan tặng. Ai có thể cho ta bắt sống hung thủ, Khương Phàm ta lấy 3 viên trường sinh đan tặng. Lời vừa nói ra, phố dài lập tức oanh động. Trường sinh đan. 3 viên. Ta không nghe lầm chứ. Đây chính là treo giải trên trời. Từ khi Khương Phàm gia nhập Xí Thiên Giới, rất nhiều thế lực cũng bắt đầu mưu cầu trường sinh đan, chỉ là đến bây giờ còn không có người nào lấy tới. Điều kiện này quá mê người. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 45.